Xuyệt, bọn họ đang ở một cái hầm phía trước, chúng ta hãy lặng lẽ đi tới, Trần Triệu Dương liền nói sau khi trở về. Quá tốt rồi, chúng ta đi thôi, chú Vinh nghe Trần Triệu Dương nói xong thì lập tức phấn khởi, bèn chuẩn bị bước tới trước. Chờ một chút, xung quanh căn hầm này được bố trí rất nhiều camera ẩn, nếu lao tới rất có thể sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ bắt bọn họ làm con tin, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, Trần Triệu Dương không hề nhúc nhích mà nói. Vậy ý của cậu là, nghe xong lời của Trần Triệu Dương, chú Vinh lập tức hiểu được ý của anh. Ông ở lại đây và đừng di chuyển lung tung, tôi sợ ông sẽ gặp phải camera ẩn của đối phương, tôi sẽ tự mình đi cứu họ. Tin tôi đi, Trần Triệu Dương không thể hứa với ông ấy bất kỳ lời hứa nào khác, vì vậy chỉ có thể nói vậy. Tôi tin cậu, tuy thực lực của chú Vinh không phải mạnh nhưng rất quyết đoán, biết mình không thể giải cứu được đồng đội của mình, cũng như không thể tránh được tất cả các camera. Như vậy chỉ có thể dựa vào Trần Triệu Dương. Chỉ có một cách như vậy, cho nên ông ấy không chút do dự rất quả quyết, trực tiếp đồng ý. Trần Triệu Dương không nói nhiều, thân hình lập, tức lóe lên quét về phía nơi có căn hầm. Khi đến khu vực lân cận, Trần Triệu Dương mở hết khả năng xuyên thấu quan sát, bao quát cơ thể mình trong phạm vi 200 mét, anh tin rằng dưới con mắt xuyên thấu của mình, không camera nào có thể thoát được. Thân pháp của Trần Triệu Dương như điện, có vài cái camera chuyển động. Lợi dụng khe hở lúc chúng di chuyển, trực tiếp lướt qua. Đây là một góc chết, người lắp đặt camera này là một nhân tài, sau khi Trần Triệu Dương dạo. Quanh trong hầm một vòng, phát hiện vốn không có con đường nào để thông qua. Chỉ có một cách, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, một vài chiếc lá vụt khỏi tay anh, được ném ra nhanh như chớp. Khi những chiếc lá này áp vào camera, Trần Triệu Dương lao thẳng vào góc chết mà camera không thể quay được. Khi Trần Triệu Dương đến nơi an toàn, camera trở lại bình thường, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu không nhìn lại thì sẽ không thể phát hiện ra, trừ khi người kia nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng là một trận lá rụng chắn camera mà thôi, không thể nghĩ gì khác. Tốt lắm, kế tiếp là đến giờ biểu diễn của mình rồi, Trần Triệu Dương giống như một con linh miêu nhanh nhẹn, âm thầm hạ cánh, liên tục bay qua nhiều địa hình phức tạp khác nhau, vừa tránh những chiếc camera đó, vừa đến gần căn hầm. Trần Triệu Dương quét mắt và thấy rằng 7 người này đang tra tấn Vu Hòa Vĩ và Phạm Thanh Thanh vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là bọn họ rõ ràng đã đánh giá thấp sự cứng rắn của hai người họ đã bị đánh đến mức không còn nhận dạng được hình người rồi, nhưng vẫn không hé ra một chữ. Ông Fujiwara, thủ đoạn của ông cũng quá thô lỗ rồi. Có một câu nói ở Hoa Hạ gọi là lấy nhu thắng cương, nước chảy đá mòn. Để đối phó với tính khí cứng rắn của họ, ông phải dịu dàng một chút. Một người đàn ông trông có vẻ thấp bé nhưng rất cường tráng, đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy lời nói của người này, trong lòng Trần Triệu Dương khẽ run lên. Anh không ngờ rằng những người này lại là người Tịch Quốc, trước đó bọn họ không có nói chuyện, nên anh không thể phân biệt được. Trần Triệu Dương không phải là người tốt tuyệt đối, nhưng anh cũng tự cho mình là người Hoa Hạ, những người Tịch Quốc này gây rối ở Hoa Hạ, điều mà anh tuyệt đối không cho phép. Ô, ông có cao kiến gì ông Akutagawa? Ông Fujiwara Yuma dừng tay lại, nghi hoặc hỏi. Phải biết là vừa rồi ông ta tra tấn hai người này vô cùng thảm khốc nhưng cho dù như vậy, bọn chúng cũng không thể cạy miệng hai người này. Lấy nhu thắng cương, xin ông Fujiwara đưa cho tôi, Akutagawa Naoya tươi cười, rồi bước tới. Fujiwara Yuma tò mò nhìn Akutagawa Naoya, ông ta muốn xem thử Akutagawa Naoya lấy nhu thắng cương là như thế nào. Này, hai người, tỉnh lại đi. Akutagawa Naoya lấy một vại nước bên cạnh đổ thẳng lên đầu hai người họ. Cậu tặc, đừng hòng lôi ra được tin gì từ miệng chúng tôi khinh, Phạm Thanh Thanh hung hăng nói, nhìn thấy những người này đang vây quanh thì cười lạnh một tiếng. Thật ngại quá, tôi sẽ không hỏi nữa, tôi nghe nói rằng hẳn là chiến hữu của các người, tình chiến hữu là loại tình cảm tuyệt vời nhất. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi muốn xem cái gì gọi là tình chiến hữu, Akutagawa Naoya cười mang rợ. Rồi từ trên chân mình rút ra một con dao găm đen. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của Akutagawa Naoya, Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ vừa tỉnh dậy bỗng trợn o mắt, sau đó tức giận nói. Không làm gì cả, tôi muốn xem thứ đó có quan trọng hay là chiến hữu của các người mới là quan trọng. Tôi thật sự rất muốn biết đáp án, Akutagawa Naoya giống như một ác quỷ, nhìn hai người Phạm Thanh Thanh nói. Ha ha, Fujiwara Yuma giễu cợt. Không ngờ Akutagawa Naoya cũng nghĩ ra cách này, nói người Hoa Hạ coi trọng tình nghĩa, nhất là quân nhân,
ông A muốn thử, loại tình cảm này sâu đậm đến cỡ nào. Đồ đê tiện, khi nghe lời nói của Akutagawa Naoya, Phạm Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, lập tức chửi rủa. Đừng nói nhảm nữa, cơ hội cuối cùng, nếu các người không nói, tôi sẽ cắt cổ hắn, để các người nhìn hắn chảy đến giọt máu cuối cùng mà chết. Con dao găm trên tay Akutagawa Naoya nhẹ nhàng cứa vào cổ của Trương Hàng một cái, lập tức xuất hiện một đường máu. Không, đừng, nhìn thấy điều này, hai người họ cực kỳ phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn này. Tôi đếm đến ba, Akutagawa Naoya không quan tâm đến sự tức giận của hai người họ, nhẹ nhàng mà bắt đầu đếm, thời gian đếm đến ba rất ngắn, nhưng lại bị Akutagawa Naoya đếm vô cùng chậm rãi. Đây chắc chắn là một cực hình khốc liệt nhất đối với cả hai người họ. Ông ra tay đi, cậu ấy có chết cũng sẽ chết một cách có ý nghĩa, cho dù phải hy sinh tính mạng, các người cũng đừng có mơ mà lấy được dù chỉ là một chữ từ miệng chúng tôi. Vu Hòa Vĩ và Phạm Thanh Thanh nhìn nhau, sau đó Vu Hòa Vĩ nói một cách bình tĩnh. Ồ, đúng là tàn nhẫn, rõ ràng bản thân có thể cứu hắn nhưng lại trơ mắt nhìn chiến hữu của mình chết trước mặt. Nếu hắn tỉnh lại, không biết hắn sẽ oán hận các người ra sao, sống chết của hắn, dựa vào đâu mà các người quyết định chứ? Các người chính là tước đi quyền sống sót của hắn ta. Akutagawa Naoya không hổ là người am hiểu hoa hạ, những lời này của gã ta nói ra thật khiến người khác lay động, nếu lập trường không vững, chắc sẽ làm phản mất. Đừng phí lời, ra tay đi, Phạm Thanh Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt trong suốt, cô ta biết lần này bọn họ e là không thể sống sót mà rời khỏi. Lúc này Phạm Thanh Thanh không hiểu vì sao lại nghĩ đến một người giống như chiến thần, có lẽ anh ấy sẽ có thể cứu vớt được mình. Trương Hàng, thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được cậu. Thấy Trương Hàng bị kề dao vào cổ, Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ thấy đau lòng vô cùng, chỉ hận không thể chịu nhát dao đó cho cậu ta. Hừ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, tôi thành toàn cho các người đó, Akutagawa Naoya hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên giơ con dao trong tay lên, đâm thẳng vào cổ Trương Hàng. Ai dám động đến bệnh nhân của tôi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, còn tay cầm dao của Akutagawa Naoya bị một viên đá đập trúng, con dao trong tay lập tức rơi xuống đất. Là ai? Đám người Fujiwara Yuma bỗng thấy ngạc nhiên, lập tức hét lên, khẩu súng trong tay cũng nhắm về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, cả đống đá từ trên trời ào ào rơi xuống. Đám người được trang bị vũ khí còn chưa kịp phản ứng đã bị những viên đá này đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại hai người Akutagawa Naoya và Fujiwara Yuma, những viên đá được ném tới đều bị bọn họ chặn lại. Với sự cảnh giác cao độ, những viên đá này không thể làm Akutagawa Naoya bị thương, dù sao thì vừa rồi gã ta bị đánh trúng vào cổ tay cũng vì bất ngờ không đề phòng. Hừ, mấy con côn trùng tịch quốc dám đến Hoa Hạ làm mưa làm gió. Đúng thật là không biết chữ chết viết như thế nào, bóng dáng của Trần Triệu Dương chậm rãi đi vào. Anh là ai? Võ giả của Hoa Hạ, Akutagawa Naoya cũng cử động cổ tay sưng đỏ vừa bị Trần Triệu Dương đánh trúng của mình, lạnh lùng nói. Anh cần gì phải quan tâm tôi là ai? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, giơ tay chịu trói, rồi tôi sẽ tha cho các người một mạng. Trần Triệu Dương hoàn toàn không hứng thú với hai tên võ sĩ người tịch quốc này, vì hai tên này quá yếu. Hừ! Cậu quá kiêu căng ngạo mạn, để tôi lĩnh giáo sức mạnh của cậu chút xem nào, xem nó có lợi hại như cái miệng của cậu không. Fujiwara Yuma đương nhiên cũng biết cổ tay của Akutagawa Naoya đã bị thương, thế nên, ông ta sẵn sàng thử sức với sức mạnh của đối phương. Tốt nhất hai người cùng lên đi, nếu không thì các người sẽ không có cơ hội nào khác đâu. Trần Triệu Dương lười nhác nhìn hai người bọn họ, không hề để ý tới bọn họ. Muốn chết à, hai người bọn họ vô cùng tức giận. Fujiwara Yuma hừ lạnh một tiếng, xông về phía Trần Triệu Dương, khi xông lên, tay phải của ông ta đỡ bên hông đột nhiên rút ra một thanh kiếm sáng đâm về phía Trần Triệu Dương một cách hung dữ. Fujikun, tốt, rất lợi hại, thấy động tác của Fujiwara Yuma, Akutagawa Naoya lập tức hét lên, đôi mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Bạt đao thuật, thú vị đấy, Trần Triệu Dương cảm nhận được sức mạnh của đối phương tập trung vào thanh kiếm, lập tức cười lạnh, khẽ nhích người sang một bên. Xoạch! Thanh kiếm chém thẳng xuống trước mặt Trần Triệu Dương nhưng lại không động đến được một cọng lông của anh, Fujiwara Yuma cực kỳ ngạc nhiên. Đáng chết! Lại một lần nữa, Fujiwara Yuma tức giận mắng, sau đó cực kỳ phẫn nộ, nắm chặt thanh kiếm trong tay một lần nữa chém về phía Trần Triệu Dương. Thật đúng là ngu ngốc, trọng điểm của bạt đao thuật nằm ở chiêu đầu tiên, lúc rút đao không thành công,
ông nghĩ những chiêu sau còn có thể thành công không? Thấy dáng vẻ của Fujiwara Yuma, Trần Triệu Dương lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Anh cũng từng được lĩnh giáo bạt đao thuật, so với đối phương, bạt đao thuật của Fujiwara Yuma giống như một trò đùa, không có chút uy lực nào. Không thể nào, bạt đao thuật của Tịch Quốc sao có thể yếu ớt như vậy được. Tôi không tin, Akutagawa Naoya cũng lộ ra ánh mắt khó tin, sau đó tức giận nói. Thật sự khiến tôi thất vọng quá đó, các người quá yếu, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, bất lực nói. Đồng thời, anh từng bước hướng về hai người họ. Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ ở bên cạnh tràn đầy phấn khích, rõ ràng họ không ngờ rằng Trần Triệu Dương sẽ xuất hiện ở đây, anh đúng là vị cứu tỉnh của họ. Đôi mắt của Phạm Thanh Thanh tràn đầy tia sáng lấp lánh, vừa rồi cô ta còn nhắc tới Trần Triệu Dương, không ngờ anh lại xuất hiện, quá thần kỳ. Tôi sẽ ngăn cản hắn, anh kèm ba bọn họ, Fujiwara Yuma biết chuyện lần này trở nên khó giải quyết rồi, tên này có sức mạnh rất kinh khủng, ông A không phải đối thủ, phải nghĩ cách khác. Ông muốn ngăn cản tôi sao? Ông định lấy gì ngăn cản tôi đây? Có ngăn nổi tôi không? Trần Triệu Dương cười lạnh, bình tĩnh nói. Hai người bọn họ không ngờ nói nhỏ như vậy mà đối phương cũng nghe thấy. Ra tay đi, Fujiwara Yuma hừ lạnh một tiếng, sau đó lao về phía Trần Triệu Dương. Cùng lúc đó, Akutagawa Naoya cũng lao về phía Phạm Thanh Thanh cách gã ta gần nhất. Đã nói rồi, ông không cản nổi tôi đâu, Trần Triệu Dương lắc đầu. Cơ thể tránh được đòn tấn công của Fujiwara Yuma trong chớp mắt. Ngay sau đó đến trước mặt Akutagawa Naoya, đá gã ta ra ngoài bằng một cước. Đáng chết, kẻ mạnh như thế này từ đâu ra vậy? Long tổ của thành phố Long Hải không có lấy một người như thế đâu, thấy sức mạnh của Trần Triệu Dương mạnh mẽ như vậy, sắc mặt của hai bọn họ trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương. Vừa rồi tôi đã cho các người một cơ hội rồi, nhưng đáng tiếc, các người lại không nắm bắt. Trần Triệu Dương lười giả vờ với bọn họ, lập tức đột nhiên xông đến phía hai người. Liều mạng thôi, hai người bọn họ biết, nếu không liều một phen, e rằng sẽ mất mạng. Liều mạng, cũng phải có vốn để liều mạng, hai người thật sự quá ngây thơi. Thấy hai người bọn họ tỏ ra liều mạng, Trần Triệu Dương lại khinh thường chế nhạo, sau đó dùng sức đập về phía hai người bọn họ. Phù, đúng lúc đó, Akutagawa Naoya đạp vào lưng Fujiwara Yuma. Còn bản thân gã ta thì điên cuồng lao ra ngoài. Khốn nạn, Fujiwara Yuma bị người kia đá, lập tức tức giận nhưng lửa giận của ông ta không kéo dài được bao lâu là đã bị một bàn tay của Trần Triệu Dương đập vào đầu, còn chưa kịp kêu lên đã ngã xuống đất, không một tiếng động. Anh Trần, tha cho ông một mạng đi, thấy động tác của Trần Triệu Dương, Phạm Thanh Thanh bỗng chốc kêu lên. Hừ, Trần Triệu Dương hừ một tiếng, không trả lời, sau đó anh đuổi theo Akutagawa Naoya. Ngay khi hai người Phạm Thanh Thanh nghĩ Akutagawa Naoya đã trốn thoát, một vật nặng rơi xuống sàn. Lần này hắn không chết, Trần Triệu Dương bình tĩnh nhìn Phạm Thanh Thanh rồi nói. Anh nghĩ, đám sói xa lạ này bị giết chết thì tốt, cần gì phải nhân đạo với chúng. Được rồi, bảo chú Vinh đến đây, Trần Triệu Dương cởi trói cho hai bọn họ, sau đó kiểm tra vết thương của hai người, nhận ra bọn họ không có quá nhiều thương tích, cũng không cần anh ra tay chữa trị. Gì cơ, anh bảo là chú Vinh cũng tới á. Không phải chú Vinh đã bị thương chết rồi sao, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai người bọn họ vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên hỏi. Có tôi ở đây, dù ông ấy còn một hơi thở cuối cùng, cũng không thể chết được, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, vẫn còn canh cánh về câu nói kia của Phạm Thanh Thanh. Rất nhanh chóng, ngay sau khi nhận được tín hiệu của Phạm Thanh Thanh, chú Vinh đã đến được căn hầm. Chuyện này, nhìn thấy mấy người nằm trong căn hầm. Chú Vinh lập tức hít vào một hơi. Đám người này lúc trước đã đánh và quét sạch cả đội của ông ấy, nhưng bây giờ lại bị một mình Trần Triệu Dương tiêu diệt. Được rồi, chuyện tiếp theo thì mọi người tự xử lý đi, tôi đến chữa trị cho Trương Hàng một lần cuối cùng. Trần Triệu Dương nói xong, lập tức bước đến trước mặt Trương Hàng, rút kim châm ra, bắt đầu chữa trị. Chú Vinh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không dám phản bác rằng môi trường ở đây không tốt, ông ấy cực kỳ tin tưởng vào y thuật và thực lực của Trần Triệu Dương. Nếu anh đã nói là không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Sau đó chú Vinh bắt đầu liên lạc, chỉ trong một thời gian ngắn, những người thi hành công vụ cũng đến, đưa đám người này lên xe, áp giải đi. Vì sợ đám người này gây ra hỗn loạn, chú Vinh thẳng tay phế bỏ đi đan điền của họ, dù sao thì những người đến áp giải đều là những người bình thường, không có tác dụng gì nếu đối mặt với võ giả. Phạm Thanh Thanh rất ấm ức, cô ta chỉ muốn. Trần Triệu Dương hạ thủ lưu tình, không giết hết bọn họ.
kết quả thái độ của Trần Triệu Dương với cô ta lại tệ hại như vậy. Khụ khụ, đúng lúc này Trương Hàng vốn đang hôn mê đột nhiên ho khan, khiến ba người bọn họ trở nên kích động. Tôi đang ở đâu? Trương Hàng mở mắt, giọng nói khàn khàn, khi nói chuyện vẫn còn chút khó khăn. Ha ha, cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá rồi, ba người Phạm Thanh Thanh rất phấn khích, bọn họ. Vốn dự đoán rằng Trương Hàng sẽ sống thực vật cả đời, không ngờ lại gặp được bước ngoặt, được Trần Triệu Dương cứu tỉnh lại, thật sự khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Được rồi, cậu ấy tỉnh lại rồi, tốt nhất không nên tốn nhiều sức, nghỉ ngơi một thời gian, sau đó luyện tập một chút, Trần Triệu Dương nhắc nhở. Cậu Trần, thật sự rất cảm ơn cậu, nếu như không nhờ cậu, tôi sợ rằng thằng bé Trương Hàng này sẽ hôn mê cả đời mất, chú Vinh hiện giờ rất kích động, cảm kích nói. Không cần đâu. Ông hãy nói cho tôi biết những thông tin trong lần giao dịch trước của chúng ta đi, còn nữa, hôm nay tôi cứu ba người họ, là vì tôi muốn điều tra một tin tức khác. Trần Triệu Dương lắc đầu, rất hờ hững nói. Với thói quen tính cách của Trần Triệu Dương, bọn họ cũng khá hiểu, đương nhiên không hề để tâm. Cậu Trần, tôi sẽ nói với cậu trên đường về, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, chú Vinh nói. Được, Trần Triệu Dương gật đầu, họ lập tức đi ra ngoài. Khi ra ngoài, chiếc xe của Trần Triệu Dương khá lớn, đủ cho bốn người bọn họ ngồi. Cậu Trần, đây là dữ liệu cậu cần, tôi đã gửi đến điện thoại của cậu rồi, chú Vinh nói. Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên âm báo, hiển nhiên những dữ liệu mà Trần Triệu Dương cần đã được gửi đến. Không biết liệu cậu Trần còn cần điều tra thông tin gì không? Đương nhiên chú Vinh cũng biết, lần này bọn họ lại nợ Trần Triệu Dương một ân tình khác, bèn chủ động hỏi. Ông hãy giúp tôi điều tra một giải thưởng trên đá web. Trần Triệu Dương nhìn chú Vinh, sau đó bình tĩnh nói. Cái gì, đá web, chúng tôi không có thẩm quyền điều tra trang web này, chú Vinh lắc đầu, bất lực nói. Vậy thì ai có thẩm quyền? Trần Triệu Dương tinh ý nhận ra sơ hở trong lời nói của chú Vinh, lập tức hỏi ngay. Tổ trưởng của Long Tổ thành phố Long Hải chúng tôi, cô ấy có thẩm quyền, chú Vinh có chút sửng sốt nhưng ông ấy không giấu giếm. Được. Tôi muốn gặp cô ấy, Trần Triệu Dương gật đầu, chỉ cần có thông tin là được. Nhưng mà, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, chú Vinh bỗng chốc trở nên khó xử, đám người Phạm Thanh Thanh ở bên cạnh cũng hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ bất lực. Sao thế, biểu cảm của mọi người sao vậy, thấy dáng vẻ của mọi người, trong lòng Trần Triệu Dương có cảm giác không ổn nên nhanh chóng hỏi. Thực ra, tổ trưởng của chúng tôi, cô ấy đã mất tích rồi, chú Vinh có chút khó khăn khi nói ra. Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện gì quang vinh. Với tư cách là tổ trưởng của Long Tổ, vậy mà cô ấy lại biến mất, đúng là khiến cho người khác ngạc nhiên. Thực ra chuyện là như thế này, tổ trưởng của chúng tôi tên là Bạch Thấm, tổ trưởng Bạch Thấm mất tích vào lần Trương Hàng bị thương. Khi đó chúng tôi đang truy tìm một thứ xuất hiện ở thành phố Long Hải, kết quả gặp phải phục kích, Trương Hàng bị thương nặng rồi hôn mê, Bạch Thấm mất tích, chúng tôi ở vòng ngoài, nên may mắn thoát được. Ngoại trừ Bạch Thấm và Trương Hàng, còn có 5 đồng chí nữa cũng bị thiệt mạng, cũng vì chuyện đó, bộ phận Long Tổ của thành phố Long Hải chúng tôi bị thiệt hại nặng. Nói đến đây, tâm trạng của đám chú Vinh có chút sa sút, rõ ràng chuyện này là một sự đả kích rất lớn với họ. Tổ trưởng của mọi người là nữ, nghe đến đây, Trần Triệu Dương hơi ngạc nhiên. Tổ trưởng Bạch Thấm của chúng tôi mặc dù mới ngoài 20 tuổi nhưng đã là võ giả thiên tiên tiểu thành, thật ra cô ấy là người được tổng bộ phái đến. Chúng tôi cũng không rõ lai lịch cụ thể lắm, chú Vinh gật đầu, trả lời. Vậy thì có lẽ mọi người nên điều tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi chứ, Trần Triệu Dương không tin họ không hề làm gì khi chuyện này xảy ra. Chúng tôi đã điều tra rồi, thế nhưng, cuộc điều tra cho thấy. Nói đến đây, đám người chú Vinh lại trông có chút mất tự nhiên. Để tôi nói cho, sau khi xảy ra chuyện đó, chúng tôi đã điều tra các camera lân cận. Kết quả điều tra cho thấy tổ trưởng Bạch Thấm của chúng tôi đã ra tay bắn chết 5 đồng chí kia, Trương Hàng cũng bị cô ấy đánh thành người thực vật. Vu Hòa Vĩ không thể giấu giếm, đến lúc này rồi, anh ta cứ nói thẳng ra vậy. Nghe thấy Vu Hòa Vĩ nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức ngây ra, chuyện này thật sự ngày càng hấp dẫn đó, không ngờ lại có câu chuyện phức tạp như vậy. Trương Hàng, cậu có thể kể cho tôi nghe về quá trình cậu bị tổ trưởng của các cậu đánh đến hôn mê như thế nào không? Trọng điểm chính là tổ trưởng của các cậu có chỗ nào không ổn không? Trần Triệu Dương lại nhạy bén cảm giác được, nhất định có câu chuyện gì trong đó. Tổ trưởng của Long Tổ đã là người rất quyền lực rồi, hơn nữa mới ngoài 20 tuổi, có thể nói là tương lai đầy hứa hẹn,
Trần Triệu Dương không tin có người sẽ ngu ngốc đến mức đó, coi tương lai của mình như một trò đùa. Tôi thật sự bị tổ trưởng Bạch Thấm đánh, nhưng mà tình hình khi đó rất hỗn loạn. Tôi chỉ nhớ, tổ trưởng đưa mấy người chúng tôi đến nhà máy rồi tổ trưởng đột nhiên quay lại, nhanh chóng ra tay chém giết các đồng chí khác của chúng tôi. Khi đó tôi như chết lặng nhưng cũng do chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nên mặc dù đòn đánh của tổ trưởng rất lợi hại nhưng lại không giết được tôi. Thật ra sau khi Trương Hàng tỉnh lại, rất muốn nói chuyện này, không ngờ đám chú Vinh đã điều tra rõ rồi. Cậu nghĩ tiếp xem, ánh mắt, biểu cảm và động tác của tổ trưởng các cậu, có gì không đúng không? Trần Triệu Dương không muốn nghe Trương Hàng kể khổ, lập tức hỏi thêm. Chỗ nào không đúng sao? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Trương Hàng trở nên im lặng, một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu dậy, liếc nhìn đám người chú Vinh, sau đó nói, quả thật là không đúng lắm. Hôm đó, ánh mắt của đội trưởng hơi dại ra, trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Lúc giết thành viên trong đội thì chẳng khác nào đang làm gà, chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng hình như động tác của cô ấy không đúng lắm, không quá linh hoạt nhưng sức lực vẫn như trước. Trương Hàng nhớ lại rồi chậm rãi kể ra. Vậy thì chứng minh cái gì? Làm cũng đã làm rồi, dù có đưa ra muôn vàn lý do thì cũng không thể phản bội tổ chức, cũng không thể ra tay với đồng đội của mình, đó là kẻ phản bội rồi. Vu Hòa Vĩ lại không đồng ý, tức giận phản bác. Tiểu Vĩ, đừng thêm cảm xúc cá nhân vào trong lúc phát biểu ý kiến. Nghe xem ý của cậu Trần thế nào, xét cho cùng chú Vinh là người từng trải nên hung dữ trợn mắt với Vu Hòa Vĩ, sau đó lại nhìn Trần Triệu Dương. Bình thường đội trưởng các người có tính cách thế nào, Trần Triệu Dương không vội đưa ra ý kiến mà lại hỏi. Đội trưởng rất khiêm tốn, đối xử với chúng tôi cực kỳ tốt, chưa bao giờ quở trách chúng tôi quá nặng nề. Phạm Thanh Thanh đáp. Trong lòng cô ta, đội trưởng không phải là người như vậy. Được rồi, tôi đã hiểu rõ chuyện này. Tôi có một suy đoán, có lẽ đội trưởng của các người bị người khác khống chế, nếu không ánh mắt cũng không dại ra, mặt không cảm xúc như vậy. Tôi là một bác sĩ, cũng biết một số cách có thể làm mê hoặc lòng người. Nhưng nếu đội trưởng của các người thật sự bị ai đó thôi miên để làm ra chuyện như vậy, e là thủ đoạn này khá lợi hại. Trần Triệu Dương trầm tư một lát, sau đó nói ra suy đoán của mình. Đúng đó, tôi đã nói mà, đội trưởng không thể phản bội chúng ta. Chắc chắn đội trưởng bị ai đó kiểm soát tâm trí, nếu không cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, Phạm Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ tán thành. Những người khác hơi sửng sốt, họ không hề nghĩ đến khả năng này, dù sao một người sống như vậy thì sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy. Nhưng Trần Triệu Dương là bác sĩ, nếu anh đã nói tình huống này có thể dùng thuốc để tiến hành. Vậy họ cũng không loại trừ khả năng Bạch Thấm bị ai đó dùng thuốc khống chế nên mới làm ra chuyện như vậy. Thế này đi, nếu sau đó các người có phát hiện gì mới thì cứ nói với tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các người cứu Bạch Thấm. Trần Triệu Dương lại không muốn nghe họ bàn về chuyện này nữa nên lập tức nói. Được, cậu Trần, hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu, e là Long Tổ thành phố Long Hải chúng tôi bị diệt mất rồi. Tất nhiên chú Vinh nhận ra Trần Triệu Dương không còn kiên nhẫn nữa nên nói cảm ơn lần nữa. Sau đó, Trần Triệu Dương lái xe chở 4 người đến một căn cứ khác của họ, không ở lâu, Trần Triệu Dương lái xe lập tức rời đi ngay. Đợi lúc đến dưới chân núi nhà họ Hạ, Trần Triệu Dương dừng xe lại, đọc kỹ tài liệu chú Vinh gửi cho anh. Nhà họ Mộ Dung, thấy tên gia tộc này, Trần Triệu Dương nhíu mày, gia tộc họ kép kiểu đều là những gia tộc có truyền thừa lâu đời, e là không đơn giản. Quả nhiên, khi lướt xuống dưới, Trần Triệu Dương mới phát hiện, cho đến nay, gia tộc Mộ Dung này đã tồn tại mấy trăm năm, là gia tộc có vị trí khá cao ở thủ đô. Gia tộc Mộ Dung là gia tộc võ thuật, sức mạnh sâu không lường được. Nghe nói gia tộc Mộ Dung có mấy vị võ đạo tông sư, nhưng còn ai mạnh hơn không thì tư liệu không ghi rõ. Lúc đầu, người ra tay với Nam Cung Yến là Mộ Dung Phong hậu duệ dòng chính của gia tộc Mộ Dung. Mặc dù không biết tại sao Mộ Dung Phong lại ra tay với Nam Cung Yến. Nhưng dám ra tay với vợ anh thì kết cục đã định sẵn người đó phải chết. Xem ra, nếu muốn tìm nhà họ Mộ Dung báo, thù thì vẫn cần từ từ lên kế hoạch mới được. Đọc xong phần tài liệu này, ánh mắt Trần Triệu Dương hơi ngưng trọng, sau đó xóa hết tài liệu đó. Làm xong, Trần Triệu Dương mới lái xe đến nhà bốn họ Hạ. Đến nhà họ Hạ, khi nhìn thấy xe của Trần Triệu Dương, bảo vệ gác cổng không hỏi gì mà mở cổng cho anh vào trong. Trần Triệu Dương không ở lại nhà họ Hạ lâu. Dù sao nơi này cũng là nhà của người ta, dù người ta hiếu khách cỡ nào, mình ở lại cũng không thoải mái, bốn huống chỉ bọn anh lại có nhiều người như vậy.
Thế nên sau khi nói một tiếng với Hạ Thanh Minh xong, Trần Triệu Dương dẫn họ rời đi. Còn chuyện nhà họ Quý lại không tốt hơn nhờ việc Quý Vân Hải tỉnh lại, Quý Chiêm Quân và mấy người bị bắt đó đều được cứu nhưng nhà họ Quý vẫn bị tổn thất nặng nề. Một số quản lý cấp cao của nhà họ Quý bị đầu độc nên mất mạng, Quý Hiểu Hiểu và Quý Thanh cũng trúng độc. Dù không mất mạng nhưng lại làm cho ngoại hình của hai người thay đổi rất nhiều, trở nên cực kỳ xấu. Mặc dù Trần Triệu Dương rất đồng cảm với lần gặp nạn này của nhà họ Quý nhưng anh chẳng thể thay đổi được gì. Còn về chuyện mà Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu gặp phải, Trần Triệu Dương chỉ kê cho họ một lọ thuốc giải, còn ngoại hình, anh không nói có thể thay đổi. Bốn người các cậu thấy thế nào? Trên xe, Trần Triệu Dương lái một chiếc xe thương vụ, bảy người họ đều ngồi trên xe, dù sao hai người Nam Cung Yến cũng là người tu luyện, không gì không thể nói. Nghe Trần Triệu Dương hỏi như vậy, bốn người Tật Phong cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến lời lẽ đầy khí phách của mình trước đây, còn nói muốn đạt tới võ sĩ thiên tiên trong vòng nửa năm, đúng là người vô tri thì không sợ mà. Đại ca, trong bốn người thì em xem như là có tiến triển nhanh hơn một chút, nhưng chân khí chỉ tăng lên có một chút xíu, cậu tử nói. Bọn em đều bị đứt quãng, không hề có sự liên kết, ba người họ nhìn nhau, sau đó bực bội nói. Ồ, bốn người các anh lại ngốc vậy à? Tôi cũng mới luyện mấy ngày thôi nhưng lại mạnh hơn các anh nhiều, đúng là kém cỏi. Tuyên Hoàng ở một bên nói, thẳng thừng chê bai bọn họ. Được rồi, em không nói cũng chẳng ai nói em câm đâu, Nam Cung Yến bên cạnh kéo Tuyên Hoàng một cái, xua tay nói. Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã đạt tới trình độ này là khá tốt rồi, Trần Triệu Dương không ngờ bốn anh em này lại có thiên phú như vậy, nhất là cậu tử. Cậu ta vốn thích đánh lộn, lúc biết được rằng có võ sĩ tồn tại thì lại càng si mê hơn. Cho nên mình là người có tiến triển nhanh nhất. Anh rể, anh như vậy là không đúng rồi, thực lực của em mạnh hơn họ nhiều, sao anh chưa từng khen em vậy? Nghe anh nói vậy, Tuyên Hoàng có cảm giác không cân bằng, bày ra bộ dáng muốn được khen. Anh khen em cũng chẳng được thêm miếng thịt nào, cần gì phải vậy, Trần Triệu Dương hết cách nói. Em không cần thịt đâu, em muốn một vóc dáng thon thả, Tuyên Hoàng tức giận nói. Lúc Trần Triệu Dương đang lái xe được nửa đường thì điện thoại bỗng vang tiếng chuông. Alo, tôi là Trần Triệu Dương, Trần Triệu Dương liếc nhìn màn hình, là số từ thành phố Long Hải, anh lập tức bắt máy, cậu nói là Đại sư Lữ tìm tôi à? Đại sư Lữ, được, nói ông ta ở đó chờ tôi, sau khi bắt máy, nghe đối phương nói, Trần Triệu Dương cười mỉa nói. Trần Triệu Dương, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nam Cung Yến cũng rất hiểu Trần Triệu Dương. Nhìn dáng vẻ đó của anh. Cô có cảm giác không lành, chắc chắn lại có người xui xẻo rồi. Không có gì, chỉ là một con tép siêu mà thôi. Anh đi xem tình hình, mọi người tạm thời đừng qua đó, cứ ở trong xe đợi, anh giải quyết xong rồi mọi người hãng qua, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, tỏ ra không sao nói. Nghe Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến thở phào, anh nói như vậy chắc chắn là không có chuyện gì lớn. Đại ca, là vì bọn em sao, trong bốn người Tật Phong có IQ cao nhất. Cậu ta cảm giác được chắc chắn chuyện này có liên quan đến họ. Nói nhảm gì đấy, chúng ta là anh em, nếu nói vậy thì còn là anh em gì nữa, Trần Triệu Dương đanh mặt lại, sau đó nghiêm nghị nói. Hê hê, bọn em không định xen vào, bọn em chỉ muốn xem thực lực hiện giờ của đại ca đã đến cấp độ nào rồi. Có ai khiến đại ca phải dùng hết toàn bộ thực lực của mình để chiến không, nghe vậy, Tật Phong vội cười ha ha, sau đó đùa nói. Sao nào, còn muốn bị hành à? Yên tâm đi, khi nào về lại thành phố Nam Hải, có rất nhiều thời gian để hành các cậu. Nếu trong nửa năm mà các cậu không thể đạt đến mức mà các cậu đã nói thì cũng. Đừng mơ rời khỏi đó, tôi sẽ đánh gãy chân từng người để các cậu phải ở bên cạnh tôi cho bằng được, Trần Triệu Dương trợn mắt, sau đó nghiêm mặt nói. Đại ca, bọn em sai rồi, đều tại Tật Phong, tự dưng lại nói linh tinh làm như mình thông minh lắm, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hắc Kiện và Ưng Chuẩn biến sắc, cao giọng xin tha. Đại ca, anh yên tâm đi, không lâu nữa đâu, em sẽ gửi lời thách đấu tới anh để lấy lại danh hiệu người có sức chiến đấu mạnh nhất huyết lang, cậu tử bên cạnh lạnh lùng, cao ngạo nói. Người anh em này hết thuốc chữa rồi, nghe cậu tử nói vậy, bọn Tật Phong võ chán một cái, sau đó bất lực nói. Trần Triệu Dương nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, đã lâu anh không có cảm giác này rồi. Anh không mong các anh em xa cách mình, dù anh có mạnh thế nào. Anh cũng không mong các anh em ngày càng xa cách mình. Bây giờ, xem ra mấy tên này không có ý nghĩ đó, ngược lại làm anh thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc đã đến Thiên Sướng Viên.
Trần Triệu Dương không lái xe vào trong mà để mấy người họ đợi trong xe. Vì anh cũng không biết sau khi Lữ Đại Vĩ đột phá đến võ đạo tông sư thì thực lực đã thay đổi thế nào. Ngộ nhỡ mình tính toán sai một bước, một mình anh cũng có thể tự bảo vệ được mình. Nhưng nếu mấy người Nam Cung Yến vào cùng, anh sợ không thể bảo vệ được họ. Đợi lúc Trần Triệu Dương mở cửa xuống xe, bầu không khí trong xe lại trở nên nặng nề, bởi vì họ không biết Trần Triệu Dương sẽ gặp phải chuyện gì. Gặp người thế nào, nhưng người có thể Trần Triệu Dương phải thận trọng, e dè như vậy trách không phải là kẻ đơn giản. Không được, tôi phải đi xem Semele, mặc dù cậu tử lạnh lùng nhất trong đám nhưng cũng là người có chủ kiến nhất nên cậu ta đẩy cửa ra bước xuống xe. Bọn tôi cũng đi, nhưng mọi người đừng gây phiền phức cho đại ca, mang khẩu trang vào ít nhất sẽ không để người khác nhận ra chúng ta đi cùng nhau, Tật Phong suy xét đến toàn diện lên tiếng đề nghị. Nghe Tật Phong nói vậy, mấy người khác cũng thấy có lý nên lập tức đeo khẩu trang vào, ai không có khẩu trang thì cũng lấy khăn lụa che mũi và miệng lại. Sau đó họ cũng đi vào trong, lúc đi đến cổng, bảo vệ đứng trước cổng biết Nam Cung Yến, mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng cho mấy người bọn cô vào. Tất nhiên Trần Triệu Dương cũng không biết được là mấy người Nam Cung Yến lại chịu không nghe lời của mình mà lẳng lặng đi theo vào trong. Anh đi vào Thiên Sướng Viên rồi đến biệt thự số 1. Đến biệt thự số 1, ánh mắt Trần Triệu Dương lóe lên tia sáng lạnh. Vì anh phát hiện cổng lớn của biệt thự đã bị ai đó đánh vỡ, trong biệt thự và trong vườn cũng chỉ có vài người. Ngoài những thứ này ra, anh còn phát hiện đồ đạc của họ bị vứt đầy trong sân. Đồ của Trần Triệu Dương, vật dụng cá nhân của Nam Cung Yến, Tuyên Hoàng và Julia đều được vứt trong sân. Điều này khiến sát khí của Trần Triệu Dương cuồn cuộn dâng lên. Anh Trần, thật sự xin lỗi. Mấy người này đều là người có võ công cao cường. Bảo vệ chúng tôi không phải là đối thủ của họ, không thể bảo vệ nhà của anh, là sơ suất của chúng tôi. Ngay lúc Trần Triệu Dương cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao vào giết chết tất cả thì vài bảo vệ xuất hiện trước cổng biệt thự của Trần Triệu Dương, áy náy nói. Các anh không cần phải vậy, những người này không phải là người các anh có thể đối phó. Chuyện này cứ để tôi giải quyết, các anh cứ mặc kệ đi, Trần Triệu Dương hơi nhíu mày, sau đó nói. Hả, vậy có được không, anh Trần, anh không thể vào trong, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ mất đi công việc này, bảo vệ bị đánh bị thương, Trần đi hơi khập khiễng khuyên anh. Yên tâm đi, tôi có chừng mực, tôi sẽ nói với Hạ Hiểu Vũ một tiếng, nhắc cô ta quan tâm đến các anh nhiều hơn. Trần Triệu Dương nhìn mấy bảo vệ đó, anh nhận ta họ chỉ bị thương nhẹ, qua 2 ngày sẽ khỏi. Nhưng lòng trách nhiệm với công việc của những người này khiến Trần Triệu Dương ngưỡng mộ. Dù sao ban đầu, anh cũng là một bảo vệ nhỏ nhoi nên dĩ nhiên anh càng muốn để ý đến những người làm cùng nghề này. Chuyện này, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mấy bảo vệ đó hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Suy cho cùng, họ cũng biết Hạ Hiểu Vũ là người nắm quyền của nhà họ Hạ hiện tại. Các dự án của nhà họ Hạ đều do Hạ Hiểu Vũ quyết, họ chỉ biết cô ta, bây giờ có thể được người như vậy quan tâm thì tất nhiên là chuyện cực tốt. Cảm ơn anh, mấy bảo vệ đó cảm kích nói. Được rồi, vậy tôi sẽ làm theo ý của anh, nhưng anh Trần. Anh nhất định phải cẩn thận đớ, bảo vệ hơi lo lắng nói. Anh yên tâm đi, chỉ là mấy cọng cỏ dại mà thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, nhỏ giọng nói. Lúc này tình hình bên này dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mấy biệt thự xung quanh khác. Vừa thấy chủ biệt thự đi đến, tức khắc có người chạy đến muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, sau đó đi vào trong biệt thự. Cậu là ai? Nơi này có chuyện cần giải quyết, người không liên quan mau rời khỏi đây. Thấy Trần Triệu Dương đẩy cửa đi vào, người trong sân hung hăng quát lớn, vẻ mặt khá nóng nảy. Gọi Lữ Đại Vĩ ra đây, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn mấy kẻ đó. Danh con, cậu là ai? Tên của sư phụ là để cậu tùy tiện gọi vậy sao? Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Vừa nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mấy người đó nổi giận, lập tức có một người lao đến, nhảy lên cao, một người quét chân đá mạnh vào đầu Trần Triệu Dương. Cảm nhận được sự công kích của người này, đột nhiên trong mắt của Trần Triệu Dương lóe lên một tia man dợ. Nếu đây là một người bình thường, bị đá trúng như vậy, không chết cũng thành kẻ đần độn. Anh Nhạc, thật lợi hại. Cú đá này chắc chắn sẽ làm tên ngốc này thành kẻ đần độn luôn quá. Không sai, tốc độ và góc độ của cú đá này đều rất chuẩn. Ai bảo tên nhãi này dám gọi tên của thầy chúng ta một cách bài bãi như vậy chứ? Thầy của chúng ta đường đường là một võ đạo tông sư không được xúc phạm, lẽ nào hắn chưa từng nghe qua sao?
Mấy tên nhãi nhép kia nhìn thấy sự công kích của Nhạc Trung lợi hại như thế thì lập tức bắt đầu khoe khoang. Cút, Trần Triệu Dương thét lên một tiếng, trước khi một cước này chạm tới người mình thì anh đã nhấc chân lên, hung hăng đá vào đối phương. Nhạc Trung trong không trung vốn không có chỗ mượn sức, muốn né cũng không có cách, hắn ta trực tiếp bị Trần Triệu Dương tung một cước đá văng ra ngoài, rơi ngay vào những người đang khoe khoang kia. Ôi trời! Họ cảm nhận được một bóng người lao về phía mình, còn chưa kịp né tránh thì bị cả người của Nhạc Trung đập trúng mà ngã lăn ra đất. Đòn tấn công của Trần Triệu Dương vô cùng mạnh, đến mức đám người bị đập trúng kia không cách nào đứng dậy nổi, ai nấy cùng nằm dài dưới đất và kêu gào đau đớn. Động tĩnh bên ngoài khiến người bên trong kinh động một phen, sau đó một nhóm người từ phía trong lao ra. Là ai vậy, còn dám tới đây gây chuyện, muốn chết phải không? Lập tức có một người xông ra trước mặt của Trần Triệu Dương, miệng hét lên với vẻ hống hách vô cùng. Cậu, vốn dĩ Trương Sơn còn đang rất hống hách nhưng khi nhìn thấy người này thì đột nhiên lại đơ ra, sắc mặt tái mét. Tên nhãi kia, mày cũng to gan lắm, lại dám chạy tới địa bàn của bọn tao gây chuyện, muốn chết phải không? Người phía sau vốn không nhìn thấy dáng vẻ của Trương Sơn lúc này, lập tức lại có thêm vài người nữa cũng gào lên. Trần Triệu Dương nhìn sang Trương Sơn cười nhạt một cái, còn đám người ồn ào kia, ngoại trừ Trương Sơn thì có vài người thật sự đã thấy thực lực kinh khủng của Trần Triệu Dương. Họ nhanh chóng kéo giữ mấy tên đang la ó ẩm kia lại, vẻ mặt của ai nấy đều xám như cho tàn. Lữ Đại Vĩ đâu, kêu ông ta ra đây, lúc này Trần Triệu Dương kiềm nén cơn giận trong lòng, nhà bị người ta chiếm giữ, đồ đạc cũng bị vứt hết ra ngoài. Anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Trần ra, phiền cậu chờ một chút, tôi đi mời thầy tôi ra ngay đây, Trương Sơn cuối cùng phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy như bay vào trong biệt thự. Anh ta sắp bị dọa chết khiếp rồi. Lại dám mắng mỏ trước mặt tên sát tinh này, đúng là không cần mạng nữa rồi. Cũng may anh ta nhìn ra sớm, nếu không thì tên sát tinh này sẽ lôi anh ta ra lau sàn nhà mất. Mấy tên la lối kia vốn còn chưa phục lắm, nhưng khi thấy Trương Sơn lại thua mình như vậy thì họ bỗng dưng hiểu ra vị trí của mình, không ai dám hống hách nữa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, thực lực của đám học trò bên ngoài kia vốn không hề yếu, nhưng lại bị cậu thanh niên còn nhỏ tuổi hơn cả họ đánh ra bộ dạng như vậy. Đúng là khiến họ mở mang tầm mắt, đây chắc chắn là vấn đề nan giải rồi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của đám người này, Trần Triệu Dương không thấy thú vị chút nào. Anh phải chờ Lữ Đại Vĩ ra nhưng cũng không muốn phá đi biệt thự của mình. Lúc này rất nhiều người đã vây kín tại lối vào của biệt thự số 01 tại Thiên Sướng Viên, trong đó có Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng rất tức giận. Chị, quần áo của em, còn có đồ trang điểm, sao đám ác ôn này không đi chết đi? Tuyên Hoàng thấy đồ của mình bị vứt đi thì nhất thời giận run người. Nam Cung Yến cũng vô cùng tức giận, nhưng cô lo lắng nhiều hơn, đám người này lại dám trực tiếp tìm tới tận nhà, vậy thì chắc chắn đã biết thực lực của Trần Triệu Dương. Nếu biết thực lực của anh, còn dám tìm tới tận đây, chỉ có một khả năng, đó là thực lực ngang ngược, mạnh tới mức không còn sợ Trần Triệu Dương nữa. Mấy món này chỉ là vật bên ngoài, đừng để lộ thân phận, trước tiên hãy xem như thế nào đã, Nam Cung Yến ngăn Tuyên Hoàng lại. Sau đó nói nhỏ. Bốn người Tật Phong nhìn thấy vậy, ai nấy cũng xắn tay áo lên, hận không thể xông ra đánh một trận. Nhưng họ cũng biết, nếu Trần Triệu Dương không để họ đi cùng, vậy thì chứng minh đối phương chắc chắn là người mà họ không cách nào đối phó. Họ không thể làm liên lụy Trần Triệu Dương. Là thù hận lớn cỡ nào kia chứ? Nợ tiền bạc ư, còn đem vứt nhiều đồ ra ngoài như vậy. Tôi thấy tình hình này không đơn giản đâu. Tôi biết người bên trong. Những người này đều là học trò của thầy Lữ, chắc không phải người của biệt thự số 01 này đã đắc tội với Lữ Đại Vĩ rồi chứ. Gì mà thầy Lữ chứ, bây giờ phải gọi là Lữ Tông Sư rồi, nghe nói thầy Lữ đã đột phá thành Võ Đạo Tông Sư rồi. Cái gì, Võ Đạo Tông Sư, trời ơi, tôi thấy thương cho chủ nhân của biệt thự số 01 này quá, Tông Sư thì không thể xúc phạm, cậu ta tiêu rồi. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, đám người này giàu có sang chảnh. Dĩ nhiên cũng kết bạn với một số võ giả có thực lực dũng mãnh, chắc chắn biết qua danh tiếng của Lữ Đại Vĩ. Vẻ mặt của Nam Cung Yến bỗng dưng thay đổi. Cô không phải là người không hiểu chuyện. Cô đã bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên biết ý nghĩa của Võ Đạo Tông Sư là gì. Nếu đối phương thật sự là Võ Đạo Tông Sư, không biết Trần Triệu Dương có thể ứng phó được không? Trần Triệu Dương chờ ở bên ngoài, còn Lữ Đại Vĩ bên trong sau khi nhận được thông báo của Trương Sơn thì cũng chậm rãi đi ra. Sau khi ra khỏi cửa biệt thự, trên người Lữ Đại Vĩ mang theo một luồng khí thế đi về phía Trần Triệu Dương. Lữ Đại Vĩ mặc áo choàng màu xanh,
cùng với ánh mắt khí thế lúc này đúng thật là có khí chất của mấy vị võ đạo tông sư. Đây chính là Lữ tông sư, khí thế quá lợi hại rồi. Người xem bên ngoài sau khi nhìn thấy ông ta thì đột nhiên ai nấy cũng đều trừng to mắt, nhìn sang ông ta bằng ánh mắt sùng bái. Phải biết là đám phú thương bọn họ muốn dựa thế nhất dĩ nhiên là võ giả có thực lực mạnh nhất, mà Lữ Đại Vĩ là võ đạo tông sư đầu tiên của thành phố Long Hải bọn họ, ai mà không muốn bám lấy mối quan hệ này chứ? Chẳng qua lúc này rõ ràng không phải thời cơ tốt, họ đành nhẫn nại chờ đợi trước đã. Trần Triệu Dương, tới biệt thự của tôi, đánh bị thương học trò của tôi, có phải nên giải thích với tông sư tôi đây không? Lữ Đại Vĩ nhìn về phía Trần Triệu Dương, ra vẻ ta đây nói với anh, như thể mình đây rất oai phong lỡ oãm liệt. Tông sư, giải thích, bá Vương Lư, tôi nghĩ chắc là ông đã quên cách mà tôi đánh bại Vân Hạn Lâm rồi thì phải, Trần Triệu Dương cười khẩy, sau đó anh nghiêm nghị nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Lữ Đại Vĩ vốn khí thế tràn đầy lập tức biến sắc, uy phong liền tụt xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay. Dĩ nhiên ông ta biết thực lực của Trần Triệu Dương, nhưng lúc nãy đột phá thành võ đạo tông sư, được nhân sĩ các giới nịnh bợ, lại được chính học trò của mình tâng bốc, ông ta tưởng thực lực của mình đã vượt hơn võ đạo tông sư bình thường. Dĩ nhiên điều này chẳng là gì đối với Trần Triệu Dương rồi. Nhưng mà, vừa rồi khi Trần Triệu Dương nói như vậy, đầu óc ông ta đột nhiên trở nên tỉnh táo. Hơn, phải biết rằng Vân Hạn Lâm là chủ của một môn phái, tuy Kỳ Môn Sơn chỉ là một môn phái nhỏ nhưng nó cũng là một môn phái hẳn hoi. Hơn nữa, Vân Hạn Lâm không phải là một võ đạo tông sư mới đột phá, vì vậy hiểu biết về võ đạo tông sư chắc chắn sẽ sâu sắc hơn ông ta. Nhưng cho dù như vậy, Vân Hạn Lâm vẫn bị Trần Triệu Dương đánh bại một cách thảm khốc, cuối cùng dưới sự quấy nhiễu của đám người đó, anh đã dùng sức chém chết Vân Hạn Lâm. Thực lực này chắc chắn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Trong lòng vô cùng bồn chồn, nhưng bây giờ đã chống đối đến mức này rồi, nếu mà thừa nhận sợ hãi rồi ủ rũ bỏ đi như vậy thì sau này làm sao có thể nhìn mặt ai chứ? Trần Triệu Dương, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng làm chuyện gì cũng cần nói lý lẽ, cậu đã tùng xẻo Hồng Thịnh, học trò của tôi. Chắc cậu sẽ không phủ nhận chuyện này chứ? Suy nghĩ của Lữ Đại Vĩ đột ngột quay ngoe sang vấn đề khác. Sau đó ông ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy khí thế. Đúng vậy, chính tôi đã ra tay với Hồng Thịnh, vậy ông muốn như thế nào? Đương nhiên là Trần Triệu Dương nhận thấy Lữ Đại Vĩ lúc này có chút chột dạ, lập tức lạnh lùng hỏi. Tôi, Lữ Đại Vĩ đang rối bời, không ngờ Trần Triệu Dương lại thú nhận mà không cần biện minh, lại còn hành động kiểu ông cứ việc nói ra, bố đây tiếp hết. Điều này khiến Lữ Đại Vĩ cứng họng, không biết nói gì tiếp theo. Thầy à! Thầy cứ hẹn quyết đấu với cậu ta đi. Đường đường chính chính đánh cậu ta một trận lấy lại danh dự của mình. Lúc này, Trương Sơn vốn khá sợ sệt, lại đột nhiên lên tiếng. Vốn dĩ Lữ Đại Vĩ còn không biết nên trả lời như thế nào. Kết quả bị tên Trương Sơn này nói xen vào. Trong lòng ông ta không khỏi nguyền rủa. Tên ngu này, lẽ nào không nhận ra là đang làm khó thầy mình sao? Trừng mắt liếc Trương Sơn một cái. Ông ta quyết định rồi, chuyện này mà xong xuôi. Nhất định sẽ tống cổ tên đần Trương Sơn này ra khỏi sư môn mới được. Tên học trò này của ông nói rất đúng, đây là cách giải quyết dễ dàng nhất, Trần Triệu Dương nhìn Lữ Đại Vĩ đang vô cùng lúng túng thì lạnh lùng lên tiếng. Có điều tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với ông. Tôi cho ông một cơ hội, tự chặt gáy tay mình đi. Tôi sẽ không truy cứu việc ông đã xâm nhập vào biệt thự và vứt hết đồ đạc của tôi ra ngoài. Trước đó một giây, dáng vẻ Trần Triệu Dương vô cùng lãnh đạm. Nhưng từ câu thứ hai trở đi, anh mang theo một tia sát khí vô cùng giận người. Trong lời nói toát ra sự tự tin và ngông cuồng. Ôi trời! Tôi vốn tưởng rằng cậu thanh niên này nhất định sẽ sợ hãi khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Lữ Đại Vĩ chứ, nhưng không ngờ cậu thanh niên này lại ăn nói tự tin như vậy, trực tiếp chống đối với ông ta. Lúc này, tất cả mọi người đều mong chờ Lữ Đại Vĩ sẽ trả lời như thế nào. Cậu! Nghe thấy những lời nói hổ báo như vậy của Trần Triệu Dương. Trong lòng Lữ Đại Vĩ đột nhiên trở nên rối rắm, ông ta thực sự không muốn đối đầu với anh. Tuy nhiên, chứng kiến những điều mình đã làm, nếu đổi ngược lại bản thân cũng không thể tha thứ được nữa là. Thầy à, cậu ta đang phỉ báng đến thầy đấy, tông sư không thể bị xúc phạm, xử đẹp cậu ta đi, lúc này Trương Sơn không có gì chờ đợi hơn là việc thầy mình đánh nhau với Trần Triệu Dương một trận. Dù gì, đây đã là lần thứ hai ông ta bị Trần Triệu Dương bôi nhọ rồi. Hận ý đối với anh càng ngày càng tích tụ nhiều hơn. Trong 3 giây cân nhắc, 3 giây sau, tôi sẽ coi như ông không đồng ý, Trần Triệu Dương nhìn Lữ Đại Vĩ đang vô cùng xoa suýt, lãnh đạm nói. Mẹ ơi,
tính khí của cậu thanh niên này cũng quá táo bạo rồi, cơ mà tôi rất thích, có người vô cùng phấn khích nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng lộ ra vẻ ngưỡng mộ cùng tán thưởng. Quả là can đảm, nhưng e là chỉ có được lần này thôi, tên nhóc này tiêu đời rồi. Hai, chàng trai này đẹp trai như vậy, tại sao não anh ta lại có vấn đề chứ? Chỉ là không biết có sống được không? Khi một số người đang thảo luận, chủ đề bắt đầu trở nên lệch lạc, suy cho cùng ở đâu cũng sẽ có đủ loại phụ nữ, ai nấy cũng đều nhìn Trần Triệu Dương với đôi mắt sáng ngời. Nam Cung Yến đang ở trong đám đông tất nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của những người phụ nữ trang điểm loè loẹt này, trong lòng cô như muốn bốc hỏa. 3, 2, 1, Trần Triệu Dương hời hợt đếm, càng về cuối giọng điệu càng thêm lãnh đạm. Còn trẻ thì không nên có tính khí nóng nảy như vậy chứ, chúng ta thương lượng một chút đi, trong lòng Lữ Đại Vĩ xấu hổ vô cùng, ông ta là một người thông minh, làm sao có thể đưa mình vào tình huống nguy hiểm được. Tuy nhiên, ông ta lại không muốn đánh mất danh dự võ đạo tông sư của mình, nếu mà thừa nhận sợ một cách công khai như vậy thì sau này làm sao lăn lộn được chứ. Vậy há chẳng phải ông ta là một võ đạo tông sư kém cõi nhất sao? Hết thời gian rồi, nếu ông đã không trả lời, tức là không đồng ý rồi, Trần Triệu Dương vốn không bận tâm Lữ Đại Vĩ đang lãi nhải điều gì, trực tiếp đưa ra quyết định. Không, 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 đợi một chút, tôi không hề muốn xúc phạm đến cậu, tất cả đều là do tên khốn kiếp này, hắn đã chạy đến tìm tôi, khăng khăng muốn tôi đến gặp cậu để tính sổ, trong lòng Lữ Đại Vĩ dấy lên cảm giác hối hận. Sớm đã biết Trần Triệu Dương là một con người độc đoán, còn trẻ như vậy chắc chắn cơn phẫn nộ sẽ rất mãnh liệt, nếu không sẽ không đồng ý giao đấu với Vân Hạn Lâm. Nói đến đây, Lữ Đại Vĩ trừng mắt nhìn Trương Sơn đang đứng bên cạnh, cay nghiệt nói. Thầy, Trương Sơn dựng tóc gáy khi nghe thầy mình lại đem mình ra làm kẻ chết thay. Nhưng với tính khí của ông ta thì làm mấy loại chuyện này cũng quá đỗi bình thường. Cái tên khốn nạn, mày có tư cách nói chuyện ở đây sao? Nếu không phải tại mày, người làm thầy như tao có thể đến đây sao? Có thể đắc tội đến cậu Trần như vậy không? Vẻ mặt của Lữ Đại Vĩ giận dữ nói, tỏ vẻ trách móc đã làm liên lụy đến mình. Trần Triệu Dương chỉ lạnh lùng nhìn hai thầy trò họ tự biên tự diễn, anh lại muốn xem thử bọn họ có thể diễn ra được cảnh bất ngờ gì. Những người xem xung quanh đều há hốc mồm, đặc biệt là những người đã từng nhìn thấy uy phong của võ đạo tông sư Lữ Đại Vĩ. Sức mạnh đáng sợ như vậy không phải con người có thể có được, đã khiến họ phải kinh ngạc một phen. Nhưng không ngờ khi đối mặt với cậu thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, vị cao nhân này lại chọn cách cúi đầu, điều này đã hoàn toàn lật đổ định nghĩa của bọn họ về một bậc cao nhân. Chẳng lẽ cậu thanh niên kia lai lịch kinh khủng hơn, lớn đến mức ngay cả võ đạo tông sư cũng không dám ra tay, ngược lại còn cực kỳ kiêng dè, có người lập tức bắt đầu đoán giả đoán non. À, tôi nhớ ra, cậu ấy là, đột nhiên, có người hét lên đầy phấn khích. Những người khác đều bị dọa một phen, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào người đã la hét lên đó, ai nấy đều rất tò mò, tự hỏi anh ta đã nhớ ra điều gì. Cậu ấy là Trần Gia đấy, chàng trai trẻ này cực kỳ hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ là anh ta càng thêm gấp gáp hơn khi thấy mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì. Lẽ nào các người quên rằng một thời gian trước đây, một cuộc quyết đấu trên đỉnh núi Long Đài đã gây chấn động cả thành phố Long Hải, một người với thực lực thiên tiên đại thành đã vượt bậc di ết chết Vân Hạn Lâm, sơn chủ của Kỳ Môn Sơn, người có thực lực là võ đạo tông sư. Người đó chính là Trần Gia, khi chàng trai trẻ này thấy thần tượng của mình lại không được ai nhận ra, anh ta liền vô cùng nóng lòng, nhanh chóng giải thích. Khi mọi người nghe xong lời giải thích của người này thì họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên là đều nhớ đến chuyện này. Dù sao thì chuyện của núi Long Đài cũng từng gây ra một chấn động rất lớn, nhưng mọi người đều chỉ nghe nói đến danh tiếng của Trần Gia, chứ chưa thực sự gặp qua Trần Triệu Dương nên không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Khi mọi người biết rằng Trần Triệu Dương là tuyệt thế thiên tài đã giết chết võ đạo tông sư Vân Hạn Lâm, mọi người đều nhìn anh bằng con mắt khác. Hơn nữa, lúc này mọi người đã hiểu ra tại sao Lữ Đại Vĩ lại kiêng nể với Trần Triệu Dương như thế. Chỉ là bọn họ không hiểu. Nếu bọn họ đã sợ anh đến như vậy, tại sao còn muốn đắc tội đến người ta chứ? Há chẳng phải là tự đào huyệt chôn mình sao? Vốn dĩ đám người Nam Cung Yến vẫn đang vô cùng lo lắng, nhưng sau khi nghe thấy những gì mọi người bàn tán thì ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Đây là lần đầu tiên đám người Tật Phong biết về những việc mà Trần Triệu Dương đã làm, họ không ngờ rằng thực lực của anh đã trải qua một sự biến đổi lớn như vậy sau khi trở về Hoa Hạ. Mà cậu tử vốn có tham vọng là muốn đánh bại Trần Triệu Dương, lúc này trong mắt ông ta lại có chút chua xót.
Lý tưởng của ông ta trước giờ là muốn đánh bại được Trần Triệu Dương, luôn coi anh là mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn chưa phải là một võ giả thực sự, còn Trần Triệu Dương đã ở vị trí cao như vậy rồi. Trong sân biệt thự, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Lữ Đại Vĩ, vốn không hề cảm thấy hứng thú với màn kịch của Lữ Đại Vĩ và Trương Sơn. Đã nói xong chưa, Trần Triệu Dương nhìn Lữ Đại Vĩ lạnh lùng nói. Nói xong rồi, lúc này Lữ Đại Vĩ toát mồ hôi hột, trước khí thế hào hùng của Trần Triệu Dương, tất cả sự kiêu ngạo và dũng khí mà ông ta tích lũy mấy ngày nay đều tan biến, hoàn toàn trở về lại tâm lý khủng hoảng khi đối mặt với Trần Triệu Dương lúc đầu. Nếu đã nói xong rồi thì chịu chết đi, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tên họ Trần kia, tao gọi mày là cậu Trần, không phải vì tao sợ mày, tao cũng là võ đạo tông sư, đừng tưởng rằng tao sẽ sợ, nếu mày cứ ép người quá đáng như vậy, thì tao cũng sẽ khiến mày khó mà sống yên ổn được đấy. Thấy Trần Triệu Dương nhìn về phía mình với vẻ mặt đầy sát khí, Lữ Đại Vĩ nhất thời nóng nảy, giống lên. Được thôi, tôi chờ ông khiến tôi khó sống đây, Trần Triệu Dương không chút dao động, chế giễu nói. Rồi bước từng bước chậm rãi đi về phía Lữ Đại Vĩ. Trong quá trình bước qua, mỗi tiếng bước chân của Trần Triệu Dương là mỗi lần giẫm đạp lên nhịp tim của Lữ Đại Vĩ. Cách này mang lại áp lực rất lớn cho ông ta, cảm nhận được áp lực do anh mang lại, Lữ Đại Vĩ cảm thấy trái tim mình như sắp bị bóp nát. Chờ một chút, mày không thể ra tay với tao, chí ít cũng không thể ở đây, Lữ Đại Vĩ đột nhiên hét lên khi cảm thấy mình không chịu đựng được nổi. Những gì tao nói là sự thật. Võ đạo Hoa Hạ đều có những quy tắc của nó, võ giả có bậc võ đạo tông sư trở lên không được tùy ý ra tay, cần phải được mời quyết đấu ở những nơi rộng rãi. Nếu không, sẽ bị tất cả võ giả trong võ đạo chống cự và truy lùng, ngay cả chính phủ cũng sẽ không nói gì. Lữ Đại Vĩ thấy Trần Triệu Dương có vẻ không tin, nhất thời kinh hãi, liền cấp tốc tăng tốc độ nói nhanh hơn. Trần Triệu Dương nhíu mày, không ngờ lại có quy tắc như vậy, nhưng anh chưa từng nghe nói qua, cho nên cũng không hề để ý tới. Chờ một chút, tao nói đều là thật, khi võ đạo. Tông sư ra tay rất dễ dàng đả thương người vô tội. Ba ngày sau vẫn là núi Long Đài, quyết một trận sống chết, thế nào, Lữ Đại Vĩ nói đến đây, giọng vô cùng điềm đạm nói với dáng vẻ rất tự tin. Được thôi, ba ngày sau ở núi Long Đài sẽ quyết đấu sinh tử, Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi, đây thật sự không phải nơi để đánh nhau, cho nên anh bèn đồng ý. Vậy hẹn ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt. Lữ Đại Vĩ chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, nói lời tạm biệt rồi bước nhanh ra ngoài. Chờ một chút, quyết đấu là quyết đấu, nhưng chuyện ông xông vào nhà của tôi, vứt hết đồ đạc của tôi ra ngoài, dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ, ông tính cứ như vậy mà rời đi sao, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Trần Triệu Dương, mày đừng có ức hiếp người quá đáng, mày đã đánh đám học trò của tao ra nông nổi này rồi, còn muốn gì nữa, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Lữ Đại Vĩ lập tức xoay người lại. Phẫn nộ nói. Ông kéo đến tận cửa nhà tôi gây sự mà nói tôi ức hiếp người quá đáng. Được thôi, vậy để tôi cho ông biết thế nào là ức hiếp người quá đáng. Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, bóng người lóe lên, trực tiếp lao vào đám học trò của Lữ Đại Vĩ, giống như xe ủi đất, san bằng tất cả, hễ ai đứng trước mặt anh thì đều bị đánh văng ra ngoài. Gãy xương chỉ là chuyện nhỏ, gãy chân hay gãy tay đều có cả. Trần Triệu Dương, mày chán sống rồi, Lữ Đại Vĩ nổi cơn tam bành. Bóng hình lóe lên một cái, lao về phía Trần Triệu Dương. Chính là đang đợi ông đấy, sau khi Trần Triệu Dương ra tay giải quyết đám học trò này, trước sự công kích của Lữ Đại Vĩ, anh không hề nhượng bộ mà tiếp một chưởng của ông ta. Bùm! Hai người chưởng vào nhau, Trần Triệu Dương lui về phía sau 5-6 bước, nhưng vẻ mặt của Lữ Đại Vĩ thay đổi rõ rệt, hai chân hãm sâu xuống nền đất, chỉ lùi về một bước. Ba chưởng, kết thúc chuyện của ngày hôm nay, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái. Tuy rằng anh nóng vội liều mạng chống lại một chưởng này, nhìn thì có vẻ anh yếu thế hơn, nhưng anh đã lùi lại mấy bước, thay vào đó hóa giải được đòn tấn công của Lữ Đại Vĩ. Còn Lữ Đại Vĩ, vì để giữ vững hình tượng cao thủ của mình, mà ông ta chỉ lùi một bước, nên đòn tấn công của Trần Triệu Dương đều bị ông ta hứng hết rồi. Nói xong, cả người Trần Triệu Dương giống như đại bàng bay lên không trung, từ trên xuống dưới, hai lòng bàn tay đều hung hăng chưởng về phía Lữ Đại Vĩ. Lữ Đại Vĩ trợn trắng mắt. Chân khí trong cơ thể anh tuôn ra một cách điên cuồng, cuộc tấn công như vậy hoàn toàn không thể né tránh được, chỉ có thể tiếp lấy. Bùm! Cuộc tấn công của Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ giống như một quả bom. Trong quá trình đối đầu của hai người họ, sân vườn xung quanh đã trực tiếp bị nổ thành từng mảnh bởi hậu quả của trận chiến.
Gạch đá vỡ vụn khắp nơi, một số cây cối và hoa lá cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ sân vườn hoàn toàn biến dạng không thể nhận ra. Ôi trời, đây là con người sao? Quá khủng bố rồi. Không ngờ Trần Gia lại hùng mãnh đến như vậy, quả là một thần tượng tuyệt vời. Đừng quên, Lữ Đại Vĩ là một võ đạo tông sư, cho dù Trần Triệu Dương có từng giết chết được võ đạo tông sư, nhưng thực lực của cậu ta cũng chưa đạt tới cấp bậc võ đạo tông sư. Này tên nhóc kia, ngứa người rồi đúng không, dám nói xấu thần tượng của tôi, nào, chúng ta ra ngoài đối tay đôi đi. Đám người xem bên ngoài không ngừng kinh ngạc mà kêu lên, hiển nhiên là bị trận chiến giữa hai người họ làm cho khiếp sợ một phen, bọn họ chưa từng nghĩ tới sức mạnh của con người lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Cho đến khi bụi xung quanh tan hết đi thì Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ mới hiện ra. Chỉ nhìn thấy Trần Triệu Dương đứng sau màng bụi, toàn thân rất sạch sẽ, một trận bụi lớn như vậy cũng không khiến anh bị giấy bẩn. Mặt khác, Lữ Đại Vĩ thì quần áo xộc xệch, bụi phủ đầy mặt, hai chân hãm sâu xuống đất, trông rất thảm hại. Ba trưởng đã kết thúc, tạm biệt, Lữ Đại Vĩ hít sâu một hơi, cố nén sự giận dữ trong lòng, sau đó nói một câu như vậy với Trần Triệu Dương rồi bước nhanh ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này đám học trò kia đành cố vùng vẫy bỏ dậy, mặt đen như đáy nồi mà co giò bỏ chạy. Còn những tên bị gãy chân thì được người bị thương nhẹ hơn khiêng mang đi. Lúc này những người quan sát xung quanh đều ngơ ngác, kết quả như vậy quả thật là vượt xa dự đoán của họ. Mặc dù Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng dù sao khi đối đầu với võ đạo tông sư như Lữ Đại Vĩ cũng phải do dự một lúc mới đúng. Đằng này anh lại vô cùng bá đạo, thẳng tay đập cho đối phương một trận tơi bời. Đợi những người này rời khỏi, người xung quanh cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt nhìn sang Trần Triệu Dương vừa khiếp sợ vừa sùng bái. Phải biết là Trần Triệu Dương chỉ mới có 20 tuổi đầu mà đã đạt được thành tựu này, đây đúng là đả kích lớn cho các cao thủ. Lúc này đám người Nam Cung Yến cũng đi vào, giống như những người ngoài kia, đây là lần đầu tiên thấy được sức phá hoại của võ đạo tông sư. Tuy họ cũng đã bắt đầu tu luyện, nhưng thời gian tu luyện ngắn, hiểu biết còn nông cạn. Cũng chưa từng thấy qua cuộc chiến như vậy bao giờ, cho nên không tránh khỏi kinh ngạc. Được rồi, mọi người đều giải tán hết đi. Nếu muốn xem náo nhiệt thì ba ngày sau tới đỉnh núi Long Đài, Trần Triệu Dương nhìn sang đám người vẫn còn há hốc mồm như vậy thì lập tức lên tiếng. Trần gia, nhất định phải cố lên. Đúng đó, Trần gia, chúng tôi đều là fan của anh, nhớ đánh cho lão già kia một trận tơi bời. Đúng vậy, lão già kia quả là khó ưa. Những người xung quanh nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì đều đồng thanh lên tiếng. Cảm ơn mọi người, giờ thì giải tán được rồi, Trần Triệu Dương chắp tay, chờ đám đông giải tán thì mới quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Yến. Vợ à, xin lỗi, đồ của em bị ném hết ra ngoài rồi. Đây là lỗi của anh, trách anh cả, nếu lúc đầu anh xử lý tốt chuyện này thì sẽ không xảy ra tình trạng như hiện giờ. Thấy Nam Cung Yến đi vào, Trần Triệu Dương lập tức áy náy lên tiếng. Không trách anh được, anh đã rất lợi hại rồi, Nam Cung Yến nở nụ cười và lắc đầu rồi nói. Anh rể, chuyện này không phải lỗi của anh, nếu muốn trách thì trách cái lão già kia, già rồi còn không nên nết, lại chạy tới nhà của người ta càn quấy, Tuyên Hoàng cũng lên tiếng. Tuy cô ấy rất xót những món đồ của mình, nhưng cũng không hề trách cứ gì Trần Triệu Dương. Đại ca, anh ngầu quá đi mất, tôi giờ mới biết thì ra võ giả có thể lợi hại như vậy, Hắc Kiện nói với vẻ mặt sùng bái. Trước đây, cậu ta chỉ giao thiệp trên bàn phím, cho dù là học những kiến thức quân sự đó cũng chỉ vì tự vệ, về thực lực thật sự thì cậu ta là người kém nhất trong đám bọn họ. Nhưng hôm nay, cuộc chiến giữa Trần Triệu Dương và đám người này giống như mở ra một cánh cổng của thế giới mới cho Hắc Kiệt, khiến cậu A có thêm nhiều ý chí chiến đấu. Đừng nôn nóng, các cậu từ từ tu luyện cũng có thể đạt được trình độ như tôi thôi, Trần Triệu Dương mỉm cười. Thật ra người mà anh không yên tâm nhất chính là Hắc Kiệt. Tên nhóc này cả ngày cứ chơi máy tính hoài, kỹ năng chiến đấu cũng đều là do anh ép mới chịu học, hiếm khi thấy Hắc Kiện tích cực như vậy. Tốt quá rồi, tôi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, Hắc Kiện nói với vẻ mặt rất hăng hái, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, phải đạt được trình độ như Trần Triệu Dương. Kỹ thuật hacker có thể chơi rành rọt như vậy, nếu là tu luyện thì chắc chắn không thành vấn đề. Anh Trần, tôi thấy nơi này cũng không thể ở được. Chỉ bằng tới chỗ của tôi. Tôi còn một căn biệt thự đã trang hoàng xong, trước giờ vẫn chưa ở qua bao giờ, Tăng Kim Lai là người rất biết chuyện. Nhìn thấy tình hình như vậy, anh ta lập tức lên tiếng. Cũng được, cứ tới chỗ của anh vậy, Trần Triệu Dương gật đầu.
anh cũng không cần phải khách sáo với Tăng Kim Lai làm gì. Hơn nữa, căn biệt thự này đã bị đám người dơ bẩn kia vào rồi, có trời mới biết họ ở trong biệt thự này làm gì. Nếu tiếp tục ở thì không chỉ là anh, e là vợ của anh cũng thấy rùng mình. Nghe Trần Triệu Dương đồng ý, Tăng Kim Lai vui như mở cờ trong bụng. Càng hiểu Trần Triệu Dương, anh ta càng thêm kính trọng anh, có thể có mối quan hệ thân thiết với anh dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Sau đó, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn những món đã bị ném đi, trừ một số thứ cần thiết, những thứ khác thì mấy người Nam Cung Yến cũng không cần. Dù gì, con gái đều mắc bệnh ưa sạch sẽ, tuy chỉ bị ném ra ngoài nhưng đã bị người khác chạm qua thì trong lòng họ cũng khó mà chịu được. Trần Triệu Dương dĩ nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao thì anh cũng không thiếu tiền, không có thì đi mua mới lại là được. Tuyên Hoàng vốn thấy rất xót, nhưng nghe Trần Triệu Dương nói chắc như vậy thì cô ấy cũng không thấy xót nữa, ngược lại rất vui vẻ. Sau đó, mọi người đi về hướng biệt thự của Tăng Kim Lai. Còn Julia, Nam Cung Yến đã thông báo cho cô ta. Julia rất tức giận khi biết đồ của mình bị vứt hết ra ngoài, nhưng cũng hết cách thôi, cuối cùng cô ta kêu trợ lý đi thu dọn đồ đạc. Sau khi tan ca thì sẽ đi thẳng đến địa chỉ mới. Vốn dĩ Trần Triệu Dương tưởng rằng biệt thự này của Tăng Kim Lai cũng giống như ở Thiên Sướng Viên, thuộc một khu biệt thự tập thể. Không ngờ sau khi tới nơi thì phát hiện, đó là một căn biệt thự riêng biệt. Một căn biệt thự mà mười mấy mẫu đất xung quanh đều là sân vườn của biệt thự, đúng là giàu nứt vách mà. Phải biết là nơi này tuy không phải trung tâm của thành phố Long Hải, nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh gì. Cách khu biệt thự vài dãy nhà là khu văn phòng CBD. Có thể xây được một căn biệt thự độc đáo ở nơi này vốn không phải điều có tiền thì có thể làm được. Qua, nơi này đẹp quá đi mất, sau khi đi vào trong khu biệt thự, Tuyên Hoàng mừng rỡ như muốn bay lên, cô ấy không ngồi xe nữa, trực tiếp xuống xe, chạy bon bon trên đường. Thấy Tuyên Hoàng xuống xe, ai nấy cũng xuống theo, còn Tăng Kim Lai phụ trách giải thích chức năng của mọi ngóc ngách trong biệt thự này. Tất cả hệ thống của căn biệt thự này đều độc lập với nhau, hệ thống điện, hệ thống nước, còn có hệ thống mạng đều riêng biệt. Cho dù nơi khác cúp điện cúp nước cũng sẽ không ảnh hưởng tới nơi này. Trừ những điều này ra, đất đai quanh biệt thự đều tìm người có chuyên môn thiết kế, có khu rừng rậm, khu đất ẩm, hồ nhân tạo, còn có một ngọn đồi nhỏ, đúng là một phiên bản thu nhỏ của trang viên. Lão Tăng, anh đúng là biết cách hưởng thụ, nơi này chắc không phải anh chuẩn bị làm nơi dưỡng già chứ. Trần Triệu Dương nhìn thấy biệt thự đẹp như vậy thì đột nhiên lên tiếng trêu chọc. Anh Trần, nếu là dưỡng già thì chưa tới mức đó, chỉ là cơ duyên trùng hợp mới mua được nơi này. Nhưng nơi này vừa mới xây xong, vẫn chưa có người ở, Tăng Kim Lai rất tự tin về căn biệt thự này. Nhưng nghĩ tới trước kia anh ta tới Hồ Lộc Minh ở thành phố Nam Hải, Tăng Kim Lai lại dấy lên một cảm giác thất bại. Hồ Lộc Minh của Trần Triệu Dương không chỉ là trang viên mà còn là một lãnh địa tư nhân. Tăng Kim Lai không phải thán phục ở những điểm này, mà điều khiến anh ta bất ngờ chính là khu biệt thự trong Hồ Lộc Minh lại khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái, cho dù là mệt mỏi dã rời cũng nhanh chóng tan biến, rất là thần kỳ. Tăng Kim Lai ngưỡng mộ không ngừng, anh ta cũng chuẩn bị mặt dày tìm Trần Triệu Dương vòi một căn biệt thự ở Hồ Lộc Minh. Tất nhiên, tâm trạng của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cũng không có nhiều thay đổi, dù sao thì cũng đã có Hồ Lộc Minh. Nên cho dù căn biệt thự có được xây dựng sang trọng đến đâu thì họ cũng sẽ không quá mảy may. Chỉ có Tuyên Hoàng là vui vẻ hơn cả, về phần Tật Phong và những người khác, trong những năm ở nước ngoài chưa nơi nào là họ chưa đặt chân qua, nên cho dù là một tòa lâu đài lớn của phương Tây thì họ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong, mọi người cùng đến sảnh chính của biệt thự. Cậu Trần, mặc dù thực lực của anh rất siêu phàm, nhưng Lữ Đại Vĩ này không đơn giản. Không chỉ là một người tu luyện bình thường, sau khi mọi người tập hợp, nhận được sự đồng ý của Trần Triệu Dương, Tăng Kim Lai đã lên tiếng trước. Ồ, Lữ Đại Vĩ này có lai lịch lớn lắm sao, Trần Triệu Dương hơi ngạc nhiên khi nghe Tăng Kim Lai nói. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút thì điều đó cũng hợp lý. Một người tu luyện bình thường, không có tài nguyên, không có mối liên hệ, nếu tu luyện được đến cấp bậc cao thủ thì quả là một nhân tài. Dù có tài năng xuất chúng nhưng Lữ Đại Vĩ chắc chắn không phải loại thiên tài có thể tự mình luyện võ. Chuyện là thế này, Lữ Đại Vĩ đã từng bái sư ở Thiết Quyền Tông. Dù chỉ học 3 năm ở Thiết Quyền Tông, ông ta vẫn thường xuyên liên lạc với Thiết Quyền Tông. Tất nhiên, phần lớn thời gian là do ông A mang lễ vật đến cho Thiết Quyền Tông, hoặc là thu thập một số thứ mà Thiết Quyền Tông cần. Hơn nữa, để ông ta có thể phát triển thuận lợi như vậy, không thể không có sự hỗ trợ của Thiết Quyền Tông.
Với bối cảnh như vậy, những thế lực bình thường không dám khiêu khích Lữ Đại Vĩ một chút nào. Ngay cả những thế lực hàng đầu cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Lữ Đại Vĩ bao năm nay luôn kiêu ngạo, độc đoán, nhưng không có ai trừng phạt ông ta. Tăng Kim Lai mô tả lại thông tin mà anh ta đã thu thập được. Thiết Quyền Tông, lại là một môn phái võ thuật khác sao, Trần Triệu Dương cau mày khi nghe Tăng Kim Lai mô tả. Anh không ngờ rằng mình vừa diệt được một kỳ môn sơn, bây giờ lại có thêm một Thiết Quyền Tông, nghe đến cái tên này cũng chẳng hình dung ra được gì. Nói cho tôi biết, tình hình ở Thiết Quyền Tông này ra sao, Trần Triệu Dương ra hiệu cho Tăng Kim Lai tiếp tục nói những gì anh ta biết. Cậu Trần, kỳ môn sơn không thể so sánh với Thiết Quyền Tông. Thiết Quyền Tông rất nổi tiếng khắp vùng Giang Bắc, có thể nói đây là môn phái đầu tiên ở vùng Giang Bắc. Chẳng qua là Thiết Quyền Tông từ trước đến giờ làm việc luôn khiêm tốn, nên có ít người biết đến, mà Lữ Đại Vĩ lại chính là một đồ đệ tiêu biểu của Thiết Quyền Tông. Về thực lực của Thiết Quyền Tông, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa điều tra ra, không có một chút dấu vết nào. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là 10 kỳ môn sơn cũng không thể sánh được với một Thiết Quyền Tông. Tăng Kim Lai nở một nụ cười gượng gạo, bất lực nói. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt anh ta lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ý của anh là, trong trận quyết đấu 3 ngày sau, tốt hơn là không nên giết Lữ Đại Vĩ ngay tại chỗ. Nếu không thì sẽ sinh sự với Thiết Quyền Tông. Khi nghe Tăng Kim Lai nói như vậy, Trần Triệu Dương nhàn nhạt hỏi. Không, cậu Trần, làm sao tôi dám đề nghị anh như thế? Tôi chỉ nói cho anh biết những gì tôi biết, và anh có thể xem xét khi thấy phù hợp. Nghe Trần Triệu Dương nói, Tăng Kim Lai đã bị dọa một phen. Anh ta là một người tinh tường, tất nhiên có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của Trần Triệu Dương, nên đã nhanh chóng mở miệng tự bào chữa. Anh không cần sợ, Thiết Quyền Tông này nghe có vẻ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc đấu này là một cuộc đấu công bằng. Dù Thiết Quyền Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể phá bỏ các quy tắc, Trần Triệu Dương xua tay, trong lòng đã có quyết định. Trần Triệu Dương, nếu thật sự nguy hiểm như vậy, tốt hơn là không nên đi, nếu như thua sẽ mất mạng. Cho dù thắng cũng không tốt cho anh, ngược lại càng thêm bất lợi, Nam Cung Yến nhìn thấy biểu hiện của mọi người, biết rằng mọi người đang nghĩ gì, ngay lập tức lên tiếng thuyết phục. Bà xã, đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì mà mình không chắc chắn, 3 ngày nữa anh sẽ đi quyết đấu, Trần Triệu Dương nói chắc nịch. Chuyện này không liên quan gì đến những người khác, đây là đạo tâm của anh. Nếu như anh không đi, thì anh sẽ mất đi cái khí thế như từ trước đến nay. Như vậy sau này gặp phải bất cứ chuyện gì thì điều đầu tiên anh nghĩ đến sẽ không phải là đối phó với nó như thế nào, mà là tìm cách để trốn tránh nó. Nếu thực sự đi đến bước đường đó thì con đường luyện võ của anh sẽ khó mà tiến bộ. Nhìn thấy sự kiên trì của Trần Triệu Dương, mọi người tuy có chút lo lắng nhưng cũng không thuyết phục anh nữa, dù sao thì Trần Triệu Dương cũng là người biết phân nặng nhẹ, sẽ không làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Trần Triệu Dương đã không mang theo tất cả tiên dược thu thập được từ các thế lực khác nhau, mà tất cả đều để lại ở Hồ Lộc Minh. Đã quá muộn để anh sử dụng tiên dược cải thiện khả năng. Hiện tại anh chỉ có một cây ngọc linh chỉ, nhưng ngọc linh chỉ này làm tăng tuổi thọ, không tăng tu vi. Lão Tăng, gần đây có hội đấu giá nào không? Hay là ở thành phố Long Hải có một chợ dược liệu lớn nào không? Trần Triệu Dương còn định tự luyện thêm một lần nữa, anh biết lợi ích của một thân thể cường tráng vào lúc này. Sau khi cơ thể của anh đạt đến mức cao nhất của sức mạnh bẩm sinh, anh vẫn chưa luyện được thêm tầng nào nữa. Nếu có tiên dược để luyện hóa da thịt, tất nhiên là tốt rồi, nhưng Trần Triệu Dương cũng không có hy vọng nhiều, dù sao tiên dược cũng khó kiếm, chưa nói đến hội đấu giá hay là chợ dược liệu. Cậu Trần, hội đấu giá gần nhất cũng phải là nửa tháng sau. Có một chợ dược liệu lớn ở đây, rất nhiều người hái dược liệu thu thập dược liệu từ Thập Vạn Đại Sơn, sau đó sẽ gửi đến chợ dược liệu của chúng ta. Nếu cậu Trần muốn tìm dược liệu thì phải đến chợ dược liệu. Tăng Kim Lai nói ngay lập tức. Được rồi, đi ra chợ dược liệu xem một chút. Đúng rồi, Lão Tăng, tôi sẽ bố trí lại biệt thự này. Lần sau đến nhất định phải bảo bọn họ dẫn anh vào, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nói. Trần Triệu Dương tổng kết bài học lần này, sau này nơi ở của bọn họ không được thiếu phòng bị như vậy. Anh muốn gọi Mạc Uyên tới, để anh ta sắp xếp lại một chút, sau đó gọi Tật Phong và những người khác bố trí thêm một số cạm bẫy vũ khí nóng. Anh không tin đã bố trí những thứ này mà còn có người có thể trực tiếp xông thẳng vào đây nhưng không phải trả giá. Vâng, cậu Trần, Tăng Kim Lai đương nhiên có thể hiểu được những gì mà Trần Triệu Dương muốn làm. Anh ta không có ý kiến gì về việc đó,
bởi vì Trần Triệu Dương và những người khác cũng sẽ không sống ở đây suốt. Đến lúc nơi này chỉ còn lại mình anh ta, thì mớ phòng bị đó cũng sẽ khiến anh ta an tâm hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát đi, Trần Triệu Dương gật đầu, hai người lập tức lái xe đi về phía chợ dược liệu. Sau khi đến chợ dược liệu, Trần Triệu Dương vừa xuống xe liền ngửi thấy một mùi thuốc rất nồng, mùi của những loại thuốc vừa nồng vừa trộn lẫn vào nhau, nhưng nếu như ngửi kỹ thì Trần Triệu Dương cũng có thể biết được đó là những loại dược liệu nào. Trần Triệu Dương không ngờ ở thành phố Long Hải này lại có một nơi như vậy, chỉ có điều anh không biết liệu nơi đây có thuốc mà anh cần hay không. Cậu Trần, những hiệu thuốc lớn này hầu như đều có một nhóm hái dược liệu riêng của mình, mỗi lần vào núi đều có thể mang về rất nhiều dược liệu tốt. Những hiệu thuốc lớn này cũng không chỉ tự mình thu thập dược liệu, mà còn thu gom dược liệu của những người hái dược liệu rải rác xung quanh. Chỉ có điều, mức chiết khấu ở các hiệu thuốc lớn này quá cao, có không ít người hái dược liệu đã tự lập quầy hàng để bán. Mặc dù có thể mất thời gian nhưng họ kiếm được rất nhiều tiền. Vừa bước đi, Tăng Kim Lai vừa giới thiệu với Trần Triệu Dương. Thế giới này là như vậy, chẳng sao cả, anh cũng thông cảm cho sự vất vả của những người hái dược liệu rải rác, chỉ có điều. Tình trạng như thế này vẫn luôn tồn tại và sẽ còn tồn tại trong tương lai. Nếu gặp được loại dược liệu tốt, trả thêm một chút tiền cũng không sao. Với ý nghĩ này, Trần Triệu Dương lướt qua các quầy hàng dọc theo con phố, nhưng anh có chút thất vọng, dược liệu ở đây cũng chỉ là loại bình thường, chưa nói đến linh dược, ngay cả dược liệu tăng tu vi 100 năm cũng không nhìn thấy. Cậu Trần, hay là tôi dẫn anh vào xem bên trong? Mấy loại dược liệu ở quầy hàng bên ngoài thực sự không tốt lắm. Tăng Kim Lai ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trần Triệu Dương, lúc này liền lên tiếng đề nghị. Cũng được, đi thôi, vào mấy cửa hàng bên trong xem thử, Trần Triệu Dương gật gật đầu, anh cũng chẳng có hứng thú gì mà tiếp tục xem xét ở mấy quầy hàng bên ngoài này, nên cùng với Tăng Kim Lai đi vào trong. Dược hợp cư. Nhìn thấy ba chữ này, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn, nơi tập trung dược liệu ở trong thiên hạ, chẳng qua là không biết danh có xứng với thực hay không. Sau khi đi vào, Trần Triệu Dương phát hiện ở đây người qua lại không nhiều lắm, sau khi xem xét dược liệu và giá cả, Trần Triệu Dương mới hiểu ra. Mặc dù dược liệu ở đây tốt hơn dược liệu ở các quầy hàng bên ngoài, nhưng so với các hiệu thuốc cao cấp thì cũng chưa bằng, giá cả lại rất cao, nên nơi đây ít người qua lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đi đi đi, đem mấy cái thứ vô dụng đó tới đây làm gì? Ở đây chúng tôi không nhận, đi chỗ khác đi, lúc này, bên trong lại đột nhiên truyền tới một tràng ồn ào. Sau đó một người đẩy một người khác đi ra. Ông chủ đừng như vậy mà, lời tôi nói là sự thật. Loại dược liệu tôi hái chắc chắn là thần dược, lúc đó có rắn và báo đang tranh giành nó, nhưng thật đáng tiếc là cả hai đều rơi xuống vách núi, vậy nên tôi mới có thể hái được, người vừa bị chủ tiệm đẩy ra vẫn tiếp tục tranh luận. Mau cút đi, mấy người hái dược liệu đến chỗ này bán lại đều bịa chuyện, các người không thấy phiền thì tôi cũng thấy phiền lắm rồi. Cây mà cậu hái còn không phải là dược liệu. Đây là cây dâu dại, chẳng qua là chưa kết quả mà thôi, ông chủ cửa hàng sốt ruột, vội vàng muốn đẩy người ra ngoài. Đừng mà, dù sao cũng phải trả cho tôi một ít tiền, dù sao tôi cũng đã vất vả đi một chuyến lên núi, hái được một cây dược liệu như vậy. Tôi nghèo đói đến mức chẳng còn gì để ăn nữa rồi ông chủ à, người đàn ông nọ đảo mắt, rồi tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Chu lão tam, đừng tưởng tôi không biết, mấy lần trước hái thuốc đến bán cậu đều cố tình giở trò. May mắn bán được ít tiền thì liền cầm đi vui chơi hết, còn nói gì mà nghèo đói đến mức không có gì để ăn chứ, ông chủ tiệm đương nhiên biết rõ con người của Chu lão tam này, nên tức giận nói. Hừ, ông không biết xem hàng tốt, tôi đến nơi khác, chắc chắn sẽ có người biết xem hàng tốt, nghe mấy lời ông chủ tiệm nói, Chu lão tam biết chắc chắn không thể kiếm chắc được gì ở đây nữa, nên ngay lập tức giận dữ xoay người bước ra ngoài. Lão Tăng, anh ở đây nói chuyện với chủ tiệm, tôi đi một lúc rồi sẽ trở lại. Trần Triệu Dương nhìn theo hướng Chu lão tam rời đi, rồi nói với Tăng Kim Lai. Vâng, cậu Trần, mặc dù có chút bối rối không hiểu vì sao Trần Triệu Dương lại đột ngột rời đi, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều. Thật là không biết xem hàng, mình mang đến một dược liệu tốt như vậy, lại chẳng có ai muốn mua, Trần Triệu Dương theo đuôi Chu lão tam đi qua mấy hiệu thuốc, kết quả là những ông chủ khác cũng đều thẳng thừng đuổi Chu lão tam ra ngoài. Người anh em này, anh có thể cho tôi xem cây thuốc của anh không? Khi thấy Chu lão tam lại từ trong một cửa hàng khác đi ra, Trần Triệu Dương lập tức chào hỏi. Ồ, cuối cùng cũng có người biết xem hàng tốt. Đến đây, tôi cho anh xem. Chu lão tam còn đang trầm mặc, nghe được câu mà Trần Triệu Dương vừa nói, ánh mắt chợt sáng lên,
nhìn quần áo của Trần Triệu Dương liền biết anh là người có tiền, nên ngay lập tức đưa cái hộp trong tay cho Trần Triệu Dương xem. Vừa rồi tôi cũng có mặt ở hiệu thuốc đằng kia, nghe anh nói cây thuốc này khó hái lắm phải không? Không biết anh có thể kể lại cho tôi nghe được không? Muốn mua cái gì thì cũng phải nghe qua câu chuyện của nó. Nếu như câu chuyện của anh nghe hay thì tôi nhất định sẽ mua nớ, Trần Triệu Dương nói thẳng vào vấn đề. Người anh em, anh hỏi đúng người rồi đó. Tôi chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài khả năng bịa chuyện đỉnh cao. À không, đỉnh cao chính là nguồn gốc cây thuốc này của tôi. Câu chuyện đằng sau nó vô cùng đặc sắc, Chu Lão Tam nhanh chóng thuật lại. Nói nghe thử, Trần Triệu Dương lập tức mở hộp, cẩn thận quan sát cây dâu dại. Đây quả thật là cây dâu dại, nhưng Trần Triệu Dương lại tinh ý ngửi thấy mùi của một loại dược liệu khác từ cây dâu dại này, tuy rằng rất nhẹ nhưng Trần Triệu Dương rất chắc chắn đó là loại dược liệu mà mình đang tìm. Đây cũng là lý do vì sao Trần Triệu Dương đi theo Chu Lão Tam, anh muốn hỏi Chu Lão Tam rằng anh ta đã hái cây dây dại này từ đâu. Sau đó, Chu Lão Tam kể lại cho Trần Triệu Dương nghe một cách sống động về việc anh ta đã tìm thấy cây dâu dại này như thế nào trên núi, và cách anh ta hái cây dâu dại này khôn ngoan và can đảm như thế nào. Nghe Chu Lão Tam nói, Trần Triệu Dương càng thêm chắc chắn, nhưng Chu Lão Tam chắc là đã bị lóa mắt, con rắn và con báo vốn không phải là muốn tranh giành cây dâu dại này, mà là tranh giành một thứ khác. Thật lợi hại, anh Chu quả nhiên vừa khôn ngoan vừa dũng cảm. Không biết anh tìm được dược liệu này ở đâu, tôi muốn đi xem thử còn sót thứ gì không, Trần Triệu Dương khen ngợi Chu Lão Tam, sau đó hỏi những gì muốn hỏi. Đương nhiên tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh định mua dược liệu này của tôi với giá bao nhiêu, Chu Lão Tam thì sao cũng được, chỉ quan tâm nhiều nhất đến giá cả. Như vậy đi, anh đưa ra một mức giá, nếu như, chuyện anh kể là thật, thì tôi sẽ mua nớ, Trần Triệu Dương biết rằng đối với một người như vậy thì tiền trình là giải pháp tốt nhất, và tất nhiên điều cuối cùng mà anh thiếu trên đời này chính là tiền. 1.000 tệ cho cây dược liệu này thì sao, Chu Lão Tam tự đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn báo giá như vậy. Vốn dĩ anh ta muốn 2.000, nhưng nghĩ tới chuyện nãy giờ đi qua biết bao nhiêu hiệu thuốc cũng không bán được, vất vả lắm mới gặp được một người muốn mua, nếu báo giá cao quá thì lại sợ người ta chạy mất. 500, Trần Triệu Dương tuy rằng cảm thấy 1.000 tệ cũng không nhiều, nhưng anh không thể để cho đối phương thật sự cho rằng đây là dược liệu tốt, cho nên lập tức trả giá. Được rồi, bán luôn, Chu Lão Tam cũng không đôi co thêm, chấp nhận ngay lập tức. Tốt lắm, đây là 500 tệ. Nói cho tôi biết anh hái cây thuốc này ở đâu, Trần Triệu Dương lập tức từ trong túi móc ra 500 tệ, đưa cho anh ta, sau đó hỏi. Chính là núi Song Chỉ, ở sườn núi có một cây thông rất cao, Chu Lão Tam nhìn thấy Trần Triệu Dương lấy tiền ra, đột nhiên hai mắt sáng lên, vội. Vàng nói, còn tay kia thì chụp lấy số tiền đó. Chúc người anh em có thể tìm thấy được đồ tốt, Chu Lão Tam cầm được tiền trong tay thì mừng đến nỗi cười híp cả hai mắt, nói xong rồi thì chạy mất hút. Đúng là tên ngốc dư tiền, mặt hàng như vậy cũng có người tin, cuộc đối thoại của Chu Lão Tam và Trần Triệu Dương không có che giấu gì, dĩ nhiên là chủ tiệm bên cạnh cũng nghe thấy, thấy Trần Triệu Dương thật sự đã mua cây dâu rừng đó, ông ta đột nhiên không nói nên lời. Ha ha, Trần Triệu Dương bật cười, sau đó ném cái hộp dâu rừng kia vào thùng rác rồi xoay người rời đi. Người chủ tiệm kia liền ngớ người ra, đây là ý gì? Tốn tiền mua rồi lại vứt nó đi. Đúng là không thể hiểu nổi, những người có tiền thật sự tùy hứng như vậy à? Trần Triệu Dương có được tin tức mình muốn thì lập tức xoay người đi về phía tiệm thuốc. Ngay khi Trần Triệu Dương vừa tới cửa tiệm thuốc, thấy Tăng Kim Lai và chủ tiệm đều nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy, anh nhìn ánh mắt của họ có gì đó không đúng lắm thì liền hỏi. Anh Trần, lúc nãy có phải anh đã mua dược liệu của Chu Lão Tam không vậy? Tăng Kim Lai thấy Trần Triệu Dương đi tới thì ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Đúng vậy, sao vậy? Tin này truyền ra nhanh vậy sao? Nghe Tăng Kim Lai nói vậy, Trần Triệu Dương khá ngạc nhiên. Chẳng qua anh chỉ vừa bước tới từ góc phố, ai ngờ nơi này đã biết tin hết rồi. Ha ha, cậu em này có điều không biết đó thôi. Chỗ chúng tôi đây hễ có bất cứ chuyện kỳ lạ gì cũng sẽ lan đi rất nhanh. Vừa rồi một đồng nghiệp trong nhóm nói, miêu tả giống hệt cậu em đây, chủ tiệm lập tức giải thích. Hai, đúng là thất sách, Trần Triệu Dương không ngờ những người này lại còn có bè phái, còn trực tiếp nói cho nhau nghe chuyện này. Cũng may, ở đây không có nhiều người biết đến anh. Cậu em này, tôi đây có điều muốn hỏi, chủ tiệm lên tiếng. Có phải muốn hỏi tôi, tại sao mua rồi lại vứt đi phải không, Trần Triệu Dương cắt ngang, sau đó anh bất đắc dĩ lên tiếng.
cũng không phải dược liệu thì tôi cần thứ đó làm gì. Nếu cậu đã biết đó là dược liệu, tại sao còn mua? Nghe Trần Triệu Dương nói rõ ràng như vậy, người chủ tiệm kia càng không hiểu. Chủ tiệm, tiệm các ông không có dược liệu loại tốt không? Loại mà tính bằng năm ấy, Trần Triệu Dương không trả lời, ngược lại chuyển sang chủ đề khác. Đương nhiên có, mời hai người đi theo tôi, chủ tiệm kia là người thông minh, dĩ nhiên biết Trần Triệu Dương không muốn trả lời vấn đề này, nên ông A cũng không hỏi nữa. Sau khi đi theo chủ tiệm tới sân sau, Trần Triệu Dương phát hiện, sân sau này có nhiều khí tức, đôi mắt của anh chợt sáng bừng lên. Tuy số khí tức này vẫn chưa đạt tới mức độ của linh dược, nhưng cũng có tuổi đời 300-400 năm rồi. Không ngờ cửa tiệm này lại thật sự có thuốc tốt, vốn dĩ Trần Triệu Dương tưởng cửa tiệm này chỉ có tiếng mà không có miếng. Dù sao thì khi nhìn số thuốc trưng bày bên ngoài tiệm đều trả ra làm sao cả. Không biết cậu em muốn loại dược liệu gì, chủ tiệm lập tức lên tiếng. Loại hơn 100 năm ấy, Trần Triệu Dương thốt lên vài chữ. Cái này, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người chủ tiệm kia chợt đứng hình vài giây. Khẩu khí của cậu thanh niên này thật lớn, mở miệng là muốn loại thuốc hơn 100 năm. Sao vậy, chủ tiệm, đừng nói với tôi là cửa tiệm của ông lớn như vậy, mà ngay cả loại thuốc hơn 100 năm cũng không có nha, Trần Triệu Dương cười nửa vời và nhìn sang chủ tiệm hỏi lại. Nếu nói là thuốc lâu năm thì chắc chắn là có, chẳng qua giá cả thì, chủ tiệm nở nụ cười. Chủ tiệm, ông cảm thấy tôi là người không có tiền sao? Mau lên đi, đem thuốc ở chỗ ông ra đi, nếu giá cả hợp lý, tôi sẽ mua ngay, Trần Triệu Dương hời hợt nói. Cậu em, không phải tôi không đưa cho cậu, loại thuốc hơn 100 năm, động chút là trên 1 triệu. Hơn nữa còn có loại mấy chục triệu, cho nên, chủ tiệm cười híp mắt nhìn Trần Triệu Dương và nói, ý là có loại thuốc lâu năm này nhưng giá hơi chát. Lấy đi, ánh mắt của Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm nghị, giọng khá lạnh lùng nói. Được, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người chủ tiệm giật bản người, ông ta lập tức gật đầu đồng ý. Tăng Kim Lai bật cười, tên chủ tiệm này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, nhất định phải để anh Trần nổi giận lên mới chịu đi lấy thuốc. Không lâu sau, chủ tiệm xách 5 cái hộp đi ra. Thưa cậu, đây là 5 cây thuốc lâu năm của cửa tiệm chúng tôi. Cậu nhìn xem, có hài lòng không, lúc nãy chủ tiệm khá hoảng hốt, ngay cả hơi thở cũng thay đổi. Lúc nãy còn gọi người ta là cậu em, giờ lại cung kính thưa cậu rồi. Chủ tiệm, ông không thành thật rồi. Đây chẳng qua là hơn 100 năm thôi. Cái tôi muốn không chỉ là 100 năm, tuổi đời càng lâu càng tốt. Trần Triệu Dương quét mắt qua đống thuốc này, sau đó anh lên tiếng. Chuyện này, chỗ tôi thật sự không có, chủ tiệm bất chợt run rẩy, ông ta vội nói. Được, nếu ông nói không có, vậy tôi cũng đành chịu thôi. Chủ tiệm, ông nói xem, đống thuốc này cần bao nhiêu tiền, Trần Triệu Dương cười nhìn sang chủ tiệm và hỏi. Một cây 2 triệu, tổng cộng 10 triệu. Trong lòng chủ tiệm chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó báo giá cả. Tuy giá có đắt hơn trên thị trường một chút, nhưng số dược liệu này là thật. Quẹt thẻ đi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó móc ra một tấm thẻ đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm vừa nhìn thấy tấm thẻ thì đột nhiên thấy hoảng, vì ông ta nhận ra, đây là thẻ đen giới hạn toàn cầu. Loại thẻ này không phải có tiền là có thể có được. Điều này khiến chủ tiệm hơi lo lắng về lai lịch của Trần Triệu Dương. Được rồi. Loại thuốc lâu năm này đã mua xong, những dược liệu khác tôi cũng mua ở chỗ ông luôn. Nơi này nếu không có thuốc lâu năm khác vậy tôi tùy tiện chọn đại, sau đó tính hết vào đó cho tôi. Trần Triệu Dương nói xong thì trực tiếp đẩy cửa đi vào, bắt đầu chọn lựa. Chủ tiệm vừa nghe xong thì trong lòng cảm thấy vô cùng khổ tâm. Cậu thanh niên này vừa nhìn thì biết không dễ chọc vào, lại hiểu biết về dược lý, hy vọng đừng tìm thấy những thứ mà ông ta đã cất đi. Chủ tiệm, cây thuốc này xem ra cũng không tệ. Tôi mua nớ, Trần Triệu Dương tìm quanh trong căn phòng, cuối cùng cũng lấy một cây từ trong giàn hộp. Ra ngửi một lúc thì nói với chủ tiệm. Không, không được, cây thuốc này không thể bán cho cậu được, chủ tiệm lại bị dọa cho một phen hú đi à, ông ta không ngờ mắt của tên này lại tỉnh danh như vậy. Vừa vào chưa bao lâu thì tìm ra cây thuốc lâu năm rồi. Tại sao chứ, mở cửa làm ăn không phải để khách đến chọn mua hàng sao? Ông nói không bán ư, Trần Triệu Dương mỉm cười. Anh sớm đã đoán chủ tiệm sẽ làm như vậy. Thưa cậu, cây thuốc này tôi giữ lại cho người khác rồi. Thật lòng không thể bán cho cậu được, chủ tiệm bất đắc dĩ trả lời. Còn cây này thì sao, Trần Triệu Dương cười nhạt một cái. Quả nhiên, người chủ tiệm này không phải là không muốn kiếm tiền, ông ta giữ lại số thuốc này không đơn giản chỉ vì đã bán cho người khác rồi.
cây này cũng vậy, chủ tiệm toát cả mồ hôi hột, vội lau mồ hôi trên trán nói. Được rồi, vậy tôi sẽ không hỏi nữa. E là mấy cây này cũng vậy đúng không? Sau đó Trần Triệu Dương chọn ra vài cây thuốc có khoảng 300-400 năm tuổi hỏi. Vâng, thưa cậu, cậu thật là tinh mắt. Những loại thuốc lâu năm này đều đã có khách hàng đặt trước hết cả rồi, chủ tiệm cảm thấy bất lực, chỉ có thể nói như vậy. Nếu được, có thể cho tôi biết là ai đã mua những thứ này không? Trần Triệu Dương rất là tò mò, người này rốt cuộc là ai? Sao lại muốn mua nhiều loại thuốc lâu năm này như vậy? Thực ra đây không phải là bí mật gì to tát, không phải chỉ có cửa tiệm của tôi mới có mà những chủ tiệm trên phố này đều đã được dặn dò qua. Nếu có dược liệu hơn 300 năm tuổi, thì phải báo cáo cho người đó biết, đã từng có người cất giấu thuốc lâu năm hơn 300 năm tuổi mà không dâng ra, cuối cùng biến mất một cách kỳ lạ, chủ tiệm cười chua chát nói. Trần Triệu Dương nhất thời sửng sốt, không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy. Thưa cậu, cậu không cần phải hỏi người này là ai, bởi vì chúng tôi cũng không hề hay biết, hàng tháng cứ đến giữa tháng thì sẽ có người cầm theo một con dấu đến lấy thuốc. Mỗi lần trả tiền thuốc đều trả rất nhiều tiền, chúng tôi đều là thương nhân, chỉ cần không thua lỗ thì cũng không quan tâm người này là ai, dù sao chúng tôi bán cho ai mà chẳng được, người chủ tiệm lắc đầu nói. Giữa tháng, nghĩa là ngày mai sẽ có người đến lấy thuốc. Được rồi, tôi muốn xem, ai có lại có túi tiền to đến như vậy, Trần Triệu Dương nghe xong lời nói của chủ tiệm liền bật cười, sau đó chắp tay tạm biệt rồi đi. Đi dạo trên phố, Trần Triệu Dương không đi đến những cửa tiệm khác nữa, bởi vì anh tin rằng cho dù những cửa tiệm này có những loại thuốc lâu năm mà họ cần, e là họ cũng sẽ không bán cho mình đâu, chỉ việc lãng phí thời gian. Lão Tăng, anh trở về trước đi, tôi sẽ dùng đến xe, ngày mai tôi sẽ tới tiệm thuốc xem sao, Trần Triệu Dương nghĩ đến cây thuốc ở núi Song Chỉ, trong lòng chợt đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy. Vâng, anh Trần, còn về Tổng Giám Đốc Nam Cung Yến thì, Tăng Kim Lai đáp lại một tiếng, sau đó hỏi. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết một tiếng, Trần Triệu Dương nói xong liền lên xe, nhanh chóng phóng đi mất hút. Theo điều hướng, Trần Triệu Dương đến nơi vào núi Thập Vạn Đại Sơn, ở đây chính là nơi có núi Song Chỉ, được gọi chung chung là Thập Vạn Đại Sơn, một ngọn núi lớn trải dài hàng trăm cây em, và núi Song Chỉ này chỉ là một đỉnh núi ở bên ngoài. Khi đến đây, Trần Triệu Dương gọi điện cho Nam Cung Yến nói rằng tối nay anh có việc, sẽ trở về vào ngày hôm sau, nếu không khi đến vùng núi, điện thoại sẽ không có tín hiệu. Sau cuộc điện thoại, Trần Triệu Dương tiếp tục lái xe về phía ngọn núi. Nhưng vừa lái chưa được bao lâu thì không còn đường lưu thông nữa, nên đành đi bộ. Anh lập tức tắt máy xuống xe, tìm chỗ giấu xe, sau đó dùng cành cây che lại, không muốn đến lúc xuống núi, xe không còn lại phải quốc bộ thì khổ đăng mất. Sau khi làm xong, Trần Triệu Dương hành trang gọn nhẹ, phóng như bay về phía núi Song Chỉ. Xung quanh bên ngoài núi Song Chỉ, quanh năm đều có người đến thu hái thảo dược, vì vậy có không ít đường eo hẹp, tuy rằng khó đi nhưng vẫn chứa được một người. Trần Triệu Dương đi dọc theo những con đường hẹp này vào sâu trong núi Song Chỉ, ngọn núi này giống như hai ngón tay, ngoài ra còn có một câu vọng sơn bào tử mã nhìn rất gần, nhưng anh đã đi đúng nửa tiếng đồng hồ mới đến được dưới chân núi. Trần Triệu Dương đã đến chân núi của một trong những ngọn núi đó trước, anh dùng mắt xuyên thấu quét qua một lượt. Quả nhiên nhìn thấy một số loại thuốc đã được 100 năm tuổi, nhưng anh không hề hái chúng. Loại thuốc này không có tác dụng gì với anh, vì vậy để lại cho những người đi hái thuốc đó. Chỉ là những nơi mọc những loại thuốc có tuổi đời 100 năm này rất xa xôi và hiểm hóc, nếu không thì có lẽ chúng đã được hái sạch từ lâu rồi, nếu Trần Triệu Dương không có khả năng xuyên thấu thì cũng không thể tìm được những loại thuốc lâu năm này. Anh nhanh chóng đi thẳng L3N đỉnh núi, nếu là vách núi có cây thông già như Chu Lão Tam đã nói thì anh cũng không cần ở lại đây lâu. Không cớ, Trần Triệu Dương đi loanh quanh trên đỉnh núi. Phát hiện từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi không hề có chỗ nào giống như những gì Chu Lão Tam đã nói, hình như đó phải là một đỉnh núi khác. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương không lãng phí thời gian, nhanh chóng xuống núi và phóng như bay đến một đỉnh núi khác. Chỉ là nhìn từ xa hai ngọn núi rất gần, nhưng khoảng cách thực tế lại rất xa, ở giữa có rất nhiều chướng ngại vật như khe núi và dây leo. May mà Trần Triệu Dương từ lâu đã quen với việc hành quân trong rừng rậm, trong một môi trường như vậy, không có trở ngại lớn gì đến anh. Lúc Trần Triệu Dương vội vàng xuống chân núi thì trời cũng đã tối. Anh không muốn để lỡ mất thời gian, không dừng lại mà tranh thủ trời tối đi lên núi luôn. Hả? Trần Triệu Dương vừa đến sườn núi, lúc quay đầu lại liền thấy trước mặt có ngọn lửa, dường như có người đã dừng chân ở đây,
suy cho cùng thì không phải ai cũng có được thể chất và tầm nhìn như anh. Trần Triệu Dương không muốn bận tâm, vì vậy đi thẳng lên núi, vừa mới đi cách ngọn lửa 200 mét, liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo truyền. Đến, không có ý dừng lại, anh lập tức bật người lên, một tia lửa phóng đến ngay chỗ anh vừa mới đứng. Ánh mắt Trần Triệu Dương lập tức trùng xuống, không ngờ vừa lên đến liền bị ám sát, nếu như lúc nãy bị bắn trúng, e rằng sẽ xuyên qua tim anh rồi, nghe được tiếng súng, không phải súng bản địa, trong bóng tối, không dễ gì ai có được thuật bắn súng chính xác như vậy, xem ra người này lai lịch không hề đơn giản. Bùm! Đúng lúc Trần Triệu Dương đang nghĩ thì một phát súng khác ập đến, anh giống như một con khỉ, liên tục di chuyển giữa những tán cây và tảng đá để tránh những viên đạn đó. Tuy nhiên, những viên đạn đó giống như giòi trong xương, thực sự rất khó chịu. Trần Triệu Dương lập tức hướng ra xa không ngừng né tránh, càng tăng tốc độ hơn về phía tay bắn súng. Là kẻ nào, mau rút khỏi đây, nếu không, giết không cần lý do. Ngay khi Trần Triệu Dương sắp tới chỗ đốt lửa, người đối diện đột nhiên hét lên. Tao là ông nội của mày đây. Trong lòng Trần Triệu Dương như bốc hỏa, anh bị bản bằng súng lâu như vậy mà không rõ lý do, cho dù là ai thì cũng cảm thấy khó chịu. Anh quét mắt thì nhìn thấy đối phương có 5 người, 3 người bên đống lửa, 1 người trên cây và 1 người núp sau tảng đá. Cả hai đều cầm súng, người bản là tên ở trên cây. Tay súng đằng sau tảng đá là một tay súng bắn tỉa, người này vẫn chưa bắn phát nào cho đến giờ. Trần Triệu Dương biết rằng tay bắn tỉa này không phải không muốn bắn mà là không có cơ hội để bản, tuy nhiên, vì vậy, anh sẽ cảnh giác hơn với tay bắn tỉa này. Nói chung, những tay bản điêu luyện sẽ được chọn làm tay súng bản tỉa, mà người sử dụng súng trường trên cây vốn không hề thua kém, nhưng lại không được sử dụng súng bản tỉa thì chỉ có một khả năng, đó là người đứng sau tảng đá chắc chắn sử dụng súng tốt hơn những người khác. Giết! Ba người đứng trước đống lửa, một người đàn ông gầy gò trong đó lạnh lùng lên tiếng. Rõ, nghe người này nói xong, hai người còn lại đứng lên, tốc độ nhanh như bay hướng về phía Trần Triệu Dương. Chỉ còn lại người ra lệnh. Rõ ràng là gã ta rất có lòng tin vào 4 người kia. Hai người này rất nhanh đã tới trước mặt của Trần Triệu Dương và chặn đường lui của anh. Cho bọn mày một cơ hội, nói ra lai lịch của mình, rồi mỗi người tự chặt đứt một cánh tay đi, tao sẽ tha cho bọn mày, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn đám người này và nói. Vừa xuất hiện liền có ý muốn giết mình, tuyệt đối không phải dạng hiền lành gì, nhưng anh muốn biết, đám người này đang làm gì ở đây vào lúc nửa đêm chứ? Giết! Hai người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó đồng loạt ra tay. Hai người đều chọn đánh giáp lá cà, quả đấm thép phung lên kín không một kẽ hở, tốc độ và sức mạnh đều vừa đủ. Hơn nữa cả hai đều là thực lực thiên tiên tiểu thành, liên thủ lại với nhau, e rằng ngay cả thiên tiên đại thành cũng không thể làm gì được. Thời cơ hai người ra tay rất tốt, phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa chiêu thức của cả hai đều xuất phát từ chung một môn phái, chắc chắn không phải một đội tạm thời. Đã cho các người cơ hội nhưng các người lại không nắm bắt, vậy thì đừng trách tao, Trần Triệu Dương vừa né tránh vừa gào lên. Hai người kia vốn không đáp lại, tốc độ nhanh như vũ bão. Trước sự tấn công của hai người kia, Trần Triệu Dương không ngừng lui về sau. Chẳng mấy chốc, khu vực giao chiến của ba người họ đã tiến đến vị trí của đám người kia đứng trước đó, Trần Triệu Dương giả bộ như mình không chống đỡ nổi, bị một người trong số họ đạp văng ra, bay trúng ngay chỗ tảng đá của tay bắn tỉa đứng trước đó. Một tên rác rưởi, còn dám lên tiếng ngông cuồng, đúng là chán sống mà, hai người ra đòn thành công thì chợt cười khẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó đuổi theo tới. Dĩ nhiên là Trần Triệu Dương cố tình để bị đá văng ra, tay bắn tỉa kia vẫn không có ý định ra tay, trong lòng anh cảm thấy hơi khó chịu, cho nên mới cố tình giả bộ không đánh lại đối phương, bị đối phương ép tới chỗ này. Bắt được mày rồi, sau khi Trần Triệu Dương rơi xuống, anh nhanh chóng lao về phía sau tảng đá. Tay bắn tỉa kia vốn không ngờ Trần Triệu Dương lại đột nhiên ra chiêu này, đợi gã ta quan sát được hành động của Trần Triệu Dương có ý gì thì anh đã tới trước mặt gã ta. Cút, tay bắn tỉa kia ném súng bắn tỉa xuống, lập tức lui ra sau, đồng thời rút một khẩu súng lục trong tay ra, nhanh chóng bắn liên hoàn về phía anh. Vài viên đạn chặn hết đường đi và đường lui của Trần Triệu Dương, tốc độ phản ứng như thế không thể nói là chậm được. Chậm rồi, Trần Triệu Dương còn tưởng tay bắn tỉa này là đối thủ mạnh. Không ngờ người này ngoài phản ứng nhanh, cách bắn cũng không lợi hại như anh đã nghĩ. Nói xong câu này, Trần Triệu Dương bỗng chốc đã tới trước mặt của gã này, thậm chí gã ta bản ra vài phát đạn vốn cũng không động tới được cọng lông của anh. Bằng! Trần Triệu Dương đá văng khẩu súng lục trong tay của gã này.
Đồng thời, chân kia của anh giẫm mạnh xuống đất lấy lực, tiếp tục dùng lại chân cũ đổi hướng, đá thẳng vào lồng ngực của gã ta. Đáng chết, hai tên còn lại cuối cùng cũng đuổi kịp, lúc họ thấy Trần Triệu Dương đã loại bỏ được tay súng bắn tỉa của mình thì vô cùng kinh ngạc, không do dự mà xông thẳng lên. Vẻ mặt của hai người mang theo vẻ nhục nhã, tuy thực lực cả hai mạnh hơn so với hai tay súng này, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương đã giải quyết tay súng bắn tỉa chỉ bằng một đòn công kích, không giống như bị ép thành bộ dạng đó lúc đối mặt với họ vừa rồi. Trừ phi, đối phương chơi xỏ họ, coi họ như lá chản, mục đích là muốn giải quyết tay súng bản tỉa. Được rồi, hai người đã hết tác dụng, có thể nằm xuống được rồi, Trần Triệu Dương giải quyết xong tay bắn tỉa, sau đó thẳng tay chặt đứt tay chân của hai người này một cách mang dợ. Bằng, lúc Trần Triệu Dương giải quyết xong hai tên này thì có một tiếng súng truyền tới, anh liền chụp lấy một tên trong đó chặn trước mặt mình. Phù, viên đạn trực tiếp xuyên vào bụng dưới của người đàn ông đó. Hơn nữa tinh lực rồi rào đó cũng bị Trần Triệu Dương làm cho chấn động mà tiêu tan rồi. Tiếp tục đi, trình độ không tệ, lần sau nhớ ngắm vào đầu, ý tôi nói là đầu của hắn ấy, Trần Triệu Dương nhắc người kia mà cũng không thèm né tránh. Anh đứng ngang nhiên lên tiếng châm biếm. Được lắm, chính ngay lúc này, người đàn ông bên đống lửa cuối cùng lên tiếng, sau đó đứng lên và đi từng bước về hướng Trần Triệu Dương. Cuối cùng chịu đứng lên rồi à? Tao còn tưởng phải chờ tao giết sạch đám vô dụng này đi thì mày mới chịu đứng ra chứ, thấy người này đứng dậy, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt khinh thường. Nếu đang ở chiến trường, Trần Triệu Dương tuyệt đối sẽ không làm ra vẻ cao ngạo, nhưng tình hình thực tế đã ép anh phải như vậy. Chiến trường là chiến trường, ai quản ai có kiêu ngạo hay không, chết rồi thì đều trở thành một bộ xương khô mà thôi. Cho nên, tung hoành ngang dọc trên chiến trường quanh năm, Trần Triệu Dương sớm đã hình thành thói quen không cảm giảm. Một đòn chí mạng. Dù gì, rất nhiều kẻ phản diện đã bị thất bại chỉ vì nói những lời vô nghĩa. Dám hỏi anh đây là ai? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với thuộc hạ của tôi như vậy? Người kia từ từ đi tới, sau khi đi gần thì mới lộ ra diện mạo thật của gã ta. Gương mặt rất dài, còn để tóc dài, cộng thêm trên người mặc đồ của người Hoa Hạ thời xưa, người không biết còn tưởng là đang đóng phim, đúng là kịch tính. Nghe tao nói đây, đầu của mày có phải bị vấn đề gì không? Tao đang yên đang lành đi trên đường, các người đột nhiên bản súng, vừa bản ra thì đã muốn đoạt mạng của người khác. Các người không hề biết tao là ai thì đã tùy tiện bóp cò, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Trần Triệu Dương vừa nghe lời người này nói xong thì nổi trận lôi đình. Những tên khốn này, nói rõ ra là mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần ai dám tới gần, thì sẽ lập tức giết không tha, không cần nói đạo lý gì cả. Mày, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người kia giận tím người. Xem ra, bọn mày xuất hiện ở đây là có chuyện cần làm, Trần Triệu Dương tiếp tục đoán, lúc anh nói ra câu này thì đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, tuy chỉ là trong tích tắc nhưng cũng đủ chứng minh anh đã nói đúng. Trước tiên đừng vội, để tao đoán thử, nơi này ngoài núi hoang căn cỗi ra thì thứ quý giá nhất chính là dược liệu. Các người đến hái dược liệu sao? Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn người kia rồi thản nhiên nói. Đoán đi, cho dù mày đoán ra, vậy thì đã sao? Chứ, dù gì hôm nay mày cũng sẽ chết ở nơi này, lúc này sắc mặt của tên đó đã trở lại bình thường, gã ta lạnh lùng nói. Nhìn cách ra tay của hai người này vừa rồi, chắc chắn là có sở trường dùng nắm đấm, hơn nữa nắm đấm của hai người họ có bốc ra mùi thuốc, chắc chắn là dùng dược liệu để luyện song quyền, các người đến đây hái dược liệu là dùng để luyện quyền. Trần Triệu Dương không để ý tới sự đe dọa của người này rồi lại suy đoán lần nữa. Nhưng người này lập tức biến sắc, biểu cảm của tay súng nằm dưới đất và trên cây đều thay đổi rất rõ rệt. Nào, nói tao nghe thử, các người muốn hái loại thuốc gì? Tao thấy chắc không phải cũng có chung mục tiêu với tao chứ? Nếu đã chung, vậy việc các người bóp cò với tao thì có thể tha thứ được, Trần Triệu Dương cười nheo mắt nhìn sang bọn họ. Đừng có nhiều lời, mau chết đi, mỗi câu nói của Trần Triệu Dương đều trúng vào tim đen của bọn họ. Tuy không khớp hoàn toàn với sự thật. Nhưng vốn không hề khác biết mấy, điều này khiến họ càng nghe càng lo sợ. Thật là một tên đáng sợ. Gã ta cũng không dám nghe nữa, lập tức vung năm đấm tấn công Trần Triệu Dương. Cú đấm gió của người này rất dũng mãnh, còn khủng khiếp hơn hai người lúc nấy, nếu bị đập trúng, cho dù là thân xác của Trần Triệu Dương thì cũng khó tránh có chút tổn thương. Dù gì, thực lực của người này đã là thiên tiên đại thành, sắp có thể đột phá thành thiên tiên đỉnh. Trần Triệu Dương không vội ra tay. Mà muốn đọ sức với gã ta. Hai người giống như hai chiếc xe vậy, điên cuồng đối đầu,
mỗi cú đấm va vào nhau thì bầu không khí xung quanh đều không ngừng chấn động. Quả nhiên là khổ luyện quả đấm thép, Trần Triệu Dương đấm vài đấm với gã ta, phát hiện năm đấm của người này rất cứng rắn, tuy không bằng cường độ xác thịt của anh, nhưng gặp phải võ giả bình thường e là rất khó chống lại. Cú đấm của mấy người này vô cùng cứng, hơn nữa lại rất mạnh mẽ, quyền pháp cũng rất tinh diệu, cùng đẳng cấp thì e là khó tìm đối thủ. Đáng tiếc, những người này lại đụng phải mình. Họ chỉ khổ luyện xong quyền, nhưng anh lại tôi luyện cả xác thịt, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết. Không thú vị gì cả, quay đi quay lại có mấy chiêu này, mày cũng nhận thua đi, Trần Triệu Dương thăm dò xong, cảm thấy không có gì mới mẻ, anh lập tức quay người, tung một cước vào khuỷu tay của đối phương. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vang lên, cánh tay của người đó trực tiếp bị Trần Triệu Dương đá gãy xương. A, à, cơn đau đột ngột xảy ra, bỗng chốc khiến gã ta gào lên thảm thiết. Gào thật khó nghe, mau im miệng cho tao, Trần Triệu Dương lại đá một cước nữa, đá trúng đầu của gã ta. Tiếng gào thét của người đó đột ngột dừng lại. Muốn chạy ư, có mà chạy đẳng trời, sau đó Trần Triệu Dương nhìn về phía tay súng ở trên cây, lúc này đã nhảy xuống đất, gã ta điên cuồng chạy xuống núi, anh không thèm đuổi theo mà dùng súng bắn tỉa của tên kia, lên đạn, trực tiếp bắn một phát vào tên đó. Tên đó gào lên thảm thiết rồi ngã nhào ra đất, một chân của gã đã bị trúng đạn. Nếu còn dám chạy, phát đạn tiếp theo sẽ nằm ngay đầu của mày đó, bắn xong, anh thả súng bắn tỉa xuống rồi nhìn sang người đàn ông cuối cùng. Này, tỉnh lại đi, Trần Triệu Dương đá vào cánh tay đã bị gãy của gã này, lúc này gã ta mới tỉnh lại vì cơn đau. Tên nhãi, tao mặc kệ mày là ai, nhưng mày chọc vào bọn tao, thì mày chết chắc, tao nói mày biết, bọn tao là người của phái Thiết Quyền, kẻ nào. Dám đối đầu với phái Thiết Quyền đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tên đó bị Trần Triệu Dương đá tỉnh lại, gã ta cố nén lại cơn đau, nghiến răng nghiến lời buông lời đe dọa. Sau khi nghe người này nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên chau mày. Dường như anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Mày nói đi, bọn mày muốn hái là loại thuốc gì? Ở chỗ nào, Trần Triệu Dương lười phải suy nghĩ, anh lập tức lên tiếng hỏi. Mày hãy từ bỏ ý định này đi, tao sẽ không nói cho mày biết đâu. Phái Thiết Quyền bọn tao, tên đó nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt mang dợ, sau đó hét lên, nhưng lời gã ta còn chưa nói xong thì đã bị Trần Triệu Dương đá một cước vào bụng dưới, khiến gã ta vốn đang nói chuyện bình thường trở nên im bặt. Nếu mày đã không nói, vậy thì câm miệng lại, tao sẽ hỏi người khác, dứt lời, Trần Triệu Dương thô bạo kéo tay súng bản tỉa kia qua. Đừng giả bộ ngất nữa, lúc nấy chuyện tao hỏi trách mày cũng đã nghe thấy. Giờ thì nói đi. Xem thử mày có cách nhìn gì khác hay không, Trần Triệu Dương ném tên đó qua một bên, rồi lạnh lùng hỏi. Còn giả bộ ngất ư, nếu mày còn giả bộ, vậy thì vĩnh viễn đừng có tỉnh lại nữa, Trần Triệu Dương thấy tay bản tỉa này vẫn giả bộ ngất như cũ thì lập tức hài hước nói. Xin đừng, tôi vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại, tay bắn tỉa mở mắt ra, có chút lúng túng nói. Hừm, tên kia đang nằm giấy giụa dưới đất bỗng dưng ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn tay bản tỉa. Không sao, nói đi, nếu mày nói tốt, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không thì đây sẽ kết cục của mày, Trần Triệu Dương xua xua tay, đồng thời giẫm một chân lên ống chân của gã kia, chỉ nghe một tiếng vang lên giòn tan, xương chân của gã đã bị giẫm nát ra rồi, đồng thời, đầu lệch qua một bên rồi ngất lịm đi. Tay bắn tỉa thấy động tác của Trần Triệu Dương như vậy thì bị dọa cho một phen hú đi a, không dám nhìn nữa. Tôi nói, đó là một cây linh dược, gọi là Long Khê Thảo. Chính là ở trên vách núi này, có điều nghe nói có một con rắn rất to đang canh giữ. Cho nên chúng tôi mới chuẩn bị dụ rắn ra khỏi hang, kế điệu hổ ly sơn rồi hái nó, tay bắn tỉa kia bị thương nhẹ nhất, tuy khá sợ nhưng vì mạng sống của mình nên buột miệng nói hết ra những cơ mật này. Rất tốt, quả nhiên rất biết phối hợp, nếu đã như vậy, thì tao tạm thời tha cho mày vậy, Trần Triệu Dương bật cười, quả nhiên có chung mục đích với mình. Vậy bọn họ thì sao? Sau khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì tay bản tỉa mừng hết lớn. Sau đó gã ta ngập ngừng hỏi. Mấy người này đều trở thành đám phế thải rồi. Cho dù tha cho chúng thì chúng cũng có thể làm được gì chứ. Mày đưa hết đi đi, Trần Triệu Dương không muốn ra tay giết mấy người này. Ngay cả khi vết thương họ có được chữa khỏi thì e là cả đời cũng sẽ thành người tàn tật mà thôi. Còn tay bắn tỉa này, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn tưởng sẽ là tên có thực lực mạnh, không ngờ là một tên đần. Hù một cái thì cái gì cũng nói, chẳng trách làm tay bản tỉa. Cuộc chiến cũng kết thúc rồi, mới tới lượt tay bản tỉa. Tới lúc đó,
cơ mật cũng không có ích gì, dù gì cả đội đều bị tổn thất. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tay bản tỉa kia đột nhiên sụ mặt, phải rồi, thực lực của người ta mạnh, vốn không sợ bọn họ. Sau đó anh cũng không thèm để ý tới mấy người này nữa. Anh đi thẳng lên núi, trên đường đi, Trần Triệu Dương kê sẵn một đơn thuốc trong đầu, trực tiếp tìm các loại thuốc hiện có trong núi song chỉ. Chẳng mấy chốc anh đã thu thập được hết mấy loại thuốc phụ, chỉ còn mỗi long khê thảo. Không đúng, phái thiết quyền, con mẹ nó, chắc không phải là phái thiết quyền của Lữ Đại Vĩ chứ, đột nhiên Trần Triệu Dương nghĩ tới một chuyện. Lúc trước có bàn về lai lịch của Lữ Đại Vĩ với Tăng Kim Lai, lúc đó anh ta từng nói Lữ Đại Vĩ đến từ phái thiết quyền. Thật không ngờ, còn chưa quyết đấu với Lữ Đại Vĩ thì đã chạm trán với phái thiết quyền. Đúng thật là oan ra ngõ hẹp, xem ra sớm muộn cũng phải đối đầu với phái thiết quyền rồi. Mặc xác ông ta, dám khiêu khích mình thì đều phải chết, Trần Triệu Dương toát lên vẻ lạnh lùng. Tối nay anh đã ban phát lòng từ bi, không lấy mạng của những người này rồi. Nhưng nếu những người này không biết tốt xấu, còn tới gây chuyện với mình, vậy thì e là sẽ không được tha bổng như hôm nay đâu. Trần Triệu Dương cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng xuất phát về phía đỉnh núi. Ngọn núi này so với ngọn núi trước đó rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Trần Triệu Dương cẩn thận tìm kiếm, sau một giờ, cuối cùng cũng tìm được nơi mà Chu Lão Tam nhắc đến trước đó. Đó là cây tùng già sinh trưởng ở rìa vách núi đen, Trần Triệu Dương lập tức liếc mắt qua, quả nhiên phát hiện ra cỏ long khê. Công dụng chủ yếu của cỏ long khê là rèn luyện thân thể, có lẽ, lý do Thiết Quyền Tông phải tìm kiếm loại cỏ long khê này chính là để rèn luyện nắm đấm như thép của bọn họ. Tuy nhiên, Thiết Quyền Tông chỉ rèn luyện cho hai nắm đấm của mình mà không rèn luyện thân thể. Vì vậy, trong chiến đấu, nắm đấm của bọn họ có sức mạnh vô cùng lớn nhưng những bộ phận khác lại là nhược điểm. Trần Triệu Dương cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra con rắn lớn như lời của người Thiết Quyền Tông nói. Chẳng lẽ những lời Chu Lão Tam kia nói là thật, con rắn đó cùng với một con báo xảy ra tranh đấu, cuối cùng cả hai đều rơi xuống vách núi đen. Chẳng qua, không có sự cản trở. Trần Triệu Dương nhanh chóng đi đến bên cạnh cỏ long khê. Anh cũng không vội vàng ngắt lấy, bởi thời gian hái của cỏ long khê rất khắt khe. Chỉ khi hái vào, đúng lúc mặt trời mọc cỏ long khê mới có tác dụng rèn luyện thân thể, nếu không cỏ long khê cùng cỏ bình thường không có gì khác nhau. Trần Triệu Dương lúc này ngồi xuống phía trước cỏ long khê, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, màn đêm dần rút đi, sắc trời dần sáng, Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt. Chậm rãi đứng dậy, rũ bỏ những giọt sương trên người. Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy hướng đông xuất hiện một vầng lửa đỏ, sau đó màu đỏ từ từ lan ra, nhuộm hồng cả một vùng trời phía đông. Ngay lúc mặt trời đỏ rực mọc lên, những tia năng đầu tiên chiếu rọi, cỏ long khê vốn đang bình thường bỗng chốc quấn quanh vươn lên, cuối cùng hình thành một thân cây to bằng cánh tay người trưởng thành. Theo ánh mặt trời xuất hiện, thân cây bắt đầu xuất hiện một số vảy nhỏ. Đợi cho đến khi mặt trời sắp lộ ra hết, cỏ long khê đã phát triển thành hình con rồng nhỏ ước chừng 20cm, hình dáng sống động, thứ duy nhất vẫn chưa xuất hiện chính là mắt rồng. Trần Triệu Dương biết, khi mặt trời mọc hoàn toàn, mắt rồng kia sẽ mở, mà đó cũng chính là thời điểm tốt nhất để hái cỏ long khê. Chính là lúc này, ngay lúc mặt trời hoàn toàn nhô lên, chỉ trong nháy mắt mắt rồng đột nhiên mở ra. Cỏ long khê vốn đang yên tĩnh bắt đầu lay động, giống như một con rồng đang đạp mây mà đi. Trần Triệu Dương trực tiếp vùi tay xuống chỗ đất cạnh cỏ long khê, toàn bộ cỏ long khê lập tức bị Trần Triệu Dương đào lên. Ngay lúc bị nhấc ra, cỏ long khê vốn đang trong hình dáng một con rồng lập tức biến thành một dòng nước màu xanh biếc, lao thẳng xuống mặt đất. Trần Triệu Dương không chút do dự cúi đầu mở miệng, dòng nước xanh biếc trực tiếp rơi vào trong miệng Trần Triệu Dương. Một cảm giác nóng bỏng khủng khiếp ở trong miệng bộc phát, Trần Triệu Dương cắn răng nuốt xuống. Đồng thời lấy ra số cây thuốc đã thu tập trước đó nhét vào trong miệng. Khi khí nóng muốn trào ra khỏi cổ họng thì đã bị cây thuốc chặn lại. Cây thuốc gặp khí nóng nhanh chóng hòa tan, biến thành một dòng nước ấm áp chui vào trong bụng Trần Triệu Dương. Nhiệt độ hừng hực của cỏ long khê dưới sự dung hợp của các loại thuốc cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, rồi bị Trần Triệu Dương áp chế vào trong cơ thể. Trần Triệu Dương điên cuồng lưu chuyển năng lượng trong cơ thể, mà lúc này, một đám mây tím từ phía đông cũng bay đến. Cỏ long khê ở trong cơ thể, mây tím bao phủ bên ngoài cơ thể, dưới hai tầng luyện hóa, thân thể Trần Triệu Dương giống như một khối thép cứng rắn, không ngừng tôi luyện, đánh nát. Cuối cùng, một tia tạp chất màu đen theo làn da của Trần Triệu Dương chảy ra bên ngoài. Giống như quá trình luyện thép, phải chịu không ít thống khổ,
cơ thể Trần Triệu Dương bị nhấn chìm trong nước sôi lửa bỏng. Toàn thân như muốn bốc cháy, loại đau đớn này, Trần Triệu Dương chưa từng gặp qua, đau đớn vô hạn khiến cho toàn thân anh như muốn vỡ nát. Trần Triệu Dương dựa vào ý chí cuối cùng khống chế luồng khí trong cơ thể, dẫn dắt nó không ngừng lưu chuyển. Thời gian trôi qua, quần áo trên người Trần Triệu Dương đã bị máu tươi thẩm thấu hòa lẫn cùng tạp chất màu đen. Sức nóng từ bề mặt cơ thể Trần Triệu Dương làm hơi ẩm trên quần áo bốc hơi, giờ đây, quần áo bên ngoài của anh giống như bị bao phủ bởi một lớp bùn màu máu. Khi nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, lớp bùn này bắt đầu đông lại. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến giữa trưa, cách địa điểm Trần Triệu Dương tu luyện không xa xuất hiện một đám người, xem bộ dạng này có lẽ là người tới leo núi. Yên toa, nơi này thì có cái gì đẹp, chúng ta không nên tới đây, trong đám người. Một thanh niên cao lớn, dáng vẻ anh Tuấn khẽ hỏi cô gái xinh đẹp nhất trong hai cô gái. Thực ra tôi đến nơi này là để tìm một loại thảo dược. Sức khỏe của ông nội tôi vốn không tốt, tôi lại nghe nói ngọn núi này có một số thảo dược thích hợp cho người già cho nên mới tới đây, người con gái tên Yên Toa mở miệng giải thích. Thì ra là lý do này, vừa hay người đàn ông mà tôi dẫn theo có chút kiến thức về thảo dược, nói không chừng còn có thể giúp ích cho cô ít nhiều, người đàn ông hai mắt sáng ngời, lấy lòng nói. Được, cảm ơn, nghe được lời nói của anh ta, Yên Toa khẽ mỉm cười, tiếp nhận ý tốt. Lý Hạ, Yên Toa, bên kia phong cảnh thật đẹp, chúng ta qua đó xem một chút đi, đúng lúc này, một cô gái chỉ về hướng của Trần Triệu Dương nói. Đi, sau đó, một nhóm năm người đi về phía vách đá. Mọi người nhìn xem, tại sao nơi này lại có một bức tượng. Nó còn dính bùn đất, khi nhóm người đi đến vách núi chỗ Trần Triệu Dương. Một cô gái bỗng nhiên vui vẻ chỉ về phía trước kêu lên, rồi sau đó nhanh chóng chạy tới. Quân quân, đừng chạy lung tung, sẽ rất nguy hiểm, Chu Yên Toa nhìn bạn tốt của mình đi trước, nhanh chóng chạy theo nhắc nhở rồi cũng đi theo cô ấy. Vệ sĩ của Chu Yên Toa vội vàng đuổi kịp, Lý Hạ và vệ sĩ của anh ta cũng theo sau. Thật đúng là một bức tượng, kỳ quái, ai lại làm một bức tượng ở nơi không người như thế này, khi nhìn thấy bức tượng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mấu chốt chính là bức tượng này được làm rất chân thực, còn là hình dáng của một người hiện đại nữa, Chu Yên Toa trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chậm rãi tiến lại gần. Cô chủ, cẩn thận, vệ sĩ nhanh chóng đứng chắn trước mặt Chu Yên Toa, bảo vệ cô ta ở phía sau. Yên tâm, đó chỉ là một bức tượng, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, Chu Yên Toa lãnh đạm nói. Cô chủ, mau nhìn, ở đây có mấy cây thuốc cổ, ngay lúc này. Người vệ sĩ kia đột nhiên chỉ vào bãi đất trống bên cạnh Trần Triệu Dương, ngạc nhiên kêu lên. Nghe thấy vệ sĩ nói vậy, Chu Yên Toa lập tức vô cùng vui vẻ, bởi vì cô ta phát hiện ra đây là cây thuốc cổ mà mình muốn, cũng là mục đích chuyến đi này của cô ta. Không nghĩ tới, lúc này vừa mới lên núi mà đã gặp được, hơn nữa còn thu hoạch vô cùng tốt. Cô chủ, những cây thuốc này là do người ta đào được, chúng ta cầm đi như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Người vệ sĩ kia nhìn thấy Chu Yên Toa ôm lấy những cây thuốc cổ kia, sau đó để vào trong hộp mà cô ta mang tới, lập tức nhíu mày rồi trần trờ nói. Sợ cái gì, ở đây có ai không? Tại sao tôi lại không nhìn thấy? Thứ này ở trên ngọn núi lớn, đó chính là của mọi người, ai lấy được thì là của người đó, Chu Yên Toa lại nhếch miệng, làm ra vẻ đáng yêu nói. Nghe thấy Chu Yên Toa nói vậy, mặc dù người vệ sĩ kia có chút không quá yên tâm, nhưng nếu cô chủ đã nói như vậy rồi. Anh ta chỉ là một vệ sĩ, cũng không có cách nào. Yên Toa, làm vậy thật sự được sao? Dù sao đây cũng là cây thuốc mà người ta vất vả lắm mới đào được, chúng ta cũng không thể cứ cầm đi như vậy chứ. Hàn Quân Quân đi lên trước, kéo áo Chu Yên Toa, khẽ nói. Quân Quân, đây là ông trời ban cho tớ, nếu như tớ không lấy, vậy thì đã phụ lòng tốt của ông trời rồi. Chu Yên Toa bĩu môi, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cứ như tất cả mọi thứ trên đời này đều được chuẩn bị cho cô ta vậy. Không sai, mấy cây thuốc này vốn được để ở đây, cũng không có ai, sao có thể nói chúng ta cầm của người khác được, Lý Hạ có thể là người duy nhất trong đám người đứng về phía Chu Yên Toa. Nghe thấy Chu Yên Toa kiên trì như vậy, bọn họ cũng không có cách nào khuyên nữa. Anh chụp cho tôi một bức ảnh đi, sau đó Chu Yên Toa đưa điện thoại của mình cho người vệ sĩ kia, dáng vẻ như không có việc gì. Vâng, cô chủ, vệ sĩ nhận lấy điện thoại, chờ đến khi Chu Yên Toa tạo dáng xong, anh ta bắt đầu chụp ảnh. Đúng lúc này, bàn tay cầm điện thoại của người vệ sĩ kia run rẩy kịch liệt, hai mắt trừng lớn, giống như thấy được một việc gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. Anh sao thế,
chụp được chưa? Chu Yên Toa nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của vệ sĩ của mình thì lập tức bất mãn nói. Cô chủ, cô nhanh đi ra đây, nhanh lên, giọng nói của vệ sĩ kia run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Chu Yên Toa nghe thấy vệ sĩ nói vậy, lập tức bất mãn, một tên vệ sĩ, thế mà chỉ có ngần ấy lá gan, xem ra sau khi trở về, cô ta phải sa thải anh ta mới được. Yên Toa, mau trở lại đi, bức tượng kia là lạ, lúc này Hàn Quân Quân cũng có vẻ hoảng sợ, liều mạng hét lên với Chu Yên Toa. Cậu chủ, mau lui lại, vệ sĩ của Lý Hạ cũng kéo Lý Hạ lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Chu Yên Toa vốn còn có chút trách móc vệ sĩ của mình nhát gan, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, Chu Yên Toa mới ý thức được, chắc chắn phía sau mình đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, lúc này liền liều mạng chạy về phía trước. Lúc này vệ sĩ kia cắn răng một cái, vọt tới thật nhanh, kéo Chu Yên Toa lại, đuổi theo phía sau mấy người Lý Hạ. Đợi đến khi bọn họ chạy ra một khoảng cách tự nhận là an toàn, lúc này mới dừng lại, sau đó mấy người cẩn thận nhìn về bức tượng phía trước. Trong tầm mắt của bọn họ, bức tượng bên bờ vực kia bắt đầu chấn động, từng miếng bùn từ trên người không ngừng rơi xuống. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Không phải là đang sống lại đấy chứ? Lý Hạ thấy cảnh này, lập tức có chút sợ hãi suy đoán. Ngay lúc bọn họ còn đang nghĩ, những miếng bùn kia đã rất nhanh rơi xuống hết, để lộ ra một người ở bên trong. Trời ơi, Chu Yên Toa và Hàn Quân Quân nhìn đến đây, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng che kín hai mắt của mình lại. Chỉ là, các cô vẫn cực kỳ tò mò, rốt cuộc đây là thứ gì? Vì sao lại kỳ lạ như thế? AI, Trần Triệu Dương vừa tỉnh lại trong quá trình tu luyện, chậm rãi đứng dậy, chân khí trong cơ thể chấn động, tất cả bùn đất bên ngoài cơ thể anh đều rơi hết xuống. Trần Triệu Dương cực kỳ hài lòng với lần tôi luyện thân thể này. Sau lần tôi luyện thân thể này, cơ thể của anh đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, e rằng cho dù là võ đạo tông sư đại thành, cũng không thể mạnh hơn anh được. Đương nhiên, Trần Triệu Dương không chỉ mạnh về cơ thể bên ngoài, còn có nội tạng và kinh mạch cũng đã trở nên càng cứng cỏi, cho dù có người dùng chân khí xâm nhập vào trong cơ thể của anh, muốn gây tổn thương bên trong, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên trong cơ thể, Trần Triệu Dương không có chỗ để xả ra, đành phải thét dài. Chói tai quá, tiếng hét dài của Trần Triệu Dương khiến năm người Chu Yên Toa phải bịt kín tai lại, trên mặt là vẻ đau đớn. Rốt cuộc đây là quái vật gì, mấy người Chu Yên Toa đều vô cùng đau đớn, ai nấy cũng hoảng sợ kêu lên. Một tiếng thét dài này của Trần Triệu Dương kéo dài đến 2 phút, cuối cùng mới xả hết được sức mạnh dao động ở trong cơ thể ra ngoài. Trời ạ, không mang theo quần áo rồi, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm giác trên người có một trận gió thổi tới. Liền cúi đầu nhìn mới phát hiện sau khi tôi luyện thân thể xong, quần áo trên người anh đã nát vụn hết rồi. Trần Triệu Dương lập tức luống cuống, nhanh chóng ngồi xổm xuống, kéo một ít cành cây từ bên cạnh tới, miễn cưỡng che kín vị trí quan trọng của mình. Đúng là quá lúng túng, không có người mà vẫn thấy thẹn thùng, vừa rồi lúc sắp hoàn thành tôi luyện thân thể, Trần Triệu Dương cảm nhận được có người đến gần, lúc vừa mới thét dài, anh cũng đồng thời phát hiện năm người kia. Thế mà mình lại hét trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là quá mất mặt, quá lúng túng. Chúng ta mau chạy đi, người kia không mặc quần áo, quá kỳ quái. Chu Yên Toa thấy Trần Triệu Dương cởi chuồng đứng bên vách núi hét qua kế ngón tay, có ai lại làm ra chuyện kỳ lạ như thế chứ? Cô chủ, chỉ sợ người này là võ giả, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, tốt nhất là đừng chạm mặt với anh ta. Vệ sĩ cảm nhận được hơi thở lúc Trần Triệu Dương thét lên, người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Vậy cũng chỉ có võ giả mới có thể làm được thôi. Dưới tình huống không biết đối phương có thân thiện hay không, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời đi. Mấy người Lý Hạ cũng không phản bác, lúc này đi xuống dưới núi. Các vị, xin dừng lại một chút, lúc bọn họ vừa mới xê dịch bước chân, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Vị này, không biết anh có gì muốn nói. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, không hề có ác ý gì cả, vệ sĩ của Chu Yên Toa kiên trì đứng dậy. Mở miệng nói. Mấy người có thừa quần áo nào không? Cho, tôi một bộ, trong giọng nói của Trần Triệu Dương mang theo một vẻ bất đắc dĩ, sớm biết vậy thì nên chuẩn bị thêm một bộ quần áo nữa, cũng không cần phải xấu hổ như bây giờ. Nghe thấy người này chỉ muốn một bộ quần áo, bọn họ lập tức thở phào một hơi. Ở chỗ tôi có một ít quần áo, lúc này vệ sĩ của Chu Yên Toa lấy ra một bộ quần áo mới từ trong ba lô đeo lưng mình, đi đến chỗ Trần Triệu Dương. Ném qua đây đi. Lúc tên vệ sĩ kia sắp đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, giọng anh bỗng nhiên truyền đến. Lúc này vệ sĩ ra sức ném một phát,
quần áo bay thẳng về phía Trần Triệu Dương, nhưng mà nhìn sức mạnh đó thì hoàn toàn không thể đến được chỗ Trần Triệu Dương đang đứng, còn cách một khoảng rất xa. Cùng lúc đó, từ chỗ của Trần Triệu Dương bỗng nhiên có một sợi dây leo mỏng manh ló ra, trực tiếp cuốn lấy bộ quần áo đó rồi kéo đến bên người anh. Nhìn thấy động tác này, con người của vệ sĩ nhất thời co rút mạnh, thật là kỳ diệu quá sức tưởng tượng. Rất nhanh sau đó Trần Triệu Dương đã mặc xong quần áo. Lần rèn luyện thân thể này đã khiến tóc anh dài ra lần nữa, vốn đang để đầu cua giờ đã trở thành tóc dài ngang vai, bất đắc dĩ anh không thể làm gì khác ngoài việc dùng một sợi dây leo nhỏ như dây cột tóc cột lại. Chưa kể, lúc này Trần Triệu Dương mặc quần áo bình thường, tùy tiện cột mái tóc dài lên, hơn nữa với khuôn mặt đã trải qua mấy lần rèn luyện nên càng ngày càng tinh xảo đó của anh, thật sự giống thần tiên lạc xuống nhân gian. Hai cô gái là Hàn Quân Quân và Chu Yên Toa nhìn đến mức ngẩn ngơ, thế gian này sao lại có một người con trai tuấn tú đến như vậy? Ngay cả bọn Lý Hạ bên cạnh cũng không nhìn được mà ghen thi, bởi vì cái này căn bản là không thể nào so sánh được, khoan nói đến vẻ ngoài, riêng về khí chất cũng đều không cùng một trình độ với bọn họ. Cảm ơn đã cho tôi bộ quần áo, chờ một lát, Trần Triệu Dương chắp tay về phía vệ sĩ nói, sau đó cẩn thận quan sát anh ta, xoay người một cái, lập tức ngã mình xuống dưới vách núi. À, đám người Chu Yên Toa vẫn luôn chú ý mọi chuyện bên này, thấy Trần Triệu Dương lại nhảy xuống vực thì nhất thời vô cùng kinh ngạc mà hét lên, nhanh chóng vào tới. Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên anh ta lại nhảy xuống vực thế, đợi khi cả bọn đã chạy tới, Chu Yên Toa mới vội vàng hỏi. Tôi cũng không biết, anh ta nói cảm ơn tôi đã đưa quần áo cho anh ta, sau đó bảo tôi chờ một lát rồi nhảy xuống, vệ sĩ hơi bối rối, đây là tình tiết gì đây? Thật sự quá nằm ngoài dự đoán của anh ta. Đúng rồi, cô chủ, những loại thuốc cô hái lúc trước sợ là của người ưu tú vừa nấy, chỉ bằng trả lại đi, vệ sĩ lại khuyên bảo lần nữa, bởi vì anh ta mơ hồ cảm thấy chuyện này cô chủ nhà mình làm không sáng suốt cho lắm. Tôi bảo này, anh có bị ngốc không? Tôi vất vả lắm mới tìm được nó, là thuốc thần dùng để cứu mạng ông tôi đấy, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Hơn nữa, tên kia trông đẹp thế, đầu óc lại không tốt cho lắm, vách núi cao vậy ngã xuống còn không thành một đống thịt nát à? Sắc mặt Chu Yên Toa lạnh nhạt, sau đó nói. Vách núi cao như vậy, cứ thế nhảy xuống, không phải tên ngốc thì là bệnh tâm thần, Lý Hạ cũng hơi ghen ghét lên tiếng. Anh ta tự nhận bản thân lớn lên cũng vô cùng khôi ngô, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, anh ta lại hoài nghi chính mình thật sự đẹp trai ư. Giờ đây thấy đối thủ của mình tự nhảy xuống vách núi, đương nhiên anh ta cực kỳ vui vẻ. Vì thế lúc này khó tránh khỏi muốn bỏ đá xuống giếng. Cô chủ, người kia chưa chắc chắn là sẽ chết, nếu anh ta trở về thì phải làm sao bây giờ, lúc này vệ sĩ đã thấy hơi lo lắng. Bởi vì vừa nãy đã nhìn thấy Trần Triệu Dương chỉ dùng một chiếc dây leo mỏng đã lấy được quần áo, như vậy thì nhảy xuống vách núi có lẽ sẽ không chết. Nếu anh ta thật sự quay lại, tôi sẽ trả những cây thuốc khác lại cho anh ta, nhưng cây dùng để cứu ông nội tôi thì tuyệt đối không thể. Chu Yên Toa bỗng nghĩ thầm, nếu đối phương thật sự quay về, đó chắc chắn là nhân vật mà mình không thể trêu vào. Nhưng bắt cô ta cam tâm tình nguyện trả lại cây thuốc cổ mà mình vừa tìm được, cô ta quả quyết không thể đồng ý, dù sao nó cũng liên quan đến tình mạng của ông nội mình, còn có cả vận mệnh của nhà họ Chu. Ngay khi họ đang nói chuyện, một bóng người đột nhiên nhảy lên từ đáy vực, sau đó vững vàng đứng trên vách đá treo leo. Thấy Trần Triệu Dương bỗng dưng xuất hiện, tất cả mọi người đều bị dọa sợ giật nảy mình. Họ nghĩ rằng đối phương sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ anh lại dùng cách thức hung hăng đấy để leo lên lại vách núi treo leo. Đây là thù lao cho anh, ngồi xếp bằng đi, tôi giúp anh luyện hóa hiệu lực thuốc. Trần Triệu Dương đi đến trước mặt vệ sĩ kia, sau đó đưa cho anh ta một thứ gì đó màu vàng đất, cất tiếng nói. Tôi, nghe thấy tiếng Trần Triệu Dương, tên vệ sĩ trong phút chốc ngây ngẩn cả người, chỉ là anh ta biết đây có thể là cơ hội của mình, cho nên lập tức ngồi xuống. Trần Triệu Dương thẳng tay nhét thứ màu vàng đó vào trong miệng anh ta. Ở trên còn dính ít bùn đất. Không được nói, Trần Triệu Dương thấy vẻ mặt cay đắng đó của tên vệ sĩ bèn nói, sờ cắm anh a, sau đó võ vào lưng, thứ vàng đất kia cứ thể đi thẳng vào trong bụng. Đừng phân tâm, chú ý tập trung, lúc này Trần Triệu Dương vận chuyển chân khí, bắt đầu giúp anh ta luyện hóa bụi thuốc cổ. Bụi thuốc này cũng đã có hơn 300 năm, chỉ là mọc ở dưới chân vách núi, hoàn toàn không có ai biết, cho dù biết thì hái nó cũng cực kỳ khó khăn. Chẳng lời tí nào, cho nên nó mới mọc lớn như vậy. Tác dụng của bụi thuốc cổ này thật ra là để tăng cường chân khí cho người luyện võ, vệ sĩ này. Chỉ là một người mới bắt đầu luyện,
thuốc cổ như thế đối với anh ta thì 100% chính là thứ tốt. Chỉ là nếu không có động tác đặc biệt luyện chế bụi thuốc đó thành thuốc, ăn sống thì hiệu quả của thuốc chẳng được hấp thu bao nhiêu. Nhờ có Trần Triệu Dương giúp luyện hóa, anh bảo đảm hiệu quả của thuốc sẽ không bị lãng phí dù chỉ một chút. Quan trọng nhất là bên trong cây thuốc cổ đó chứa đựng hiệu lực quá mức khủng bố, nếu không phải có anh ở đây canh giữ, sợ là đã trực tiếp căng nứt kinh mạch và đan điền. Kiên nhãn tí đi, quá trình này sẽ hơi đau đấy, thấy cả người vệ sĩ nổi đầy gân xanh, sắc mặt đỏ lên, còn liều mạng cắn răng, Trần Triệu Dương cất lời an ủi. Vệ sĩ đương nhiên nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, anh ta biết phải chịu chút khổ đau mới là người đứng trên vạn người, cơ hội như thế này có khi cả đời cũng không thể gặp lại lần nữa, cho dù có đau hơn, khổ hơn, nhịn một tí cũng sẽ qua thôi. Những người khác đều rất tò mò nhìn Trần Triệu Dương cùng vệ sĩ, bộ dạng vô cùng thắc mắc khó hiểu. Chỉ có vệ sĩ của Lý Hạ là đầy vẻ ước ao nhìn vệ sĩ của Chu Yên Toa, trong túi của anh ta cũng có quần áo, sao lúc đó không lấy ra cơ chứ? Nếu không thì người được cơ hội đó chính là anh ta. Hiệu lực của thuốc chậm rãi được hấp thu, khí thế trên người vệ sĩ cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Tên vệ sĩ kia trợn to hai mắt, bởi chỉ mới ở đây. Chưa đầy một phút mà thực lực của người này đã đạt tới hậu thiên đại hành, hơn nữa theo cái đà này thì nó vẫn còn đang tăng lên. Anh ta như thế cũng mới chỉ luyện tới hậu thiên đại thành, không ngờ người ta nhanh như vậy đã đuổi kịp chính mình. Hơi thở đột phá của kẻ luyện võ ngày càng lớn mạnh khiến những người khác nhanh chóng lùi về sau, từng người ai nấy đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Võ giả thiên tiên rồi, vừa lúc ấy, một luồng hơi thở khủng khiếp đột ngột kéo đến, khiến những người khác không tự chủ mà lùi về sau vài bước, tên vệ sĩ còn lại cũng khiếp sợ tột cùng. Đây cũng quá không có đạo lý rồi, rốt cuộc tên đó đã được ăn thứ gì? Sao có thể làm cho một võ giả hậu thiên tiểu thành đột phá lên đến võ giả thiên tiên? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời của tên vệ sĩ đó, mọi người đều đưa ra, cuối cùng đành cất tiếng hỏi nhỏ. Lúc này, tên vệ sĩ đó vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ lại vừa oán hận. Anh ta ngưỡng mộ người khác, đố kỵ người khác, còn oán hận là oán hận chính bản thân mình. Ngay lập tức, anh ta kể về độ đáng sợ của võ giải thiên tiên bằng giọng điệu chua chát. Nghe đến đây, mọi người đều đưa ra. Nội tâm Chu Yên Toa vô cùng phức tạp. Theo lý mà nói, năng lực của vệ sĩ của mình tăng lên, cô ta nên vui vẻ mới phải. Nhưng mà nghĩ đến việc bản thân đang giữ đồ của người ta, nếu mà không trả lại, liệu anh có tha cho mình không? Người này tùy ý cũng có thể tạo ra một cao thủ võ giả thiên tiên, vậy bản thân anh phải mạnh đến mức độ nào? Sau khi biết được thực lực hơn người của người trước mặt, bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ. Qua một lúc, sau khi thực lực của tên vệ sĩ đó tăng đến thiên tiên tiểu thành thì dừng lại. Được rồi đó, Trần Triệu Dương thu tay lại, sau đó anh đứng dậy nói với tên vệ sĩ. Đây, lúc này tên vệ sĩ hoảng hốt tột cùng, anh ta không ngờ mình lại nhận được cơ hội hiếm có này. Phải biết rằng, năm nay anh ta sắp 40 tuổi rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất để học võ, vốn dĩ cả đời này chỉ có thể làm một hậu thiên võ giả, ngay. Cả trở thành hậu thiên đại thành cũng chỉ là giấc mộng viển vông. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay chỉ vì một bộ quần áo, anh ta đã trở thành thiên tiên võ giả, trở thành mơ ước của hàng vạn võ giả cấp dưới. Anh ta còn đang nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, đợi đến khi tỉnh lại, tất cả đều trở về như cũ. Chát, chát, tên vệ sĩ tát mạnh vào mặt mình mấy cái, trong phút chốc, hai má truyền đến cảm giác đau đớn, đầu óc cũng như ù đi. Anh bị ngốc à, vừa mới lên võ giả thiên tiên không khống chế được sức mạnh của mình đâu. Chỉ cần dùng lực một chút, có khi anh còn tự đánh vỡ đầu mình đấy. Và đây sẽ là cái chết oan ức nhất trong các võ giả thiên tiên đó. Nhìn thấy hành động của tên vệ sĩ, Trần Triệu Dương cạn lời luôn, tên này đúng là ngớ ngẩn, trong phút chốc anh không nhịn được mà bật cười chế giễu. Cảm ơn anh, chân thành cảm ơn anh, tuy tên vệ sĩ đó nghe được lời của Trần Triệu Dương nhưng anh ta vẫn không thể giấu được sự kích động của mình, ngay lập tức liền quỳ xuống cảm ơn anh. Dưới đầu gối đàn ông có rát vàng, đừng tiện đâu là quỳ đó như vậy, Trần Triệu Dương tùy ý giơ tay một cái. Tên vệ sĩ liền được một lực kéo dậy. Đây là, võ đạo tông sư, mắt thấy Trần Triệu Dương không hề động vào mình mà bản thân cứ thế được nâng lên, tên vệ sĩ trợn tròn hai mắt. Truyền thuyết kể rằng, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể đạt đến chân khí ngoại phóng. Cái gì cơ? Nghe được câu nói của tên vệ sĩ kia, tất cả mọi người lại một lần nữa chết lặng. Vừa rồi bọn họ đã được phổ cập kiến thức đầy đủ,
biết được võ đạo tông sư là người đứng đầu kim tự tháp. Nhưng mà nghe nói, võ đạo tông sư trẻ nhất cũng phải hơn 40 tuổi rồi. Mà người trước mặt này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ tầm khoảng 20 tuổi thôi, không ngờ đã đạt đến võ đạo tông sư, đạp đổ luôn cả tầm hiểu biết của bọn họ. Thật ra chân khí của Trần Triệu Dương vẫn luôn là thiên tiên đại thành, ngay cả thiên tiên đỉnh cũng chưa từng với tới. Nhưng mà vừa rồi sau khi thân thể đột phá, anh phát hiện ra chân khí của mình đã đạt đến ngoại phóng, cũng bởi vì thực lực tăng mạnh, nên sức khống chế ngày càng chuẩn xác, đạt đến chân khí ngoại phóng cũng chẳng phải điều gì khó khăn. Sở dĩ võ đạo tông sư đạt đến chân khí ngoại phóng là do sự lĩnh ngộ của võ đạo tông sư đối với võ đạo, thêm vào đó là sự khống chế tuyệt vời. Tuy rằng chân khí của Trần Triệu Dương không hề đột phá, nhưng điều kiện để đạt đến chân khí ngoại phóng anh đều có sẵn rồi. Còn về hiểu lầm của những người ở đây, Trần Triệu Dương lười giải thích với họ. Anh không cần cảm ơn tôi không được sự cho phép của anh đã làm thực lực của anh tăng lên. Nói ra thì tôi mới là người quá phận, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt kỳ lạ. Đương nhiên là đồng ý, sao tôi lại không đồng ý cơ chứ? Tôi đồng ý 100 lần, đồng ý 1 vạn lần, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tên vệ sĩ ra sức gật đầu. Vậy thì tôi cũng nói thật với anh luôn. Thật ra anh đã ăn phải một loại thuốc cổ có khả năng làm bộc phát tiềm lực, vì vậy thực lực của anh mới đạt tới trình độ này. Như vậy có nghĩa là đợi đến khi thuốc hết tác dụng, thực lực lớn nhất của anh cũng chỉ đạt đến thiên tiên đại thành thôi, muốn tăng thêm e là cả đời cũng không làm được. Dù có như vậy, anh có đồng ý không? Trần Triệu Dương lắc đầu, cuối cùng vẫn thành thật với hắn. Công ơn của anh, Tào Bác này không có gì để báo đáp. Nếu không phải may mắn gặp được anh, thì đừng nói đến cảnh giới thiên tiên. E là ngay cả hậu thiên đại thành tôi cũng chẳng đạt nổi. Có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ anh. Hơn nữa anh cũng nói, thực lực bây giờ của tôi là nhờ nội lực của thuốc cổ, muốn đạt đến thiên tiên đại thành, đối với tôi mà nói, rõ ràng là một giấc mộng viển vông. Lúc này, Tào Bác vô cùng kích động, sự thẳng thắn vô tư của người có ơn với mình khiến anh ta vô cùng khâm phục, đồng thời trong thâm tâm lại càng biết ơn gấp bội. Phải biết rằng, đãi ngộ giữa võ giả thiên tiên và hậu thiên võ giả là một trời một vực, đợi đến khi anh ta đạt được thiên tiên đại thành thì cả đời này cũng không phải lo nghĩ gì nữa rồi. Anh không oán hận tôi là tốt rồi, hai ta coi như hết nợ nhé, Trần Triệu Dương gật đầu, anh biết rõ, nếu mà người này chỉ dựa vào bản thân thì cả đời này cũng đừng mong đạt được thiên tiên. Vậy cũng coi như là, anh cho anh ta một bộ quần áo, giúp anh ta không phải xấu mặt, hơn nữa, dưới vách đá này còn có thuốc cổ phù hợp với hẳn. Anh chỉ là thuận tay thôi. Dù sao thì loại thuốc cổ có thể bộc phát tiềm lực như này, anh cũng không dám tự mình dùng đâu. Nếu đã xong xuôi rồi thì giờ chúng ta lại tính đến mấy món nợ chưa xong nhé. Trần Triệu Dương quét ánh mắt đến đám người Chu Yên Toa, hờ hững nói một câu. Cô gì ơi, có phải cô cầm nhầm thuốc của tôi không nhỉ? Mong cô trả lại cho tôi nhé. Trần Triệu Dương không hề ép uổng ai cả, chỉ bình tĩnh nói. Biết được người thanh niên trước mặt cũng chẳng hơn kém mình bao nhiêu tuổi mà đã có sức mạnh kinh người như vậy, những tính toán trong lòng của Chu Yên Toa đều bay hết. Cô ta hiểu rằng, nếu bản thân còn làm sang làm bậy, chỉ e là anh sẽ trực tiếp đến cướp lại đồ luôn, hơn nữa kết cục của cô ta cũng không hề tốt đẹp. Xin lỗi, tôi không hề biết vật này đã có chủ, thành thật xin lỗi anh, trong lòng Chu Yên Toa đã có quyết định, cô ta vội vàng lấy hộp gỗ trong ba lô ra, để lại trên đất. Nói với gương mặt sợ hãi. Trần Triệu Dương lười không thèm tính toán với người trước mặt, vẫy tay một cái, chân khí liền vây quanh hộp gỗ, sau đó được kéo đến trước mặt anh. Xin anh, cầu xin anh cứu ông nội tôi chỉ cần một gốc trong đó thôi, điều kiện gì cũng được hết. Chu Yên Toa là một cô gái vô cùng thông minh, khi thuốc cổ vẫn chưa được thu lại, cô ta liền quỳ xuống, sau đó giả vờ đáng thương nói. Nghe Chu Yên Toa nói như vậy, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày. Anh cũng không phải là người lương thiện, anh muốn lấy loại thuốc đó, vô cùng đơn giản, nhưng anh không muốn cho một người không có chút quan hệ gì với mình. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không thiếu tiền, vợ tôi đẹp hơn cô rất nhiều, cô nói thử xem, cô có lý do gì đáng để tôi ra tay giúp cô, vẻ mặt Trần Triệu Dương lạnh nhạt, giống như một người qua đường hờ hững. Tôi, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, ánh mắt Chu Yên Toa lập tức lộ ra vẻ khuất nhục. Phải biết rằng, từ nhỏ tới lớn, cô ta luôn được người khác nịnh nọt. Cô ta vẫn cho rằng mình rất xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, bất kỳ người đàn ông nào thấy mình, đều sẽ cam tâm quỳ gối dưới váy mình. Nhưng mà hôm nay, người đàn ông trong truyền thuyết này lại khiến cô ta lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là thất bại.
hoàn cảnh gia đình, vẻ đẹp, những thứ mà cô ta lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt người đàn ông này lại giống như mây trôi. Đúng vậy, cô ta còn có gì để thuyết phục đối phương chứ? Này, sao anh có thể làm vậy chứ? Vừa rồi anh có thể vì một bộ quần áo mà khiến một người xa lạ, không hề quen biết trở thành cao thủ. Bây giờ tùy anh đưa ra điều kiện, sao anh lại thấy chết không cứu như vậy chứ? Hàn Quân Quân thấy chị em của mình bị nói như vậy, lập tức có chút tức giận. Tôi tự nguyện, Trần Triệu Dương tùy ý nhìn Hàn Quân Quân, sau đó lạnh nhạt phun ra ba chữ ấy. Đương nhiên anh thấy được, Hàn Quân Quân này vô cùng ngây thơ, nhưng Chu Yên Toa lại không như thế. Mặc dù vừa rồi anh còn đang tu luyện, nhưng lại nhìn rõ từng hành động của Chu Yên Toa, đây cũng là lý do vì sao anh không muốn cứu người. Anh, Hàn Quân Quân bị chọc tức, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương. Nơi này rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây đi, Trần Triệu Dương thu lại thuốc của mình rồi đi xuống núi. Anh đứng lại đó, anh không được đi, Hàn Quân Quân là bạn thân của Chu Yên Toa, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hy vọng của nhà họ Chu tan biến được, cô ấy chắn trước mặt Trần Triệu Dương, tức giận nói. Tránh ra, mặc dù Trần Triệu Dương không ghét Hàn Quân Quân, nhưng mà, điệu bộ này của đối phương lại khiến anh hơi phản cảm, lạnh lùng nói. Thế này đi, anh muốn gì, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, dù Chu Yên Toa hơi ba sợ Trần Triệu Dương, nhưng nhìn thấy chị em tốt của mình cũng đã thay mình tiến lên, đương nhiên cô ta không thể nấp phía sau được. Được thôi, chỉ cần các người có thể tìm được thông tin về một món đồ, tôi sẽ giao bụi thảo dược này cho các người. Đột nhiên Trần Triệu Dương nghĩ đến mình vẫn luôn đi tìm hộp cơ quan, bên trong đó có thể có đồ tốt, có thể dùng được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bản đồ kho báu trong đó. Là thứ gì? Nghe Trần Triệu Dương nói, Chu Yên Toa lập tức lên tinh thần, vội vàng hỏi. Tôi cũng không biết miêu tả thế nào, thế này đi, sau khi xuống núi, tôi sẽ gửi ảnh cho cô tìm giúp tôi, nếu tìm được, chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện, Trần Triệu Dương suy nghĩ chốc lát rồi nói. Bởi vì trên núi không có tín hiệu nên Trần Triệu Dương căn bản không mang theo điện thoại, mà đặt ở trong xe. Được, không thành vấn đề, nghe những lời cuối cùng của Trần Triệu Dương, Chu Yên Toa lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, gật đầu liên tục. Đừng đồng ý nhanh thế, mặc dù thứ đó không hiếm, nhưng lại khó tìm, Trần Triệu Dương cũng không coi trọng cô ta, dù sao thì mới có mấy ngày, anh cũng đã tìm được hai hộp cơ quan rồi. Mà tác dụng của hai hộp cơ quan này đối với anh là không thể nghi ngờ. Hai lần anh hoàn thành kỳ tôi luyện thân thể là nhờ có linh dược bên trong hai hộp cơ quan này, nếu như không có hai lần tôi luyện này, chỉ e anh không thể nào đạt đến trình độ bây giờ. Mà chủ yếu nhất là không có cơ thể mạnh mẽ thì trong trận đấu với Vân Hạn Lâm, có lẽ anh đã thất bại thảm hại rồi. Vậy nên, anh sẽ huy động tất cả thế lực có liên quan tới mình để đi tìm tung tích nó. Bởi vì thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh nên năm người bọn họ cũng chỉ yên lặng đi theo sau Trần Triệu Dương. Không ai dám tùy tiện nói chuyện. Có Trần Triệu Dương đi trước mở đường, bọn họ rất nhanh tiến về phía trước, đến khi mặt trời sắp lặn thì đã đến chân núi. Đến nơi Trần Triệu Dương giấu xe, phát hiện xe vẫn còn ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc giấu xe, anh cảm thấy việc mình lái một chiếc xe tốt đến đây chính là một lựa chọn sai lầm, thật may không ai phát hiện, nếu không đã có chuyện rồi. Lên xe lấy điện thoại ra, Trần Triệu Dương đưa bức ảnh về hộp cơ quan cho Chu Yên Toa xem. Tôi từng thấy thứ này, ở trong phòng ông nội tôi, điều khiến Trần Triệu Dương kích động là khi anh đưa ảnh cho Chu Yên Toa xem, đột nhiên cô ta chỉ vào bức ảnh, sợ hãi kêu lên. Cô chắc chắn là từng thấy chứ, mặt Trần Triệu Dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh không ngờ mình chỉ làm bừa mà lại có được thu hoạch như vậy. Hình như thế, tôi nhớ lúc nhỏ tôi từng thấy thứ này, nhưng sau đó không thấy lại nữa, nên tôi cũng không chắc lắm, Chu Yên Toa nhớ mang máng nói. Nếu anh tin tưởng tôi thì hãy đưa thuốc cho tôi trước, sau khi cứu ông nội tôi hỏi ông thì sẽ biết, Chu Yên Toa nghĩ ngợi rồi mở miệng đề nghị. Nói cho tôi biết tình trạng của ông nội cô đi, Trần Triệu Dương từ chối cho ý kiến, nói sang chuyện khác. Sau đó, Chu Yên Toa nói về tình trạng của ông nội mình một lần, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương đầy mong đợi. Không ngờ thân phận của Chu Yên Toa cũng lớn như vậy, là con cháu nhà họ Chu ở Hương Giang. Ở nơi này... Nhà họ Chu này có thể nói là dòng họ lớn hiển hách một thời. Tổ tiên nhà họ Chu có hai người từng đạt Thái Bình Thân Sĩ, lại được thụ phong Anh Luân Tước Sĩ, nhà bọn họ chính là một trong bốn gia tộc lớn ở Hương Giang. Nếu vậy thì bụi thảo dược này không giúp ích được nhiều trong việc chữa bệnh cho ông nội cô.
cô đưa cho tôi một bình ngọc đi. Sau khi nghe xong, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói. Ý của anh là, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Chu Yên Toa vừa ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh lấy một bình ngọc mang tới, vừa nghi ngờ hỏi anh. Chờ đi, Trần Triệu Dương nhận bình ngọc, sau đó đi tới phía sau xe, dùng xe ngăn tầm mắt của bọn họ. Chưa tới 10 phút, Trần Triệu Dương đã quay trở lại, đưa bình ngọc trong tay cho Chu Yên Toa. Uống loại thuốc này vào, bệnh của ông nội cô sẽ dần khỏi, Trần Triệu Dương bình tĩnh nói. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, nhất thời Chu Yên Toa ngây ngẩn, cô ta không ngờ Trần Triệu Dương muốn bình ngọc lại vì điều này. 10 phút, không biết từ đâu mang ra một chai thuốc, đổi lại là người khác, e rằng không thể tin được. Sao thế, không tin à, thấy vẻ do dự của Chu Yên Toa, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, nếu không phải vì tìm hộp cơ quan, anh cũng lười quan tâm cô ta. Tin chứ, tôi bằng lòng tin tưởng anh, thấy Trần Triệu Dương như vậy, Chu Yên Toa vội vàng nhận lấy bình ngọc. Không ngừng gật đầu. Nhớ kỹ, đợi khi nào cụ ông nhà các người khỏe hơn rồi thì hãy đưa hộp cơ quan đến chỗ tôi. Nếu như không tìm thấy tôi thì hãy đưa đến Hồ Lộc Minh ở thành phố Nam Hải, tên tôi là Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương gật đầu một cái, sau đó chui vào trong khởi động xe, chạy ra khỏi núi. Sau khi Trần Triệu Dương đã rời đi, 5 người còn lại ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Chu Yên Toa vừa bị dọa cho sợ mất mật. Yên Toa, ở nhà cậu thật sự có thứ đồ mà anh Trần Triệu Dương kia cần sao? Hàn Quân Quân không nhịn được mà mở miệng hỏi. Tớ chỉ thuận miệng nói một câu như thế mà thôi, dù sao thì bây giờ thuốc cũng đã ở trong tay tớ rồi, chẳng lẽ anh ta thật sự muốn chạy đến Hương Giang để tìm tớ gây sự sao? Tớ muốn xem thử anh A có dám hay không đấy, Chu Yên Toa nghe Hàn Quân Quân nói vậy thì lập tức nhếch miệng, ngang ngược nói. Yên Toa, sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Cậu làm thế là lừa gạt người khác đấy. Hàn Quân Quân nghe bạn thân của mình nói vậy thì lập tức lo lắng. Tào Bác cũng có vẻ không được vui cho lắm, mặc dù Chu Yên Toa từng là chủ cũ của mình, nhưng mà Trần Triệu Dương lại có ơn tái sinh, anh đã hoàn toàn thay đổi nửa cuộc đời còn lại của anh ta. Cho nên, đối với hành vi lừa gạt người khác như vậy của Chu Yên Toa, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Quân Quân à, cậu lo cái gì thế? Đợi đến khi anh ta đến Hương Giang tìm tớ thì tớ cứ tùy tiện làm cho anh ta một cái hộp nào đấy không khác cái hộp kia lắm là được rồi, dù sao thì tớ cũng đâu biết rốt cuộc thứ anh ta nói là cái gì. Tớ chỉ nói là tớ từng nhìn thấy thứ như vậy mà thôi, tớ cũng không nói đó nhất định là thứ anh ta muốn tìm, Chu Yên Toa ngang ngược không thèm nói lý đáp. Yên Toa, cậu nghĩ một chút đi, thực lực của anh chàng Trần Triệu Dương này sâu không lường được, mà anh ta còn có thể tiện tay gọi ra một cao thủ như thế. Vậy chắc chắn người dưới trướng anh A cũng có sức mạnh rất phi thường, tớ cảm thấy lừa gạt anh ta là một việc không hề thông minh chút nào, Hàn Quân Quân lo lắng nói. Hừ, cho dù anh ta có mạnh hơn nữa thì thế nào? Chẳng lẽ nhà họ Chu tớ lại không có võ đạo tông sư nào sao? Nếu như anh ta dám đến Hương Giang gây sự thì tớ nhất định sẽ cho anh ta biết thế nào là nhà họ Chu ở Hương Giang, Chu Yên Toa cực kỳ ngạo nghễ nói. Đúng vậy, anh ta chỉ là một tên nhà quê ở trong nước. Nếu như đến Hương Giang chẳng phải sẽ sợ đến mức choáng váng sao? Lý Hạ đứng ở bên cạnh chính là một con chó chuyên vẫy đuôi đi theo sau Chu Yên Toa, nghe Chu Yên Toa nói vậy thì vội vàng đồng ý, nịnh nọt cô ta. Thế, nhưng mà, Hàn Quân Quân còn định nói gì đó, nhưng lại bị Chu Yên Toa cắt ngang. Thôi, Quân Quân à, cậu đừng nói nữa, tớ không thể về trễ thêm nữa được đâu, ông nội tớ vẫn còn đang chờ tớ cầm thuốc này về cứu ông. Mặc dù không biết thứ thuốc mà Trần Triệu Dương đưa cho tớ có tác dụng hay không, nhưng vì thực lực mạnh đến đáng sợ đó của anh ta, tớ sẽ tin anh ta một lần, Chu Yên Toa cắt lời Hàn Quân Quân, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Đối với hành động này của cô bạn thân, mặc dù Hàn Quân Quân không đồng ý nhưng mà cô ấy cũng không thể can thiệp vào được. Trên sân này ngoại trừ 3 người bọn họ, còn lại 2 vệ sĩ khác cũng khít mũi coi thường hành động này của Chu Yên Toa. Chu Yên Toa này đang chơi đùa với lửa rồi. Thêm vào đó, bọn họ cũng có dự cảm, chỉ sợ là cả nhà họ Chu sẽ bị cô gái ngu xuẩn Chu Yên Toa này liên lụy. Dù sao thì tông sư cũng không thể bị sỉ nhục được. Nhất là người trẻ tuổi như Trần Triệu Dương, thanh niên dễ nóng tính, chắc chắn sẽ không chỉ nói mấy câu thôi là xong chuyện. Có lẽ để đến khi Trần tông sư tự mình tìm đến cửa, Chu Yên Toa mới biết được hành động này của cô ta sai lầm tới mức nào. Chỉ có điều, bây giờ có thuyết phục cô ta cũng vô dụng, với tính cách đỏng đảnh. Bảo thủ và nóng như lửa đó của cô ta, chắc chắn sẽ không chịu nghe ý kiến của bọn họ. Trần Triệu Dương rời khỏi nơi đó cũng không lo lắng gì nhiều, loại thuốc đó là do chính tay anh điều chế ra,
đối với anh mà nói chuyện đó không có gì khó khăn cả. Nếu như có thể lấy được một cái hộp cơ quan từ nhà họ Chu thì chắc chắn là có lời. Mặc dù anh không thèm để ý đến mấy thứ như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có tư cách để dựa dẫm vào anh. Đến khi tới một nơi có tín hiệu, điện thoại của Trần Triệu Dương lập tức điên cuồng vang lên, một đống tin nhắn được gửi tới, cùng với cả những cuộc gọi nhỡ. Trần Triệu Dương kiểm tra một lát, đại đa số đều là của Nam Cung Yến, có một số cái của Tằng Kim Lai và Tật Phong. Lúc này, Trần Triệu Dương mới gọi điện thoại về cho Nam Cung Yến, nói rõ tình hình hiện tại của mình, rồi lái xe về thẳng biệt thự. Khi Trần Triệu Dương về đến nơi thì trời đã tối, còn đám người Nam Cung Yến đã đợi anh ở biệt thự từ lâu. Lúc bước chân qua cổng lớn, Trần Triệu Dương lập tức nở nụ cười. Mấy tên này đang muốn để mình thử khả năng phòng thủ của biệt thự này sao? Chỉ mới mất thời gian một ngày thôi mà phòng ngự của nơi này đã trở nên vô cùng kiên cố, bên trong còn được kết hợp với thuật cơ quan của Mạc Uyên, cùng với các loại bẫy dập phòng ngự hiện đại do nhóm Tật Phong bố trí. Nếu như có người lạ xông vào, cho dù người đó có là võ giả thiên tiên mà cơ thể không có sức chống đỡ đủ để vượt qua chỗ này, thì sợ là cũng khó mà vào được bên trong. Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu của mình để quét qua một lượt, lập tức tìm ra được một con đường tắt để vào trong biệt thự. Qua, đại ca bị điên à, lại còn đi thẳng vào chứ, xe của Trần Triệu Dương vừa mới tới, đám người bên trong đã nhìn thấy được qua camera giám sát. Khi bọn họ thấy Trần Triệu Dương cứ như vậy mà đi thẳng vào trong, ai nấy đều sợ hãi nói. Mấy người các cậu, nếu các cậu khiến anh ấy bị thương thì cứ chờ xem tôi xử lý các cậu thế nào đi, mặc dù Nam Cung Yến rất tin tưởng vào năng lực của Trần Triệu Dương, nhưng mà cô cũng tận mắt thấy được bọn họ bố trí căn biệt thự này như thế nào. Sau khi quan sát phương pháp bố trí phòng ngự của bọn họ, cô còn âm thầm nghĩ, phòng ngự như thế này thì ai xông vào được nữa chứ? Cho nên khi thấy Trần Triệu Dương cứ như vậy mà đi vào, cô lập tức cảm thấy lo lắng. Chị yên tâm đi, đại ca như thế nào em biết mà. Nếu như không chắc chắn thì đại ca sẽ không ngang nhiên đi vào như thế đâu, Tật Phong lập tức mở miệng nói trước. Những người khác không nói gì, nhưng đều đồng ý với Tật Phong. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Trần Triệu Dương bước từng bước đi vào trong biệt thự, tốc độ rất nhanh, giống như anh đang dạo phố vậy. Có những lúc, chỉ lệch một chút xíu thôi là động đến cơ quan rồi, nhưng Trần Triệu Dương lại có thể né tránh được, khiến cho tinh thần của những người trong phòng đều căng như dây đàn. Nhìn đến cuối cùng, bọn họ thậm chí còn có một ý nghĩ mãnh liệt, đó chính là Trần Triệu Dương sẽ khởi động phải một cơ quan nào đó, ít nhất điều đó cũng có nghĩa là cơ quan của bọn họ không được nhanh nhạy hoặc đã thất bại. Tôi tới rồi, khi bọn họ còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, Trần Triệu Dương vẫy tay với cái cây, cười nói. Quá phách lối, thế này là đang sỉ nhục chúng ta đấy, Hắc Kiện nhìn thấy vậy thì tức giận. Hay, chúng ta nên nghĩ đến kết quả này từ lâu rồi mới phải. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta là học được từ đại ca, nếu như có thể dễ dàng tính kế đại ca được như vậy thì anh ấy cũng chẳng phải là đại ca của chúng ta rồi. Tật Phong ở bên cạnh cũng có vẻ nản lòng, nhưng lại tỏ vẻ lẽ ra là như thế. Sau khi Trần Triệu Dương nói với bọn họ câu đó xong, đột nhiên tăng tốc, chỉ trong giây lát đã tới trước cửa căn biệt thự. Tới đây rồi còn muốn bẫy tôi à, lúc đầu Trần Triệu Dương còn định đưa tay đẩy cửa luôn, nhưng sau đó anh rụt tay lại, cười tủm tỉm ngẩng đầu. Nhìn lên trên cánh cửa chỗ đỉnh đầu của mình, nói. Trần Triệu Dương lưu chuyển một luồng chân khí trong cơ thể, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt đứt then cài cửa, đồng thời nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Kết thúc rồi, đến cả một trò đùa dai thôi mà cũng thất bại, bỏ đi, khi nhìn thấy Trần Triệu Dương bước vào sau cánh cửa biệt thự, bọn họ cảm thấy một trận thất bại. Bận rộn bố trí tầng như vậy, kết quả cũng không có chút tác dụng gì với anh. Thấy nhóm người ủ rũ cúi đầu, Trần Triệu Dương không nhịn được mà nở nụ cười. Sao bây giờ anh mới trở về? Gọi điện thoại cũng không nghe máy, em còn tưởng rằng anh mất tích đấy. Nam Cung Yến nhanh chóng chạy đến trước mặt Trần Triệu Dương, tức giận nói. Xin lỗi bà xã, đã khiến em lo lắng rồi. Nhìn bộ dạng tức giận của Nam Cung Yến, trong lòng Trần Triệu Dương dâng lên một ngọn lửa, nhất là cái miệng nhỏ nhắn đang chu chu ra kia, làm cho anh bị kích thích không thôi. Trần Triệu Dương nhanh chóng kéo cô vào lòng. Tình cảm nồng nàn nhìn cô. Hôn một cái, hôn một cái. Thấy một màn trước mắt, đám người Tật Phong hưng phấn hét ầm lên, hơn nữa còn bắt đầu ồn ào. Ôi chao, anh làm cái gì vậy? Ở đây còn có nhiều người đang nhìn đấy. Bị Trần Triệu Dương ôm vào lòng, Nam Cung Yến vốn dĩ có chút ý loạn tình mê, nhưng bị đám người kia làm ồn ào, nhất thời xấu hổ, nhanh chóng chạy lên tầng.
không chỉnh đốn lại mấy người một chút thì tôi thật không cam lòng, nhìn món ngon đến miệng bỗng chốc không cánh mà bay, Trần Triệu Dương đen mặt, hung ác trừng mắt nhìn đám người kia. Đại ca, bố trí của bọn em thực sự rất kém cỏi sao, Hắc Kiện có chút không cam lòng hỏi Trần Triệu Dương. Không phải rất kém cỏi, chỉ là gặp phải tôi mà thôi, lần này, anh cũng không tính sẽ thực sự đánh bọn họ. Nghe được Trần Triệu Dương nói như vậy, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, mọi cố gắng của bọn họ đều không phải là uổng phí. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chỗ sơ hở, đi theo tôi sẽ chỉ ra cho các cậu xem, Trần Triệu Dương túm mấy người bọn họ ra ngoài sân. Nói cho bọn họ về những sơ hở trong bố trí, bao gồm cả thuật cơ quan của Mạc Uyên. Đối với ý kiến của Trần Triệu Dương, bọn họ đều thực sự chú ý lắng nghe. Sau đó, Trần Triệu Dương phạt bọn họ ra ngoài chạy bộ, không chạy đến khi nào kiệt sức thì không được dừng. Khi tất cả đều đã ra ngoài, biệt thự mới trở nên yên tĩnh. Trần Triệu Dương, trận quyết đấu ngày kia, anh có tự tin không? Nam Cung Yến có chút lo lắng nhìn Trần Triệu Dương. Hai ngày nay cô cũng đã làm một số việc, hỏi thăm một chút tin tức về Lữ Đại Vĩ, biết được thực lực của người này đã đạt tới võ đạo tông sư. Hơn nữa, phía sau còn có Thiết Quyền Tông chống lưng, chẳng may người của Thiết Quyền Tông cũng xuất hiện, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên là không thành vấn đề, Lữ Đại Vĩ kia chính là dùng thuốc để đạt tới võ đạo tông sư, nghiêm khắc mà nói, chỉ sợ ngay cả một tiên thiên đỉnh cấp võ giả cũng có thể đánh bại ông ta, Trần Triệu Dương cười nhạo. Nếu không phải Lữ Đại Vĩ còn nói đến quy tắc gì đó, anh đã ngay lập tức đập chết ông ta. Thật vậy sao, nhưng anh mới chỉ là tiên thiên đại thành, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến bĩu môi, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Ha ha, cho dù anh mới chỉ là tiên thiên đại thành, nhưng cũng có thể một đấm đập chết ông ta, Trần Triệu Dương cười lớn, ôm lấy Nam Cung Yến, đắc ý nói. Chỉ biết khoe khoang, đối với cái ôm của Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến chỉ hơi vùng vẫy một chút rồi cũng không giấy giụa nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bỗng chốc trở nên im lặng, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này. Bầu không khí trong phòng dần trở nên mập mờ, nhịp tim Trần Triệu Dương bắt đầu tăng tốc, đồng thời, anh cũng cảm nhận được Nam Cung Yến lúc này đang vô cùng thẹn thùng. Trong cơn xúc động, Trần Triệu Dương không nhịn được mà cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào kia, thậm chí còn tham lam tiến vào. Cảm xúc của hai người càng lúc càng trở nên kích động, Trần Triệu Dương rất nhanh liền muốn tiến sâu vào bên trong thân thể Nam Cung Yến. Bịch! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trực tiếp đánh thức hai người bọn họ. Em về phòng nghỉ ngơi trước, khuôn mặt Nam Cung Yến lập tức đỏ bừng, đẩy Trần Triệu Dương ra rồi nhanh chóng chạy lên tầng. Trần Triệu Dương vẻ mặt mông lung, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc này, Tật Phong là người đầu tiên vọt vào cửa biệt thự. Khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Trần Triệu Dương, trong lòng cậu ta liền giật mình, lập tức muốn phi thẳng ra ngoài, kết quả lại bị các anh em đi phía sau chặn lại. Xem ra hình phạt hôm nay quá dễ dàng, tôi cảm thấy khả năng thực chiến của các cậu vẫn còn hơi kém một chút, tối nay, tôi sẽ huấn luyện cho các cậu, Trần Triệu Dương vẻ mặt âm trầm nhìn, sau đó bước về phía bọn họ. Chạy mau, mặc dù không biết tại sao Trần Triệu Dương đột nhiên phát điên cái gì, nhưng bọn họ biết, còn không chạy đi. Tiếp theo số phận của bọn họ sẽ rất bi thảm. Quả nhiên, mới chỉ vài phút trôi qua, bên ngoài biệt thự đã vang lên từng đợt âm thanh kêu la thảm thiết. Nam Cung Yến, Tuyên Hoàng cùng Julian nghi hoặc nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra Trần Triệu Dương đang đánh nhau cùng đám người trong đội. Nói chính xác hơn là bọn họ đang bị đánh, điều này làm cho ba người không khỏi buồn cười, một màn này thật sự rất khôi hài, một đám đàn ông cao. Lớn bị đuổi đánh đến mức kêu la thảm thiết. Đương nhiên chỉ có Nam Cung Yến biết lý do tại sao Trần Triệu Dương lại buồn bực như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Triệu Dương còn chưa xuống tầng đã nghe thấy tiếng hò hét của đám người Tật Phong từ ngoài ban công vọng lại, chỉ thấy bọn họ đang dạy Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng chiến đấu. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của bọn Tật Phong, vẫn đủ khả năng để dạy cho đám người Nam Cung Yến. Mặc dù thực lực võ đạo của hai người các cô cao hơn đám Tật Phong nhưng căn bản vẫn không đấu lại họ. Xem ra, trưởng thành hơn không chỉ có mình anh, Nam Cung Yến cùng Tuyên Hoàng đều khao khát tiến bộ, các cô không hy vọng bản thân trở thành trói buộc, ở thời điểm mấu chốt làm liên lụy đến anh. Đại ca dậy rồi, mau đến đây, Tật Phong vốn đang chiến đấu cùng Nam Cung Yến, nhìn thấy Trần Triệu Dương ở ban công tầng 2 liền vui mừng hét lên. Cậu ta thật sự không dám đánh nhau cùng Nam Cung Yến, điều này có chút khó xử. Được rồi, đừng ầm nữa,
hôm nay tôi muốn đi một chuyến đến chợ buôn bán thuốc, mọi người ở nhà chăm chỉ luyện tập, khi trở về sẽ có bất ngờ cho các cậu. Trần Triệu Dương nghĩ đến những chuyện lạ ở chợ buôn bán thuốc, bản thân cũng có một vài suy đoán. E rằng kẻ đứng sau chính là Thiết Quyền Tông, dù sao Thiết Quyền Tông cũng cần một lượng lớn thuốc để rèn luyện nắm đấm như thép của mình, mà nơi thuận tiện nhất để tìm kiếm thuốc chính là chợ buôn bán thuốc này. Lúc trước, khi giao đấu với người của Thiết Quyền Tông, anh đã nhìn thấy trên cánh tay của bọn họ có một ấn ký, nhưng anh không biết đó có phải là ấn ký mà chủ tiệm dược Hợp Cư nói đến hay không. Những người của Thiết Quyền Tông kia đã bị mình giết chết, sợ rằng trong tháng này sẽ không có người Thiết Quyền Tông đến chợ buôn bán thuốc để thu mua, anh tin tưởng thu hoạch hôm nay sẽ tương đối tốt. Anh chuẩn bị hôm nay gom đủ các loại thuốc xong sẽ bắt đầu chế tạo đan dược. Từ khi lấy được cái lò thuốc kia ở Kỳ Môn Sơn, nó vẫn chưa được dùng tới. Anh cũng muốn thử xem mình có thể chế tạo ra được đan dược gì không. Trước kia nhìn thấy bên trong kho báu của Kỳ Môn Sơn có đan dược. Đan dược này dễ mang theo hơn là thuốc nước, hơn nữa, tác dụng của thuốc sẽ không mất đi quá nhiều. Nếu chỉ dùng những thứ thuốc cổ này để chế tạo thuốc nước thì khó tránh khỏi có chút lãng phí. Sau khi dặn dò mấy người Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương trực tiếp tới chợ buôn bán thuốc cùng với Tăng Kim Lai. Khi đến chợ, Trần Triệu Dương chạy thẳng tới Dược Hợp Cư, anh muốn xem có phải chợ buôn bán dược liệu của Thiết Quyền Tông như lời đồn hay không. Quả nhiên, đến Dược Hợp Cư, Trần Triệu Dương phát hiện, ở đây không thiếu một vị thuốc cổ nào. Điều này khiến Trần Triệu Dương thêm phần khẳng định suy đoán của mình. Sao các người lại tới đây? Đã nói rồi, tôi sẽ không bán vị thuốc cổ kia cho các người, cũng không bán cho người ở trên con phố này. Các người đi mau đi, đừng có rước họa vào thân. Chủ tiệm nhìn thấy Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai, nhanh chóng tiến lên khuyên. Ông chủ, tôi tới đây chỉ muốn hỏi ông, có phải hôm qua không có ai tới lấy thuốc của ông không? Trần Triệu Dương cười híp mắt hỏi chủ tiệm. Cậu, sao cậu biết được, cậu hỏi tiệm khác sao? Có lẽ người đó bận nên không tới được, chủ tiệm hơi ngạc nhiên, nói. Ông chủ, ông nhìn xem, có phải là loại ký hiệu kiểu hình vẽ này không? Trần Triệu Dương tiện tay cầm lấy tờ giấy chủ tiệm dùng để ghi chép, vẽ một hình vẽ rồi đưa cho ông ta xem. Đúng vậy, chính là ký hiệu này. Tôi nhớ tôi không hề nói với các cậu mà, chủ tiệm càng nghi ngờ, nhưng mà, ông ta cũng không đuổi người đi. Bởi vì ông ta muốn biết, vì sao hai người này lại muốn nghe ngóng chuyện đó. Vậy thì đúng rồi, được rồi, ông chủ, ông lấy hết mấy vị thuốc cổ ông có ra đi, nhân tiện gọi cho chủ những cửa hàng ông biết, nói là tôi cần những vị thuốc đó, Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, nói. Này cậu, lão già đây đã nói rồi, không thể bán cho cậu những vị thuốc cổ này được. Nếu tôi bán cho các cậu, chỉ sợ tôi sẽ gặp họa mất, chủ tiệm nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, lập tức đau đớn nói. Ông chủ, sao ông có thể cả đời thông minh lại nhất thời hồ đồ như vậy chứ? Ông nghĩ đi, nếu những người đó muốn tới, sợ rằng trước tiên không phải giận cá chém thớt với ông, mà là muốn điều tra tung tích của những vị thuốc cổ này. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không tìm thấy được ở chỗ ông. Dù sao, nhiều cửa hàng bán thuốc cho tôi như vậy, cho dù gặp phiền toái, thì ông cũng sẽ không bị liên lụy. Trần Triệu Dương phân tích từng chút suy nghĩ của mình cho chủ tiệm nghe. Nghe Trần Triệu Dương nói, ông ta hơi ngây ngẩn, nhưng vẻ mặt đã lộ rõ sự do dự. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trong tháng này, những người đó sẽ không tới đâu, Trần Triệu Dương khẳng định chắc nịch. Mặc dù ông chủ đó muốn nghe xem vì sao cậu thanh niên này lại nói như vậy. Nhưng Trần Triệu Dương lại không nói nữa nên ông ta chỉ có thể từ bỏ. Cậu à, cậu nói những chuyện này vì muốn chúng tôi bán thuốc cho cậu sao? Chủ tiệm do dự, hỏi lại. Đương nhiên rồi. Nếu không tôi nói nhiều như vậy với ông làm gì chứ, Trần Triệu Dương không nhịn được liếc mắt, nói. Nhưng mà, cậu à, có lẽ cậu không hiểu thực lực của những người đó, bọn họ không dễ chọc đâu. Nếu cậu chọc vào bọn họ, sẽ gặp nhiều phiền phức đấy, chủ tiệm có chút thiện ý nhắc nhở. Ông chủ, ông không cần quan tâm chuyện đó, tôi có thể đối phó được. Ông bảo mấy ông bạn của ông mang thuốc tới đi, tôi sẽ không để họ phải chịu thiệt, Trần Triệu Dương dửng dưng nói. Được. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không cần lo lắng cho cậu nữa, tôi đi gọi điện thoại, lúc này chủ tiệm mới gọi cho chủ những cửa hàng mình quen, có mấy người còn chưa hồi phục sức khỏe, nhưng ông ta vẫn trực tiếp gọi tới. Khoảng 30 phút sau, có mười mấy chủ tiệm đi tới, trong tay mỗi người đều xách một hòm thuốc. Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn qua, lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bởi vì trong những hòm thuốc mà những người này mang tới, không chỉ đơn giản có thuốc cổ, còn có hai bụi linh dược 500 năm.
Linh dược là thứ có thể gặp không thể cầu, không ngờ lần này lại nhẹ nhàng như vậy. Sau đó, ông chủ dược hợp cư giải thích chuyện này với những ông chủ khác. Những người này hơi sợ, trực tiếp rút lui, mà Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản. Dù sao cũng là đồ của người ta, không thể khua môi múa mép ép người ta bán được. Cũng may, mấy chủ tiệm rút lui không phải những người mang theo linh dược. Điều này giúp Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Không nói đến giá tiền, mặc dù Trần Triệu Dương không thiếu tiền, nhưng anh cũng không phải loại người tiêu tiền như rác. Lần này anh để Tăng Kim Lai nói chuyện, tin rằng dựa vào thực lực của Tăng Kim Lai, mình sẽ không phải thiệt thòi. Quả nhiên, sau khi Tăng Kim Lai nói xong, Trần Triệu Dương trả tiền. Tổng cộng có 20 bụi thuốc cổ, 2 bụi linh dược, nhưng lại tiêu không đến 100 triệu. Trần Triệu Dương rất vui, những linh dược và thuốc cổ này hoàn toàn có thể giúp toàn bộ kỹ năng của thuộc hạ mình tăng lên. Sau đó, Trần Triệu Dương đưa phương thức liên lạc và địa chỉ của mình cho những ông chủ kia. Dù sao, nếu người của Thiết Quyền Tông tới, bọn họ cũng phải có lời giải thích, đương nhiên, đây là chuyện Trần Triệu Dương đồng ý với bọn họ. Tiếp nữa, Trần Triệu Dương lại mua một ít thuốc bào chế để chế tạo đan dược. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, anh và Tăng Kim Lai mới rời đi. Trở về biệt thự, Trần Triệu Dương không nói thêm điều gì với mọi người, trực tiếp giam mình trong phòng, bắt đầu lần chế tạo đan dược đầu tiên. Trong những thứ Trần Triệu Dương học từ nhỏ đến lớn có thuật chế thuốc, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Bây giờ đã anh chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ còn thiếu tạo nữa thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trần Triệu Dương thử điều chế đan dược, đương nhiên sẽ không mang thuốc cổ hoặc linh dược ra thử, mà mang chút dược liệu thông thường thử trước. Dựa vào trí nhớ của mình, Trần Triệu Dương từng bước tập trung tinh thần vào dược liệu, đồng thời, tay còn lại bắt đầu dùng chân khí đốt lò. Sau khi Trần Triệu Dương thả một ít dược liệu vào lò thuốc, những dược liệu kia trực tiếp hóa thành một chút tinh chất, không ngừng lăn qua lăn lại trong lò. Trần Triệu Dương đưa những dược liệu kia vào lò theo thứ tự. Rất nhanh, chỉ còn lại vị thuốc cuối cùng, Trần Triệu Dương ném nó vào lò. Lò thuốc vốn đang yên tĩnh, lúc này lại như đang sôi trào, phun ra hơi nóng kinh khủng. Trần Triệu Dương trực tiếp dùng chân khí đè ép tinh chất đang sôi trào đó xuống. Nhưng mà, Trần Triệu Dương biết được, có lẽ cái này chỉ trị bệnh bên ngoài mà không trị khỏi hẳn bên trong. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trần Triệu Dương vừa khống chế chân khí muốn đứt đoạn của mình, vừa nhanh chóng nhớ lại quá trình thả dược liệu vào. Đúng rồi, dược tính xung đột, phải tìm một vị thuốc làm cân bằng sự xung đột này của các loại dược liệu đúng không? Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi, rốt cuộc hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Ánh mắt anh bắt đầu tìm kiếm từ đống thuốc trên bàn. Tìm được rồi, hoa không u, Trần Triệu Dương nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu trắng, nhụy hoa màu đen, lập tức thở phào một hơi, lúc này mới hái bông hoa kia, bỏ vào trong lò thuốc. Sau khi bỏ hoa không u vào, dung dịch thuốc tỉnh túy đang sôi trào dừng lại trong nháy mắt, dưới sự khống chế của chân khí Trần Triệu Dương, nó bắt đầu chậm rãi hòa vào nhau. Nhìn thấy vậy, một tay Trần Triệu Dương điều khiển lò thuốc, một tay khác lau mồ hôi trên trán. Luyện thuốc thất bại thì không sao, nhưng nếu không khống chế dung dịch thuốc cho tốt, sẽ rất dễ xuất hiện tình huống nổ lò, vất vả lắm mới tìm ra được một lò thuốc như vậy, nếu mà nổ mất, vậy thì vui rồi. Sau khi dung dịch thuốc hòa vào nhau, dần dần đông đặc lại, cuối cùng đã hòa hợp ra được 7 viên đan dược tròn trịa. Không tồi, hiệu quả của thuốc đã mạnh hơn dung dịch thuốc nhiều, hơn nữa, một viên cũng đủ để so sánh với một bình dung dịch thuốc. Trần Triệu Dương nhìn đan dược mà mình vừa mới luyện chế ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đan dược mà lần này anh luyện chế ra gọi là đan liệu thương, là đan dược chuyên dùng để chữa trị nội thương. Về phần hiệu quả chữa trị, Trần Triệu Dương còn chưa thử nghiệm, cho nên vẫn không biết cụ thể thế nào. Nhưng mà căn cứ vào sự hiểu biết của mình về đan dược này, hiệu quả chữa trị chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, chỉ là cụ thể thì còn phải xem tình huống mới biết được. Đợi đến khi lò thuốc nguội đi, Trần Triệu Dương liền luyện chế tiếp, lần này anh muốn luyện chế đan bồi nguyên, có thể tăng cường tu vi cho võ giả từ võ đạo tông sư trở xuống, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định làm cho người ta trực tiếp đột phá cảnh giới tầng tiếp theo. Trong vòng một đêm, Trần Triệu Dương đã luyện chế ra được hơn 20 viên đan bồi nguyên. Mà những vị thuốc vừa mới lấy được cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Tổng cộng luyện chế ra được 6 lò đan dược, chỉ là thất bại một lò, nhưng tỷ lệ thành đan cũng tương đối cao. Sau khi luyện chế đan dược xong, Trần Triệu Dương bắt đầu điều hòa hơi thở, dù sao, hôm nay là ngày quyết đấu với Lữ Đại Vĩ, mặc dù anh không cho rằng Lữ Đại Vĩ có thể tạo ra uy hiếp gì cho mình,
nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức, đương nhiên anh không muốn bởi vì mình coi thường mà để đối thủ lợi dụng bất kỳ cơ hội nào. Đợi đến khi Trần Triệu Dương đi ra khỏi phòng mình, nhìn thấy mấy người đều chờ trong phòng khách, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, lúc này anh mới đi tới. Tôi nói này, sao các cậu ai cũng có vẻ mặt đó thế, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi. Đại ca, em nghe nói Lữ Đại Vĩ kia có thực lực cao hơn anh một cấp bậc, không có vấn đề gì chứ, Hắc Kiện đi tới đầu tiên, lo lắng nói. Đại ca, em đã chuẩn bị súng bắn tỉa kỹ càng, một khi tình hình của anh không ổn, em sẽ nổ súng đầu tiên, nổ tung đầu tên Lữ Đại Vĩ gì đó luôn, Ưng Chuẩn đứng ra, vẻ mặt độc ác. Không sai, nếu như lão Ưng không bắn chúng, bọn em sẽ cùng tiến lên, Tật Phong cũng không cam chịu yếu thế nói. Còn có em nữa, cậu tử ngoan ngoãn không nói nhiều lời, cực kỳ kiên quyết đứng ra. Thôi đi, mấy cậu không tin đại ca sao? Đại ca của mấy cậu đã từng sợ ai chưa? Hắc Tử, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện tôi và Vân Hạn Lâm quyết đấu đấy nhé. Được rồi, đừng có bày cái bộ dạng lo lắng như đưa đám thế nữa, nhanh, đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi còn phải lên đường. Trần Triệu Dương bất lực, nhưng trong lòng cực kỳ cảm động với sự chân thành của đám anh em này. Được rồi, đi ăn cơm đi, Nam Cung Yến thấy bầu không khí có chút bi quan, nhanh chóng mở miệng nói. Bữa cơm này rất ngột ngạt, tất cả mọi người vốn dĩ ồn ào lại không ăn được bao nhiêu, ngược lại người trong cuộc như Trần Triệu Dương thì lại làm như không có chuyện gì, phần lớn bữa sáng đều do anh xử lý. Loại người có thể dùng hành động để ảnh hưởng đến mọi người như Trần Triệu Dương đã khiến bầu không khí không còn nghiêm trọng như trước đó mà đã thả lỏng hơn. Sau đó, tất cả mọi người đều lên xe, Trần Triệu Dương lái xe chở ba cô gái, những người khác ngồi cùng một chiếc xe, cả hai chạy về phía núi Long Đài. Trên đường đến núi Long Đài, Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy không ít xe sang đang chạy băng băng về phía ngọn núi. Điều này khiến Trần Triệu Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cũng không biết đám nhà giàu này có đam mê gì, còn hứng thú với cả cuộc chiến như thế này, anh có muốn khiêm tốn trong lần quyết đấu này cũng không thể. Lại thêm trước đó quyết đấu với Vân Hạn Lâm, chỉ sợ sau lần này, tầng lớp xã hội ở thành phố Long Hải đều biết đến tên của mình. Rất nhanh, xe đã chạy đến dưới chân núi Long Đài, nghĩ đến lúc trước quyết đấu với Vân Hạn Lâm, gặp hai ông cháu nhà họ Lâu, chuyện lúc đó còn khá buồn cười, chỉ là không biết lần này có thể gặp lại hai người bọn họ nữa hay không. Đang nghĩ ngợi, hai bóng người bỗng lọt vào mắt Trần Triệu Dương, điều này khiến anh phải lẩm bẩm, con người sao, đúng là nhắc đến Tào Tháo đến ngay mà. Mọi người cứ lên núi trước đi, tôi vừa gặp được hai người bạn, ra đó chào hỏi một chút đã, Trần Triệu Dương thấy ông cháu nhà họ Lâu nhìn về phía này, nói với mấy người kia. Vậy bọn em lên đỉnh núi chờ anh, đương nhiên Nam Cung Yến cũng nhìn thấy ông cháu nhà họ Lâu, cô không nói thêm gì, lúc này dẫn mọi người đi lên đỉnh núi. Mà Trần Triệu Dương thì đi đến chỗ ông cháu nhà họ Lâu. Ông cụ Lâu, từ khi chia tay đến giờ ông vẫn còn khỏe chứ? Trần Triệu Dương chào hỏi ông cụ Lâu một tiếng, dù sao cũng là người già, mặc dù thực lực không bằng mình. Cậu bạn Trần Triệu Dương, không ngờ cậu lại tự làm khổ mình như thế, mới qua bao lâu mà cậu đã lại gây hấn với một võ đạo tông sư khác, đúng là khắc tinh của võ đạo tông sư mà, ông cụ Lâu cười khổ, lắc đầu nói. Lúc trước ông ấy cảm thấy Trần Triệu Dương trẻ tuổi nóng tính. Mặc dù cuối cùng đã chiến thắng, nhưng tính cách như vậy thật sự quá xúc động, không ngờ rằng người này lại trêu chọc thêm một võ đạo tông sư nữa. Ông cụ Lâu, không còn cách nào cả, người ta đã xông đến tận nhà tôi rồi, nếu như tôi không làm gì đó, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy tôi dễ bắt nạt sao? Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, lần này anh không hề trêu chọc Lữ Đại Vĩ. Hai người đã nói xong chưa? Có phải đã quên sự tồn tại của tôi rồi không? Lâu Tình Nhi ở bên cạnh không nhịn được nữa, lúc này thở phì phò nói. Sao có thể quên cô được, nhìn thấy Lâu Tình Nhi có chút tức giận, Trần Triệu Dương lập tức cười ha hả. Anh còn cười, cũng không sợ lát nữa bị người A đánh chết, Lâu Tình Nhi nhìn thấy Trần Triệu Dương cười thì tức điên, cực kỳ khó chịu nói. Ồ, không phải sao, ban đầu chúng ta ở Nam Hải, cũng không biết là ai, biết Trần Triệu Dương muốn quyết đấu với người ta, la hét nhất định phải đến thành phố Long Hải để xem. Ông cụ Lâu không nhịn được mở miệng trêu chọc. Ai nha, ông nội, sao ông lại nói hết ra như vậy? Người ta không chơi với ông nữa, nghe thấy ông nội trêu chọc, Lâu Tình Nhi lập tức đỏ mặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương. Ông cụ Lâu, thời gian không còn sớm, chúng ta lên núi đi, Trần Triệu Dương mỉm cười đề nghị. Được, đi, lên núi thôi, ông cụ Lâu khế gật đầu,
lúc này vừa nói vừa cười đi lên trên núi với Trần Triệu Dương. Mà Lâu Tình Nhi lại trợn mắt há mồm, mình bị bỏ rơi rồi sao? Nhìn thấy hai người bọn họ đi lên trên núi thật, Lâu Tình Nhi hầm hừ dậm chân một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Suốt cả quãng đường Trần Triệu Dương vừa trò chuyện cùng ông cụ Lâu vừa đi về phía trước, ven. Đường lại gặp được đám người ở trước núi Phong, chỉ là lần này họ đã sớm lấy được ảnh của Trần Triệu Dương, vì thế lập tức nhận ra anh, vội vội vàng vàng cho qua. Lần này số người đến xem Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ quyết đấu thật sự rất nhiều, xem chừng còn nhiều hơn so với lần trước. Chờ khi lên đến nơi, họ thấy đám người Nam Cung Yến đã sớm có mặt tại đỉnh núi Long Đài, nơi mà lúc trước bị anh và Vân Hạn Lâm đánh đến vô cùng thảm thương giờ đã trở lại bình thường, ngược lại khiến Trần Triệu Dương có chút khâm phục người quản lý nơi đây. Nhiều người thật đó, bọn họ đến đông như vậy chỉ để xem anh và Lữ Đại Vĩ quyết đấu thôi sao, Tuyên Hoàng mang theo bộ dạng cực kỳ tò mò nhìn xung quanh đỉnh núi người người tấp nập. Thật ra những người này không phải thật sự đến để quan sát trận chiến, mà đến chỉ nhằm biết được người chiến thẳng cuối cùng, ông cụ Lâu lắc đầu, mở miệng đáp. Tại sao chứ, nghe ông cụ Lâu nói vậy, Tuyên Hoàng phút chốc cảm thấy ngờ vực. Võ đạo tông sư vốn đã ít, những cuộc chiến thế này đã ít lại còn ít hơn, mà một võ đạo tông sư có thế hạ gục một tông sư khác chính là đối tượng nịnh bợ của họ. Họ muốn biết đối tượng nịnh hót của mình rốt cuộc là ai, ông cụ Lâu tiếp tục lên tiếng giải thích. Tuy không được êm tai cho lắm, nhưng đó chính là sự thật, nếu không thì những người đó có tiền có quyền, việc gì phải đến đây sớm như vậy. Chắc Chen không thể chỉ vì muốn xem trò vui. Cụ Lâu, xin phép giới thiệu với ông, đây là vợ tôi Nam Cung Yến, còn những người này là bạn bè của tôi, Trần Triệu Dương giới thiệu họ với ông cụ Lâu. Lâu Tình Nhi đứng bên cạnh chợt buồn bã. Cô không ngờ Trần Triệu Dương thật sự đã có vợ, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, so với Nam Cung Yến thì cô chỉ là một con nhóc ngây ngô, nếu để bản thân lựa chọn, e là cô cũng không chọn chính mình. Ông cụ Lâu lo lắng liếc sang đứa cháu nhà mình, chỉ là chuyện thế này ông đã sớm đoán được, nếu không đợi đến khi tình nghĩa sâu nặng thì lại càng khó quyết đoán. Sau trận chiến ở núi Long Đài lần trước, ông ta thường nhìn thấy cháu gái mình ngồi thử ra đó, thỉnh thoảng còn nhắc đến Trần Triệu Dương. Cho dù những việc đó không liên quan tới cô là bao. Nhưng chính vì thế mới càng khiến ông lo lắng. Nam Cung Yến mỉm cười, chủ động bắt chuyện với Lâu Tình Nhi. Đây chính là điểm thông minh của Nam Cung Yến. Cô biết Trần Triệu Dương ngày càng ưu tú thì các cô gái vây xung quanh anh sẽ không ít. Thay vì đề phòng, không bằng để bản thân giữ thế chủ động. Thế thì ít nhất mọi tình huống đều bị cô nắm trong lòng bàn tay. Sau đó Lâu Tình Nhi và ba cô gái khác trò chuyện vô cùng vui vẻ. Các cô vốn còn hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe Lâu Tình Nhi nói tình hình đối chiến của Trần Triệu Dương và Vân Hạn Lâm thì bèn yên tâm. Ngay cả một võ đạo tông sư lâu năm như Vân Hạn Lâm cũng thất bại dưới tay Trần Triệu Dương, Lữ Đại Vĩ đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều đang bắt đầu thảo luận, đề tài chỉ đơn giản gói gọn trong việc Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ thì ai sẽ thắng. Vì thế có người còn lập ra ván cược, tuy nhiên tiền đặt cược của cả hai bên đều không lớn lắm. Tỷ lệ ăn thua cũng thấp đến thê thảm, không có nhiều người cược cho lắm, bởi nếu thăng cược chỉ kiếm được một tí, mà một khi thua thì sẽ mất tất cả. Nhìn kia, Trần Triệu Dương đến rồi, cùng lúc đó, trong đám người có người nhận ra Trần Triệu Dương, hiển nhiên là những người có mặt tại Thiên Sướng Viên, mà đám người đã từng xem Trần Triệu Dương đấu với Vân Hạn Lâm cũng nhận ra anh. Cậu Trần, cố lên, đánh bại một võ đạo tông sư thì cậu sẽ thực sự chiến đấu vượt bậc, tuyệt đối kiêu ngạo. Có người lên tiếng hô to với Trần Triệu Dương. Bọn tôi đều cược cậu sẽ thắng, nhất định phải cố lên, người lập ra ván cược nọ cũng hét lên với Trần Triệu Dương. Cảm ơn mọi người đã khích lệ, đầu đuôi của chuyện lần này tôi sẽ không nói nhiều, trong lòng mọi người ở đây đều có một chiếc cân, tôi tuy có chút vũ lực, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Trần Triệu Dương biết bản thân không thể nào tiếp tục núp vào một bên, không thể làm gì khác ngoài đứng ra chắp tay hướng mọi người và nói. Cậu Trần. Cậu không phải giải thích, chuyện xảy ra bọn tôi đều biết cả, ai gặp phải chuyện thế này e là cũng đều giận tím mặt. Đúng thế, tên Lữ Đại Vĩ đó quá không biết xấu hổ, học trò mình làm sai mà còn chạy tới quấy rối nhà người ta, thật sự là vô pháp vô thiên. Còn có chuyện này nữa à? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Có ai biết không? Kể tí đi xem nào. Xung quanh có người thì lớn tiếng hô lên với Trần Triệu Dương, cũng có một số không hiểu đầu đuôi thế nào, đang hỏi người bên cạnh. Đợi khi mọi người đều biết rõ ngọn nguồn mới hiểu vì sao Trần Triệu Dương lại giận dữ đề nghị quyết chiến như vậy. Trần Triệu Dương không ngờ những người này thật sự hiểu biết chân tướng câu chuyện,
nhưng mà dù cho biết cũng vô dụng, sự thật thường rất vô bổ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là chân lý. Nếu hôm nay anh bại dưới tay Lữ Đại Vĩ, sợ là những người này sẽ lập tức chuyển hướng trách phạt anh ta. Vì thế đối với bọn họ, anh hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này cả người Trần Triệu Dương lóe lên, đi thẳng đến giữa sân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều hòa hơi thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã gần giữa trưa nhưng Lữ Đại Vĩ còn chưa xuất hiện, điều này làm cho mọi người trên đỉnh núi bắt đầu không nhịn được nữa. Phải biết rằng có rất nhiều người từ 4-5 giờ sáng đã chạy đến đây, chờ đến giờ cũng đã được 7-8 tiếng mà Lữ Đại Vĩ còn chưa chịu đến, đương nhiên bọn họ rất tức giận. Má nó, tên Lữ Đại Vĩ kia dù gì cũng là võ đạo tông sư, thậm chí ngay cả mấy trận quyết đấu thế này mà cũng lỡ hẹn cho được, thật là mất mặt cho. Một võ đạo tông sư? Hay là có chuyện gì xảy ra nên mới đến trễ? Có chuyện gì to lớn đến mức còn quan trọng hơn cả quyết đấu cơ chứ? Xem ra chính là sợ, không dám đến thì có. Nhân phẩm của Lữ Đại Vĩ thì mọi người cũng biết đấy, nếu chắc ăn thì ông ta đã sớm xuất hiện. Nhưng đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh, tám phần là chuồn mất rồi. Chờ thêm tí đi, còn nửa tiếng nữa mới đến giữa trưa. Người xung quanh dồn dập oán trách, hiển nhiên là hành động này của Lữ Đại Vĩ đã đắc tội rất nhiều người, dù sao cũng là bản thân ông ta yêu cầu quyết đấu, kết quả đến giờ vẫn chưa thấy có mặt. Không phải đang đùa bỡn người khác thì là gì? Đối với việc Lữ Đại Vĩ chưa đến, Trần Triệu Dương vốn chẳng hề quan tâm, chân khí trong cơ thể anh đang vận chuyển không ngừng, hấp thu linh khí tinh khiết nhất của trời đất lúc này. Hơn nữa, Nam Cung Yến cách anh rất gần, cường độ của linh khí lại càng nặng hơn. Ngay lúc giữa trưa, dương khí của đất trời đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi người mau nhìn xem, thế này là sao, đúng lúc này có người bỗng nhiên hét lớn. Cậu cũng thấy vậy à? Linh khí bên trong trời đất đột nhiên trở nên hỗn loạn. Không phải là có người sắp đột phá đấy chứ? Sao có thể, động tĩnh này cũng quá lớn rồi, võ đạo tông sư đột phá còn chưa tới mức đó. Chẳng lẽ là có bảo vật chuẩn bị xuất thế? Trong lòng những võ giả đó đột nhiên nảy ra ý nghĩ, thảo luận qua lại. Không đúng, linh khí của trời đất không hề bị hỗn loạn, mà đang điên cuồng hướng về một phía. Đột nhiên, có một người quát to lên, còn đám võ giả mặc dù không mẫn cảm với linh khí bằng Trần Triệu Dương, nhưng linh khí rào như vậy, bọn họ lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Lúc này, một người chỉ vào Trần Triệu Dương quát to lên. Đám võ giả đều cảm nhận được linh khí của trời đất đang phun trào, còn người bình thường thì lại có thể thấy trên đỉnh núi có một luồng gió lớn nổi lên. Có điều luồng gió này hơi kỳ lạ, gió từ bốn phương tám hướng đều tập trung thổi về phía Trần Triệu Dương đang đứng trong sân. Trời ạ, không phải là Trần gia sẽ đột phá tiếp đấy chứ, khi sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía Trần Triệu Dương, có một người không nhịn được mà suy đoán. Thế này là đột phá cấp bậc gì đây? Có vẻ điên cuồng như vậy. Tôi thấy, võ đạo tông sư đột phá cũng không gây ra động tĩnh lớn như thế này. Nghe nói Trần Triệu Dương chỉ mới thiên tiên đại thành mà thôi. Thế này là sắp đột phá lên cấp cao nhất sao? Mới ở cấp cao nhất của thiên tiên đỉnh mà đã khủng bố như thế này, vậy đến khi anh ta bước chân vào hàng võ đạo tông sư rồi, chẳng phải sẽ kinh khủng lắm sao? Người xung quanh nhao nhao bàn tán, nhưng ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Trần Triệu Dương đều tràn ngập sự hâm mộ. Mới chỉ ở cấp bậc thiên tiên đại thành thôi mà đã có thể giết được võ đạo tông sư, nếu giờ đột phá lên cấp bậc cao nhất của thiên tiên đỉnh. Không biết là khả năng chiến đấu của anh sẽ mạnh đến mức nào đâu. Lúc Trần Triệu Dương đang điều hòa hơi thở, quả thật có cảm giác như sắp đột phá, chỉ có điều anh vẫn muốn tiếp tục áp chế nó xuống. Thế nhưng, dương khí lúc giữa chưa cộng thêm Nam Cung Yến ở bên cạnh, khiến linh khí và dương khí điên cuồng tràn vào, khiến Trần Triệu Dương không thể khống chế nổi chân khí trong cơ thể, tự động bắt đầu đột phá. Lúc trước, khi Trần Triệu Dương đột phá lên thiên tiên đại thành, đã phải hấp thu một lượng linh khí khổng lồ. Không biết lần này có đủ để cho anh đột phá hay không? Chỉ có điều, việc đã đến nước này, con đường đột phá không thể dừng lại được nữa, chỉ có thể liều mạng hấp thu. Cũng may mà Nam Cung Yến đứng cách đây không xa, có thể giúp tốc độ hấp thu linh khí của mình càng thêm nhanh. Mà dương khí ngay giữa trưa này vừa vặn có thể để cho thuần dương vô cực công của anh được hấp thu một cách sảng khoái, cũng đẩy nhanh tiến độ đột phá. Sao tôi lại không hấp thu được chút linh khí nào? Lúc Trần Triệu Dương đang đột phá, có người bỗng mở miệng hô lên. Người xung quanh nghe nói thế thì cũng bắt đầu thử hấp thu linh khí, thế nhưng bất kể là bọn họ có làm cách nào đi chăng nữa,
thì luồng linh khí đậm đặc của đất trời này dường như cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, tất cả đều điên cuồng hướng tới chỗ Trần Triệu Dương. Công pháp của tên Trần Triệu Dương này quá bá đạo, tôi vốn muốn thừa dịp bây giờ linh khí dồi dào, để tu luyện một phen, bây giờ lại thấy quá thiếu thốn. Tình huống như thế này khiến người khác phải phàn nàn, hiển nhiên là có hơi khó chịu vì tình hình này. Nhìn thấy con trời đột phá như thế, không bằng việc cậu đứng đây hấp thu chút linh khí này chắc. Đương nhiên, cũng có người có ý kiến khác. Chỉ có điều, mặc kệ người khác có cái nhìn như thế nào, Trần Triệu Dương cũng chịu bó tay. Dù sao thì võ đạo đột phá cũng chính là chuyện lớn, không thể qua loa đại khái được, nếu như trong thời gian đột phá có người muốn nhảy vào phá hoại, thì người đột phá không chết cũng tẩu hỏa nhập ma. Tình Nhi, đi, ông cụ Lâu thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, thân hình ông ta lóe lên, đi thẳng vào trong sân, đứng lại cách chỗ Trần Triệu Dương đang đột phá không bao xa, đồng thời phóng ra hơi thở ở cấp bậc thiên tiên đỉnh của mình. Lần trước lúc Trần Triệu Dương quyết đấu ở chỗ này, ông cụ Lâu vẫn là thiên tiên đại thành, sau khi quan sát Trần Triệu Dương và Vân Hạn Lâm quyết đấu với nhau, ông ấy có cảm giác mình sẽ đột phá trong mấy ngày ở thành phố Nam Hải. Ông cụ Lâu làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của ông cụ Lâu, nhóm người Nam Cung Yến lập tức cảm thấy hơi khó hiểu. Để lát nữa sẽ giải thích với mọi người, trước tiên chúng tôi sẽ qua đó, vạch trần những thủ đoạn phá phách anh ấy của người khác đã. Lâu Tình Nhi nhìn hành động của ông nội mình, đương nhiên cũng hiểu lý do vì sao, vội hô lên với nhóm người Nam Cung Yến. Nghe thấy Lâu Tình Nhi nói như vậy, lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, cùng với việc làm của ông cụ Lâu, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận ra được chuyện này có gì đó không ổn. Lúc này, mấy người bọn họ không hề do dự, nhanh chóng lao về phía Trần Triệu Dương. Bọn họ vào trong sân, vây Trần Triệu Dương ở giữa, cảnh giác nhìn đám người xung quanh. Những người còn lại cũng đi qua, chỉ có Julia và Tăng Kim Lai là không tới, bởi vì trong số những người ở đây, chỉ có hai người bọn họ là chẳng có sức mạnh gì, đi vào cũng chỉ làm cản trở người khác mà thôi. Trời đất, đây là cái gì? Súng ngắm sao? Là thật hay giả thế? Súng tiểu liên, lựu đạn, súng ngắn, thế này là muốn đánh trận à? Hay là chơi cosplay thế? Khi mọi người nhìn thấy mười mấy người nhóm Tật Phong giống như làm ảo thuật, từng người một thuần thục lắp ráp các loại súng ống, lập tức tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt, bên hông nhóm người Tật Phong còn cài cả lựu đạn, nhìn không khác gì đang đóng phim cảnh sát bắt cướp. Ba người Lâu Tình Nhi cũng phải trợn tròn mắt, các cô cũng không ngờ rằng nhóm của Tật Phong lại hung hăng như thế. Mặc dù đã từng nghe Trần Triệu Dương nói ở nước ngoài bọn họ làm cái gì, nhưng khi nhìn thấy từng con người thanh tú nhã nhặn đột nhiên thay đổi lớn như thế, thật sự là quá kinh khủng. Mọi người chú ý đề phòng, trong lúc võ giả đột phá, sợ nhất là có người đến quấy rầy. Nếu trong quá trình đột phá đó có người đến quấy phá thật thì sợ là sẽ có ảnh hưởng đến tính mạng, lúc này, Lâu Tình Nhi mới giải thích với bọn họ. Nghe Lâu Tình Nhi nói như vậy, nhóm người Tật Phong lại càng cảnh giác hơn, ai nấy đều trợn to hai mắt, sát khí từ việc chém giết trên chiến trường cũng điên cuồng tỏa ra. Những võ giả ở xung quanh cảm nhận được ông cụ Lâu đang cảnh cáo bọn họ, nên đều lùi ra sau mấy bước, hiển nhiên là không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có nào. Tình huống như thế này, sợ là cũng không có ai dám tới đây để làm chuyện điên rồ cả. Dù sao thì năng lực của ông cụ Lâu cũng đã là thiên tiên đỉnh, không có võ đạo tông sư ra mặt thì ai có thể đánh thắng được người ở cấp bậc thiên tiên đỉnh chứ? Huống hồ, ngoại trừ ông cụ Lâu là võ giả cấp cao nhất của thiên tiên đại thành ra. Những người khác mặc dù có thực lực nhìn chẳng ra sao cả, nhưng ai nấy đều tràn đầy sát khí, chỉ sợ là người chết dưới tay bọn họ cũng chẳng hề ít, huống hồ bọn họ còn mang theo súng, cho nên càng không có người dám hành động lỗ mãng. Thời gian lúc giữa trưa, khi dương khí dồi dào nhất đã qua đi, mà quá trình đột phá của Trần Triệu Dương cũng dần dần kết thúc. Linh khí của trời đất gần như bị Trần Triệu Dương thu nạp hết không còn gì, đám võ giả xung quanh đều không cảm nhận được chút linh khí nào nữa. Thế mà còn thiếu một chút nữa, Trần Triệu Dương không ngờ rằng lần đột phá này lại cần một lượng linh khí khổng lồ như vậy, có Nam Cung Yến ở đây, lại còn là giữa trưa, thế nhưng kết quả là anh vẫn không đột phá được. Trần Triệu Dương cũng không muốn lần đột phá này bị thất bại trong gang tấc, nên lấy đan bồi nguyên mà mình mang theo ra, một lúc 10 viên đan bồi nguyên bị anh nuốt vào trong miệng giống như đang ăn kẹo. Đan bồi nguyên có chứa nguồn năng lượng to lớn. Võ giả bình thường sau khi sử dụng nó đều phải mất một thời gian rất dài để hấp thụ, còn Trần Triệu Dương thì lại nuốt một lúc 10 viên, đúng là lá gan quá lớn. Dưới sự thúc đẩy của đan bồi nguyên, cuối cùng con đường thăng cấp của Trần Triệu Dương cũng được đả thông.
một luồng hơi thở khủng bố phát ra từ trên người Trần Triệu Dương, hơi thở đó thuộc về Thiên Tiên Đỉnh. Lần trước khi Trần Triệu Dương đột phá lên Thiên Tiên Đại Thành cũng đã đủ mạnh, lần này lên tới Thiên Tiên Đỉnh, sức chiến đấu đã tăng lên ít nhất 3 lần. Nếu như gặp một võ đạo tông sư như Vân Hạn Lâm thì lại càng dễ dàng chiến đấu. Biết lúc này chưa phải là thời cơ tốt để củng cố cảnh giới nên Trần Triệu Dương lập tức thu lại, đứng lên. Đại ca, anh đột phá rồi, thấy Trần Triệu Dương đứng lên, bọn họ nhanh chóng vây lại. May là đột phá, Trần Triệu Dương vẫn còn hơi kích động, lần đột phá này tuy không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng con đường tu luyện chính là như vậy, bất cứ khi nào suy nghĩ thông suốt cũng có thể trực tiếp đột phá. Dù gì chân khí mà Trần Triệu Dương tích lũy cũng đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua một khoảng lớn. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Lão già vừa mới đột phá lên Thiên Tiên Đỉnh cậu đã lập tức bắt kịp, xem ra không cần đợi lâu, thế gian này lại sắp có thêm một võ đạo tông sư rồi, ông cụ Lâu cảm khái nói. Cảm ơn ông đã giúp tôi canh giữ, nghe thấy ông cụ Lâu nói vậy, Trần Triệu Dương nhanh chóng chắp tay nói bằng giọng cảm kích. Tuy anh có một ít mẹo nhỏ, dù cho người đến quấy rối thì cũng sẽ không bị làm phiền, nhưng dẫu sao thì cũng là người ta chủ động đến giúp một tay. Thật là, anh mới lớn hơn tôi có vài tuổi. Rõ ràng đều là Thiên Tiên Đỉnh, thế mà còn có thể chém giết võ đạo tông sư, thật sự không công bằng chút nào, Lâu Tình Nhi đứng bên cạnh nhìn không được ghen tị nói. Cô đừng ủ rũ, dựa vào thiên phú, rất nhanh thôi cô cũng sẽ đạt đến trình độ này của tôi, nghe Lâu Tình Nhi nói vậy, Trần Triệu Dương không nhịn được cười to. Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã, Trần Triệu Dương cũng không muốn đứng thử ra ở chỗ này như con khỉ trong vườn thú để mặc cho người khác quan sát. Lữ Đại Vĩ đến tận bây giờ còn chưa xuất hiện, chắc chắn là không đến. Cùng với biểu hiện của Lữ Đại Vĩ hôm nay, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sợ là hôm đó ông ta đồng ý quyết đấu cũng vì tranh thủ cho bản thân một chút thời gian chuẩn bị kỹ càng trước khi chạy trốn. Có khi tất cả sản nghiệp của Lữ Đại Vĩ ở thành phố Long Hải đều đã bị bán mất, lần này muốn tìm ông ta lại không dễ dàng rồi. Chỉ là qua vụ việc này, Trần Triệu Dương càng nhìn Lữ Đại Vĩ không thuận mắt. Một võ giả mà không có ý chí dũng cảm tiến về phía trước thì đừng mong thực lực của mình sẽ tiến bộ. Hơn nữa loại người này cũng không xứng làm đối thủ của anh. Nghe Trần Triệu Dương nói quay về, bọn họ cũng không phản đối, cho nên mọi người cùng nhau xuống núi. Vốn là muốn ngăn Trần Triệu Dương lại, gần giống với cách làm của anh, nhưng kết quả Trần Triệu Dương không những không ngừng lại mà còn trực tiếp đi thẳng, điều này khiến họ thoáng thất vọng, nhưng cũng không dám thật sự ngăn cản. Qua chuyện lần này, tên tuổi của Trần Triệu Dương ở thành phố Long Hải hoàn toàn vượt lên, một ít thế lực đã bắt đầu điều tra anh, biết được Trần Triệu Dương thống nhất cả một thế giới ngầm ở thành phố Nam Hải, san bằng Vân Hải, giờ đây lại tới Long Hải chém giết, dọa lùi cả võ đạo tông sư. Có thể nói hiện giờ Trần Triệu Dương đã thật sự là người đứng đầu cả Tam Hải. Thông qua một chút hành động của anh thì biết Trần Triệu Dương vô cùng bênh vực người của mình. Vì thế những thế lực kia đều nhanh chóng điều tra kỹ càng Trần Triệu Dương. Cả những người xung quanh anh nữa, nếu ai chọc đến vị chủ nhân đó, tuyệt đối không được làm liên lụy đến thế lực nơi này. Trần Triệu Dương hiển nhiên không biết những chuyện này, cho dù biết thì anh cũng mừng thầm, đỡ. Phá rối, làm phiền người khác. Mấy ngày sau quả thật nhàn rỗi hơn không ít, chẳng có chuyện gì làm, Trần Triệu Dương hàng ngày tu luyện, rồi chỉ dẫn đám người Tật Phong, đồng thời cả Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng đều có tiến bộ rất lớn. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn người Tật Phong còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng hoàn toàn không đụng được đến mình, nhưng thiên phú của hai người kia lại đáng sợ vô cùng, chỉ mới mấy ngày mà đã thông hiểu quy luật chiến đấu. Tu vi võ đạo của bọn Tật Phong lại không bằng hai người Nam Cung Yến, thời gian dài về sau thì mấy người bọn họ bị hành đến thê thảm, dù gì thì Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng đều tiếp thu nhanh đến bất ngờ. Cuối cùng thì không còn ai dám đánh nhau với hai người bọn họ nữa. Dĩ nhiên Trần Triệu Dương đã trở thành người huấn luyện, dựa vào thực lực của anh thì không gì là không được, chỉ là Trần Triệu Dương lại không muốn ra tay. Cuối cùng, hai cô gái cảm thấy nhàm chán, mà Lâu Tình Nhi lại chủ động xin đi giết giặc, muốn giúp đỡ các cô luyện tập, từ đó Trần Triệu Dương mới thoát khỏi biển khổ. Ba cô gái ngày ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau thảo luận về võ đạo, dưỡng da, đồ trang điểm. Ngược lại làm cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm thân mật. Còn về ông cụ Lâu, hôm đó vốn dĩ định dẫn Lâu Tình Nhi rời đi, nhưng sau khi thấy Trần Triệu Dương bày ra một ít thân pháp, ông ta lập tức bị hấp dẫn, quyết định ở lại. Đương nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch của Trần Triệu Dương.
Tuy hiện giờ thủ hạ dưới trướng anh vô cùng đông đảo, nhưng có rất ít người thực lực đủ mạnh, ông cụ Lâu tuy tuổi đã cao nhưng thực lực cũng không hề kém, tiên thiên đỉnh, sức mạnh thế này cũng đủ làm kinh sợ cả một thành phố. Vì thế nên Trần Hạo mới nghĩ mọi cách để giữ ông cụ Lâu lại, cứ như vậy thì dù cho anh có việc phải rời đi, những người kia, ngoại trừ võ đạo tông sư ra, không một ai có thể đến đây kiếm của hời. Cũng chính hôm ấy, Trần Triệu Dương đề nghị muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, tuy là có hơi đột ngột nhưng cũng không ai nói gì. Địa điểm ăn cơm được đặt ở nhà hàng Yến Tân, tòa nhà cao nhất của thành phố Long Hải. Nhà hàng này không có sao nào, nhưng lại là nơi cao cấp nhất nơi này, bởi vì nhà hàng này được đặt ngay vị trí trọng điểm của Long Hải, tòa nhà chọc trời Yến Tân. Tại tầng cao nhất của nhà hàng có thể quan sát rõ toàn bộ thành phố, phong cảnh có thể nói là đẹp không sao tả xiết, là thánh địa của nhiều du khách đến tham quan Long Hải. Phòng ăn bàn tròn của nhà hàng Yến Tân nổi tiếng là đắt tiền, những nguyên liệu dùng để nấu ăn toàn bộ đều tươi mới nhất, rất nhiều loại bình thường khó mà tìm được thì ở đây đều có. Chỉ là đắt như vậy, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn vào ăn, nếu không phải có chức quyền, hoặc triệu phú thì dù cho có tiền cũng không vào được tới cửa. Em sớm đã nghe danh tiếng của phòng ăn bàn tròn, chẳng qua không có cơ hội đến thử, không ngờ hôm nay lại được thực hiện, Tuyên Hoàng vô cùng vui vẻ, ngồi trên xe mà phấn khởi không thôi, liên tục nắm lấy Trần Triệu Dương hỏi này hỏi nọ. Được rồi cô chủ của tôi ơi, có thể thu lại chút không, cứ như là chưa từng được ăn cơm không bằng, thấy bộ dáng đó của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương thật sự không nhịn được nữa, bất đắc dĩ nói. Anh mới chưa từng ăn cơm ấy, hừ, không nói được thì đừng nói, thật là, bị Trần Triệu Dương nói như vậy, Tuyên Hoàng lập tức không làm gì nữa, hầm hừ quay đầu sang chỗ khác. Chỉ là rất nhanh sau đó đã chuyển mục tiêu sang người Nam Cung Yến và Lâu Tình Nhị, líu ra líu díu hỏi. Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến cửa chính. Khách sạn, cũng không phải là có thể đi thẳng vào khách sạn Yến Tân này được, mà cổng lớn năm tách biệt, toàn bộ đều bị tường cao lấp kín che chắn, thế giới ngoài tường và thế giới trong tường hoàn toàn tách rời. Cổng lớn cao ít nhất là 5 mét, làm bằng gỗ nặng nề, cực kỳ có cảm giác năm tháng lắng đọng. Khi xe của mấy người Trần Triệu Dương lái đến cổng lớn, cánh cổng nặng nề tự động mở ra, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Đây là ai cũng có thể đi vào sao, thấy xe của bọn họ đi tới mà cánh cổng trực tiếp mở ra, Lâu Tình Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi. Còn Tuyên Hoàng ở bên cạnh cũng bày vẻ mặt hiếu kỳ. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân để bọn họ có thể trở thành khách sạn số một đi, Trần Triệu Dương mỉm cười, đáp lại. Chắc chắn là không phải rồi, bởi vì anh đã bảo Tăng Kim Lai hẹn trước, mà biển số xe của bọn họ chính là giấy thông hành tốt nhất. Đến bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn, bọn họ vừa đỗ xong, đã có tài xế của khách sạn lái xe điện ngắm cảnh màu xanh lá bảo vệ môi trường tới trước mặt, hiển nhiên là đón bọn họ vào khách sạn. Lên xe ngắm cảnh, trên đường đi, Trần Triệu Dương có ấn tượng rất tốt với khách sạn này, bởi vì từ khi anh vào đây, chưa hề nhìn thấy một chỗ nào không sạch sẽ cả, anh không nhịn được nhìn đế giày của mình, quả nhiên, thế mà vô cùng sạch sẽ. Trần Triệu Dương nhớ lại, lúc bọn họ xuống xe, đúng là có cảm giác dưới lòng đất chấn động, chắc hẳn là từ lúc bọn họ xuống xe đã bả đầu làm sạch đế giày của bọn họ rồi. Cách hoạt động của khách sạn này đúng là vô cùng thân thiện với người dùng, cũng không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đại ca, khách sạn này được đấy chứ, ai lại có năng lực xây được một khách sạn như thế, Tật Phong không nhịn được tò mò hỏi. Tổng giám đốc của khách sạn này tên là Phương Minh Sinh, mặc dù là ông trùm trang sức, nhưng ông ấy cũng không phải một nhân vật đơn giản, chỉ cần nhìn khách sạn này là biết, nếu như ông ấy chuyển sang ngành nghề khách sạn, chỉ sợ toàn bộ việc làm ăn của các khách sạn ở thành phố Long Hải đều bị ông ấy quét sạch, Nam Cung Yến mở miệng giải thích. Chị, Phương Minh Sinh này là ông chú lần trước xuất hiện ở lễ mừng thọ của ông nội thứ hai chúng ta sao, nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, Tuyên Hoàng lập tức nhớ tới Phương Minh Sinh lúc ấy xuất hiện ở buổi lễ. Không sai, Phương Minh Sinh này chính là ông chú đớ, nghe thấy Tuyên Hoàng hỏi, Nam Cung Yến lập tức che miệng cười khẽ. Nếu Phương Minh Sinh biết Tuyên Hoàng gọi ông ấy như vậy, không biết sẽ có vẻ mặt gì nữa. Em vẫn luôn tò mò, vì sao Phương Minh Sinh này lại gọi em là cô cả. Còn cả Đồng Thiên Hải kia nữa, Tuyên Hoàng đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc này quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, hỏi. Sao mà anh biết được, em phải hỏi bọn họ mới đúng chứ, nhìn anh làm gì. Thấy Tuyên Hoàng đột nhiên nhìn mình, Trần Triệu Dương không nhịn được trêu chọc. Ha ha, Tuyên Hoàng lại nở nụ cười kỳ quái. Sao cô ấy có thể không biết, chỉ sợ những người này là do Trần Triệu Dương gọi tới làm chỗ dựa cho mình,
chỉ là anh không thừa nhận mà thôi. Các vị khách quý, chào mừng đã đến với khách sạn Yến Tân, xin mời các vị đi theo tôi. Lúc mấy người Trần Triệu Dương đi vào cửa khách sạn, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục dày da ra đón, mở miệng nói. Đi thôi, Trần Triệu Dương dẫn mọi người xuống xe, dưới sự dẫn đường của người đàn ông, bọn họ đi thang máy ngoài trời lên nhà hàng xoay tròn ở tầng cao nhất. Thang máy này hoàn toàn trong suốt, ở trong thang máy có thể nhìn ra bên ngoài, khi đi lên cao, có thể thu hết toàn bộ khung cảnh thành phố Long Hải vào mắt, một vẻ đẹp khác thường. Rất nhanh, thang máy đã đi lên nhà hàng xoay tròn ở tầng cao nhất. Nhà hàng xoay tròn này cũng không ở bên trên tòa nhà khách sạn, mà là ở trên một kiến trúc vươn ra một đoạn trên tầng cao nhất, ở đó ngoại trừ sàn nhà ra thì tường xung quanh cũng là trong suốt, nhìn qua có một vẻ đẹp mộng ảo. Sở dĩ gọi là nhà hàng xoay tròn, là bởi vì sảnh của nhà hàng này không phải là cố định, mà luôn xoay tròn, trong vòng thời gian nửa tiếng, có thể khiến khách hàng ăn cơm ở đây nhìn thấy hết toàn bộ thành phố Long Hải. Đợi đến khi mấy người Trần Triệu Dương đến nhà hàng, mới phát hiện đã có không ít người ăn cơm trong này rồi, điều này khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu, bây giờ là buổi sáng, lại có nhiều người tới ăn cơm như vậy, thật sự là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà. Mặc dù trong lòng đều châm chọc như thế, nhưng bọn họ cũng không nói ra, dù sao, bọn họ cũng là người rảnh rỗi không có chuyện để làm, sao phải chó chê mèo lắm lông. Trần Triệu Dương, sao đột nhiên anh lại muốn tới chỗ này ăn cơm, Nam Cung Yến có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Trần Triệu Dương. Tính toán thời gian, chỉ sợ chúng ta ở không được bao lâu đã phải trở về, anh đã sớm nghe nói đến tên tuổi của nhà hàng này rồi, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, liền đặt trước ở đây, Trần Triệu Dương ghé vào bên gạch dưới tai Nam Cung Yến, khẽ nói.